suy chỉ là tiếng kêu của hắn vẫn chưa hoàn toàn phát ra tới giang giật đoàn kiếm đã hung hăng đâm vào cổ họng của hắn bên trong hắn hoảng sợ nhìn qua giang giật duỗi ra một cánh tay chỉ vào giang giật trong con người đều là không dám tin hắn không tin tưởng giang giật thật dám giết hắn còn như thế gọn gàng mà linh hoạt ầm uhm, giang giật giết người về sau thân sắc không có nửa điểm biến ảo nhấc chân đối lồng ngực của hắn đột nhiên đạp một khước, rút ra đoàn kiếm cười lạnh giang báo người đi trước đi cha mẹ của ngươi giang ra sẽ giúp ngươi dưỡng Giang giật thở ra một hơi thật dài, lúc đầu hắn không có ý định giết người, nhưng thấy rõ ràng ngồi xổm ở trong bụi cỏ người là Giang báo về sau, hắn thanh minh kiếm không có do dự chốc lát đâm cổ họng của hắn. Giang báo hôm nay ra Tây Sơn trên, không cần phải nói tham dự bắt cóc Giang Tiểu Nô sự tình. Ai dám tổn thương Giang Tiểu Nô, Giang giật liền sẽ giết hắn, vô luận là ai. Uệ, đột nhiên, Giang giật đột nhiên không người cuồng thổ lên, hắn cũng không phải là trời sinh lãnh huyết, lần thứ nhất giết người vừa rồi có lẽ không có cảm giác, giờ phút này nhìn chằm chằm giang báo thi thể nhìn qua hắn chết không nhắm mắt con mắt cùng tiên huyết tuôn ra ít hầu bản năng nghĩ nôn mửa thân thể cũng sợ hãi khẽ run lên chỉ là một lát hắn tự đình chỉ nôn mửa lau sạch sẽ miệng nhanh chân hướng trên núi đi đến sắc mặt của hắn có chút tái nhợt nhưng con người lần nữa trở nên băng lãnh lỗ tai của hắn thời khắc lắng nghe phụ cận nhất cử nhất động bước chân cũng càng thêm nhẹ nhàng bên này có người rất nhanh hắn lần nữa phát hiện một tên mai phục mật thám hắn nhẹ nhõm lách đi qua thấy rõ ràng một cái dấu ở trong bụi cỏ giang ra con em về sau, lần này không tiếp tục giết người, mà là một quyền đem người này đánh bất tỉnh, sau đó một kiếm đâm rách hắn đan điền. Tham dự chuyện hôm nay tình người, cũng không nhất định muốn toàn bộ chết, nhưng tuyệt đối phải vì bọn họ sai lầm trả giá đắt, đây là giang giật thời khắc này ý nghĩ. Một đường lên núi, một đường thanh lý mai phục mật thám, mỗi người đều bị giang giật đánh bất tỉnh đi qua, đều bị phế bỏ đan điền, đều không ngoại lệ làm sao còn không thấy phát tín hiệu Giang Giật sẽ không không tới đi Long Ca hổ Ca nếu không tại phái người đi xuống xem một chút đúng vậy a à, nhà đầu này chỉ là một cái tiểu thị nữ Giang Giật sẽ vì nàng từ bỏ tốt đẹp tiền đồ đừng nóng vội chờ một chút Giang Giật rất là yêu thương tiểu nha đầu này nhất định sẽ được sơn còn không có tới gần đỉnh núi Giang Giật liền nghe đến rất nhiều thanh âm quen thuộc trong mắt của hắn càng lạnh hơn khi hắn theo một cái trong bụi cỏ lặng yên hướng tây sơn trên nhìn lại. Nhìn thấy Giang Như Long Giang Như Hổ các loại hơn 20 người về sau, trong mắt sát cơ rốt cuộc che giấu không ở. Tiểu Nô, trong lòng của hắn gầm nhẹ một tiếng, nhìn thấy Giang Tiểu Nô thân thể gầy yếu bị treo ngược tại một cái trên đại thụ, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đều là huyết, cũng không biết là đã hôn mê vẫn phải chết. Nội tâm của hắn như liệt hỏa thiêu đốt, toàn thân đều đang run rẩy. Nhưng hắn không có đơn giản động thủ, bởi vì hắn lỗ tai nghe được phụ cận trong rừng cây nhỏ còn mai phục mấy chục người tại sao có thể có nhiều người như vậy? Giang giật con người nhất chuyển, cố nén lao ra đem Giang như long bọn người xé thành mảnh nhỏ xúc động, khinh thân lui trở về, lượn quanh một đoạn đường hướng bên cạnh rừng cây nhỏ tìm kiếm. Mặc kệ Giang tiểu nô chết hay không, hôm nay tại Tây Sơn đỉnh núi tất cả mọi người, trong lòng hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. chương 53, nhân gian luyện ngục, Tây Sơn cảnh sắc rất đẹp, giờ phút này mặt trời lên cao, ánh mặt trời ấm áp phổ chiếu đại địa, đem trên Tây Sơn hạt xương toàn bộ bốc hơi, dâng lên một tia khói xanh lượn lờ, càng làm cho toàn bộ Tây Sơn cảm giác như mộng như ảo. Giang giật thân thể giờ phút này bị dương quang bao phủ, nhưng hắn lại cũng không cảm thấy ấm áp, ngược lại cảm giác toàn thân rét run, trái tim băng giá đông lạnh xương. Hắn xuyên thấu qua lùm cây thấy được trong rừng cây nhỏ hoàn toàn chính xác mai phục có người, hết thảy hai mươi mấy người, đều mặc thanh bào trên mặt che vải đen, thực lực có mạnh có yếu toàn bộ mang theo binh khí, đầy mắt sát khí. Mã Hắc Kỳ, Mã Phi, hàm răng của hắn cắn đến băng băng rung động sắc mặt càng là nổi giận vô cùng giang như long cùng giang như hổ muốn giết hắn bắt cóc giang tiểu nô dụ khiến cho hắn bên trên tây sơn cái này coi như bình thường nhưng trước mắt mã ra người cũng ra tây sơn cái này để hắn khó có thể tiếp nhận mã hắc kỳ cùng mã phi mặc dù cũng che lại mặt nhưng ánh mắt của hai người giang giật hiểu rất rõ xem xét liền có thể lập tức nhận ra mã ra cùng giang ra là thù truyền kiếp giang như long đã từng còn phế đi mã ra hai người Mã Hắc Kỳ cũng thường xuyên đả thương giang gia người. Nhưng vì hắn Mã Hắc Kỳ cùng Giang Như Long vậy mà liên hợp cái này khiến hắn cảm giác được buồn cười, thật đáng buồn, lại đáng hận. Giang Như hổ bọn người năm đó khi dễ hắn, hắn thực lực cường đại cắt ngang Giang Như hổ chân, về sau lại cắt ngang Giang Như Long chân, bản này không phải cái đại sự gì, giang gia con em thường xuyên lẫn nhau ẩu đả, nhưng vì sao bọn hắn muốn như thế quá phận nhiều lần nhầm vào còn cấu kết ngoại nhân cùng một chỗ đối phó hắn? Giang giật ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn tại trong rừng cây nhỏ quét qua lần nữa lui xuống, hắn lần này hướng một cái hướng khác phóng đi, rất nhanh tại một cái cỏ nhỏ từ trong phát hiện một tên mã ra ẩn núp con em. Hiu, thanh minh kiếm nhất thiểm, đối phương ẩn núp thám tử thực lực chỉ có chú đỉnh cảnh tam trọng, Giang giật lại là đánh lén, người kia căn bản đều không có kịp phản ứng đã bị Giang giật cắt đứt hít hầu. Suy, tiên huyết báo táp, tiện Giang giật một mặt huyết, hắn nhưng không có lau. Ngược lại nhanh chóng đem đối phương áo bảo màu xanh cởi thay đổi, đồng thời gỡ xuống hắn miếng vải đen che tại trên mặt, còn tại trên cổ hắn một vòng, dùng tiên huyết ở trên mặt trên thân lau lau rồi một phen, lúc này mới bước nhanh hướng trong rừng cây phóng đi. "Cứu, cứu mạng." Hắn tận lực cải biến thanh âm, còn không có tới gần rừng cây nhỏ tựu kinh hô một tiếng, thân thể thoáng cái bịch té ngã trên đất, tóc tai rối bời, áo bảo lộn xộn, máu me khắp người xa xa thoạt nhìn như là mã ra con em bị đả thương nặng. Hưu Giang giật tiếng kêu đánh thức trong rừng cây nhỏ người, vô số thân ảnh nổ bắn ra mà ra, nhìn thấy Giang giật lập tức toàn bộ la hoảng lên. Giang giật mặc mã ra con em thanh bào, còn che mặt, trên thân máu me đầm đìa, mã ra con em tự nhiên không có nhận ra, ngược lại như ong vỡ tổ bốn phía tản ra, tìm kiếm địch nhân. Mã địch, người thế nào là ai đã thương ngươi? Mấy tên mã ra con em hướng Giang giật vào tới, mã hắc kỳ cũng bước nhanh hướng Giang giật vào tới mở miệng dò hỏi, ánh mắt lại như điện bốn phía lướt nhìn, tìm kiếm địch nhân thân ảnh. Mã Hắc Kỳ hôm qua bị Giang giật trọng thương, xương vai trái đầu đoạn mất mấy cây, bất quá rất rõ ràng Mã ra bỏ hết cả tiền vốn, dùng địa giai đan dược cho hắn chữa thương. Hắn hôm nay mặc dù nhìn hành động vẫn còn có chút ảnh hưởng, nhưng thương thế hẳn là khôi phục 7-8 phần. Giang giật không ngẩng đầu, bất quá thân tử không đoạn co quắp, chật vật nâng lên một cánh tay chỉ vào bên trái. Bá bá bá, vô số ánh mắt lập tức theo Giang giật tay phương hướng nhìn lại, thấy là một mảnh lùm cây lập tức toàn bộ mắt lộ ra hung quang, mấy người tiêu xạ mà đi. a à, những người kia vọt vào cũng không nhìn thấy bóng người, mã hắc kỳ nhìn thấy những người kia vọt ra lắc đầu, lập tức sầm mặt lại quá to tách ra tìm. Liền là giờ phút này, Giang giật thân thể tại thời khắc này đột nhiên động, mã hắc kỳ rời đi hắn có vài chục bước xa, lúc đầu hắn còn muốn chờ đối phương lại gần một chút, nhưng mã hắc kỳ không có hướng hắn đi tới, mặt khác có ba tên mã ra con em đã nhích lại gần, hắn còn bất động sẽ bại lộ hắn hai chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể như kiểu lưới kiếm sắc bén hướng mã hắc kỳ phóng đi, đôi mắt lại trợn trừng lên, bên trong đều là hoảng sợ. Ánh mắt của hắn không có nhìn qua mã hắc kỳ, mà là nhìn qua mã hắc kỳ đằng sau, tận lực cải biến thanh âm hoảng sợ kêu to lên, đại thiếu ra cẩn thận, giang như long hố ngươi. Ách, giang giật đột nhiên nhảy đem mã hắc kỳ hù dọa, nghe được hắn sắc mặt lập tức biến đổi, đột nhiên quay đầu quét qua, nhưng đằng sau giống tuyết cái gì cũng không có mặc dù giang như long bọn người khẳng định cũng bị kinh động đến nhưng không bao giờ khẳng định không đuổi kịp tới không tốt bị lừa rồi đột nhiên mã hắc kỳ bị giang giật sát khí trên người giật mình tỉnh lại mặt khác hướng giang giật rộng đi qua ba người cũng hét lớn kỳ thiếu cẩn thận hắn không phải mã địch đã muộn xem ta bạo nguyên trưởng giang giật cười lạnh một tiếng tay phải lam sắc quang mang sáng lên nguyên lực còn tại trong lòng bàn tay lưu truyền nhìn cùng hôm qua bạo nguyên trưởng giống nhau như đúc bất quá giống như không có hắc quang giang giật mã hắc kỳ quay đầu nhìn thấy một tay nắm đã đập đi qua lập tức dọa đến hồn phi phách tán bởi vì giang giật một trưởng này là hướng hắn hạ thể đánh tới cái này nếu là cho hắn vỗ chúng nguyên lực nhất bạo bụng của hắn đan điền đều muốn bạo liệt thời khắc mấu chốt mã hắc kỳ thực lực cường đại phát huy tác dụng hắn hai chân đạp một cái cả người hướng về sau mặt bay đi đồng thời bụng dưới cực lực hướng về sau co rút lại hai tay nhanh như tia chấp hướng giang giật tay chụp tới hắn tình nguyện hai tay bị tạc đến máu thịt be bét cũng không nguyện ý đan điền bị nửa điểm tổn thương. Ngô xuẩn, người lại bị lừa, Giang giật cười lạnh một tiếng, một cái tay khác trong tay áo thanh minh kiếm lấp lánh mà ra, như một đạo giải lụa màu xanh tại mã hắc kỳ một cái trên bàn chân lướt qua. a à, một đạo thảm tuyệt luân cũng chính là thanh âm vang lên, thanh minh kiếm là bảo khí, chỉ cần nguyên khí quán chú sẽ vô cùng sắc bén chém sắt như chém bùn, giờ phút này mã hắc kỳ toàn bộ tâm thần đều tại Giang giật trên tay phải làm sao chú ý tới hắn tay trái đánh lén. Một đầu tốt đẹp bắp chân bay tứ tung, mã hắc kỳ thân thể đập xuống xuống đất, lăn lộn dưới đất, tiếng kêu thảm thiết vang cái không ngớt. Kỳ thiếu, đại thiếu gia, phụ cận mưu kế mã ra con em toàn bộ hoảng sợ kêu to lên, bản chiều bốn phương tám hướng đi lục soát mã ra con em nghe được kêu thảm đột nhiên nhìn lại, cũng toàn bộ bị dọa phát sợ. Mã hắc kỳ một cái chân lại bị sống sờ sờ chặt đứt triệt để biến thành phế nhân mã hắc kỳ là ai kia là mã gia thế hệ này ưu tú nhất con em rất có thể tiến vào linh thú sơn học viện thiên tài coi như không thể vào học viện hắn cũng tuyệt đối là là trấn tây quân mời chào đối tượng ngày sau cũng có rất lớn có thể trở thành mã gia đời sau gia chủ lại biến thành phế nhân tất cả mã gia con em đều bị dọa phát sợ trong đầu của bọn họ ý niệm đầu tiên chính là mã khuê biết rõ tin tức này sẽ không trong cơn giận dữ đêm nay thiên thượng tây sơn mã gia con em toàn bộ giết hưu mã gia con em bị sợ choáng váng Giang giật cũng không có ngốc hắn thân thể lăn khỏi chỗ, theo hai tên mã ra con em ở giữa hiện lên, thanh minh kiếm lướt qua hai cái đường cong, nhẹ nhóm đem hai tên dọa mộng mã ra con em hai cái đùi mang đi. a à, a à, hai đạo kêu thảm vang lên, hai cái đùi bay tứ tung, hai người cùng mã hắc kỳ đồng dạng lăn lộn dưới đất, mà giang giật thân ảnh lại từ trên mặt đất bắn lên, như một đầu như ác lang tiếp tục hướng mã ra con em phóng đi. Giết hắn, giết hắn, một tên mã ra con em rốt cuộc tỉnh ngộ lại, lập tức kêu to hướng giang giật vọt tới, những người còn lại lập tức toàn bộ mắt lộ hung quang, hôm nay không giết giang giật bọn hắn không có cách nào cùng mã khuê bản giao, lập tức hơn 10 người điên cuồng hướng giang giật vọt tới. Bất quá có một hai người coi như thanh tỉnh, thân thể nhanh chóng hướng phía dưới núi phóng đi, xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn nhất định phải lập tức bẩm báo mã ra, mã hắc kỳ bị phế, đây coi như là đâm phá thiên. Hừ hừ, nhìn thấy vô số người tay cầm binh khí vọt tới. Giang giật trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thân tử không lui ngược lại hướng người nhiều nhất địa phương phóng đi, một tia hắc sắc nguyên lực nhanh chóng triệu tập đi trong ánh mắt. Càng nhiều người càng loạn, hắn có hắc sắc nguyên lực năng lực phản ứng nghịch thiên, trước mắt đám người này thực lực cũng không mạnh, ngoại trừ mã hắc kỳ bên ngoài tối cường chỉ có một cái chú đỉnh giới lục trọng, hắn có sợ gì chi đối với hắn mà nói trước mắt đám người này liền là một đám cửu non, có thể tùy ý xâm lược. Hưu, giang giật như một trận như cuồng phong vọt vào trong đám người, thanh minh kiếm dùng nguyễn ảnh quyền phóng thích, trong nháy mắt khắp thiên đều là màu xanh kiếm ảnh a à, kêu thảm liên miên vang lên đám người này lúc đầu thực lực có mạnh có yếu, niên kỷ cũng không lớn, có lẽ kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng tạm được, nhưng chiến đấu chân chính vậy cũng là đám ô hợp giang giật tốc độ phản ứng quá nhanh quá nhanh cái kia thanh thanh minh kiếm là bảo khí bọn hắn phổ thông binh khí căn bản là không có cách ngăn cản tại hai người bị giang giật chặt đứt cánh tay đùi về sau phụ cận lập tức loạn thành nhất đoàn nha người phía trước hoảng sợ lui lại người phía sau còn tại cuồng sông mà đến, bất loạn mới là lạ. Hiu, rừng cây nhỏ bên kia giang như lòng bọn người quả nhiên đã bị kinh động, rất nhanh vọt ra, nhưng bọn hắn hướng giữa sân quét qua về sau lại toàn bộ đôi mắt co rụt lại sắc mặt dây lát biến, rất nhiều người trực tiếp xoay người cuồng thổ. Nhân gian luyện ngục, bọn hắn theo bên kia sông lại chỉ là trong chốc lát, nhưng bên này triệt để trở nên địa ngục, chỉ ít có 7-8 người bị chặt đứt cánh tay đùi, còn có hai người bụng dưới bị cắt mở, tâm địa gian rảo gắn một chỗ. Tiên huyết đem phụ cận nhuộm đỏ, mấy người ôm chân gãy tay cụt trên mặt đất lăn lộn kêu thảm, mà giang giật thân thể còn tại trong đám người lấp lẽ, thanh minh kiếm như tử thần liêm đao tiếp tục vung vẩy. Giang giật, là giang giật, giang như hổ mắt sắc, cứ việc giang giật trên mặt che vải đen, tóc áo bào tán loạn, trên người trên mặt đều là huyết, nhưng giang giật cặp kia con người băng lãnh hẳn ấn tượng quá sâu sắc. Long ca, làm sao bây giờ quẹ? giang tùng cả người đều đang run rẩy trên mặt cũng biến thành xanh xám hắn bị triệt để dọa sợ hắn rất muốn lập tức hướng phía dưới núi chạy tới nhưng hắn chân giờ phút này là mềm căn bản đi không được đường dạ dày không ngừng lăn lộn để hắn khom người cuồng thổ phiền toái giang như lòng sắc mặt cũng phi thường khó coi mã hắc kỳ cùng mã ra nhiều như vậy con em bị phế giờ phút này bọn hắn còn tại hiện trường động thủ mặc dù là giang giật nhưng là mã ra người hội nghĩ như thế nào nói không chừng hội coi là giang ra gia cố ý bố trí xuống cạm bẫy lừa giết mã hắc kỳ đến lúc đó rất có thể gây nên giang ra mã ra đại chiến hắn con ngươi lấp lóe vài vòng rất nhanh có chủ ý hắn đối bên cạnh giang như hổ quát khẽ còn đứng ngây đó làm gì còn không đi đem tiểu nha đầu kia mang tới hôm nay không sống bắt giang giật chúng ta phiền phức tự lớn a à, hắc kỳ là ai đả thương hắc kỳ thiếu ra ta mã doãn muốn xé hắn vào thời khắc này, một đạo kinh thiên đại hống theo dưới núi chuyển đến, chấn động đến tất cả mọi người mà nghĩ đau nhức. Giang như long mặt triệt để biến sắc, hoảng sợ kêu to lên, không tốt, mã ra người đến, là tử phủ cảnh cường giả, mau thả tín hiệu thỉnh cầu gia tộc cường giả trợ giúp, bằng không hắn sẽ đem chúng ta cùng một chỗ toàn bộ giết. chương 54 cùng thiếu ra cùng chết, mã ra cường giả, Giang giật bị dưới núi cường giả cùng Giang như long tiếng giống bừng tỉnh, ánh mắt của hắn như dao hướng Giang như long quét tới, trong mắt sát cơ lóe lên, không còn truy sát mã ra còn lại võ giả, thân thể như mũi tên nhọn hướng giang như long phóng tới. Mã ra người đến, vẫn là một tên tử phủ cảnh cường giả, hắn hôm nay phế đi mã hắc kỳ cùng giết mã ra nhiều như vậy con em, mã ra cường giả sẽ bỏ qua hắn tử phủ cảnh cường giả có bao nhiêu cường đại giang giật không biết. Nhưng hắn tin tưởng mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, sở dĩ hắn nghĩ trước khi chết thêm kéo mấy cái đệm lưng. Suy suy, hắn thân thể đi ngang qua mã hắc kỳ thời điểm, thanh minh kiếm lần nữa lóe lên, tại hắn mặt khác một cái chân bên trên lướt qua, đồng thời như thiểm điện tại hắn vùng đan điền đâm xuống. Hắn không có giết mã hắc kỳ, để hắn biến thành một cái triệt để phế nhân, cái này so giết hắn càng làm cho hắn thống khổ. Đại trưởng lão Giang Vân Hải từ nhỏ đã nói cho hắn biết, không muốn không có việc gì đi gây chuyện, nhưng có người chọc chính mình vậy liền ngàn vạn không thể mềm lòng, muốn giết đến địch nhân lạnh mình trái tim băng giá, muốn để sở hữu địch nhân e ngại ngươi, không dám chọc ngươi. Giang giật, người nhất định phải chết mã doãn đại ca tới người nhất định phải chết một đạo oán độc vô cùng thanh âm vang lên đem đang chuẩn bị hướng giang như long phóng đi giang giật hấp dẫn ánh mắt của hắn quét qua nhìn thấy lại là mã phi lập tức cười lạnh chân sau một điểm thân thể như cuồng long hướng hắn lao đi hắn vừa rồi giết đến choáng váng đầu lại không có phát hiện mã phi trốn ở một bên tiểu tử này lại ngu xuẩn đến cùng một con lợn như thế tình huống không thành thành thật thật trốn tránh còn dám lên tiếng đe dọa đã hắn như thế hận chính mình đều có thể chiến thắng sợ hãi, như vậy thì để hắn lại hận một chút đi. Suy suy, màu xanh đoàn kiếm như một đạo giải lụa màu xanh vạch phá bầu trời, tại mã phi trên thân thể lướt qua, nương theo lấy một đạo kêu thảm, đã là phế nhân mã phi căn bản tránh né không ra, một cái tay đủ cánh tay bị cắt xuống, thanh minh kiếm còn liền mang theo đem mã phi một cái chân cho chặt đứt. Ách, Giang Như Long cùng Giang ra con em thấy hãi hùng khiếp phía, cái này bình thường trung thực phế vật, lại có như thế đảm lược, như thế hung tàn giết người chém người mặt không đổi sắc, tay không có vẻ run rẩy, chém người như chặt như dưa hấu. Ọe, có mấy tên giang ra con em lần nữa cuồng thổ, rất nhiều người đều cùng giang tùng đồng dạng nghĩ hạ sơn, muốn chạy trốn thế gian này địa ngục, nhưng bọn hắn đều phát hiện chân có chút như nhũn ra, tăng thêm giang như long không đi, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám động. Giang như long, giang giật kéo trên mặt miếng vải đen, lung tung xoa xoa khóe mắt lông mày bên trên huyết dịch lại sáng bóng khuôn mặt tràn đầy tiên huyết, nhìn càng như ác ma kinh khủng hắn nhìn chằm chằm giang như long bọn người nhanh chân hướng bọn họ đi đến trong tay thanh minh kiếm bên trên tiên huyết chậm rãi nhỏ xuống phía trên lấp lánh thanh quang thấy làm người ta không rét mà run giang giật người phạm phải tội lớn ngập trời giờ phút này dừng tay tự trói ngươi còn có một đầu sinh lộ nếu không ngươi cùng ngươi tiểu thị nữ đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ giang như long nhìn thấy giang giật đi tới cũng có chút sợ hãi có lẽ trước kia hắn đối giang giật thực lực còn có hoài nghi lại là không thể không thừa nhận giang giật cường đại có thể chiến thắng Liễu Hà, có thể phế đi Mã Hắc Kỳ thế nào lại là trước kia tên phế vật kia. Kỳ thật hắn cũng nghĩ qua muốn chạy trốn, không bằng hắn nghe được Mã Doãn tiếng giống, hắn sợ bị Mã ra người hiểu lầm là Giang giật đồng bọn, gây nên Giang ra Mã ra hỗn chiến. Tăng thêm hắn cho rằng có Giang tiểu nô lá bài tẩy này trong tay, Giang giật cũng không dám loạn động. Không bằng hắn nhìn thấy Giang giật tốc độ không ngừng tăng tốc, trên người sát ý càng ngày càng đậm hơn lập tức hối hận. Hắn một bên lui nhanh, một bên hét lớn, Giang giật, người muốn làm gì người muốn giết chúng ta chẳng lẽ người muốn cùng thất thao qua giết chính mình tộc nhân lui còn lại giang ra con em gặp giang như long vậy mà lui vội vàng hoảng sợ đi theo lui nhanh vô số người giận mắng nhưng còn có hai người lại vẫn tại nguyên chỗ nôn mửa mặc dù trên mặt dị thường hoảng sợ nhưng quả thực là đi không được đường suy suy tay nâng đao lạc hai đầu cánh tay bay tứ tung hai thân thể trên mặt đất đau nhức gào giống quay cuồng lên giang giật thân thể không có một khắc dừng lại tiếp tục hướng phía trước phóng đi, ánh mắt sở hữu gian ra con em hoảng sợ trên mặt quét qua, cười dài, gà nhà bôi mặt đá nhau giết chính mình tộc nhân cùng ngươi. Các ngươi ai coi ta là làm tộc nhân làm ta là tộc nhân hội hết lần này đến lần khác đối phó ta hội bắt cóc tiểu nô bức ta rời khỏi tranh tài hội cùng ngoại nhân hại ta đã các ngươi không làm ta là tộc nhân, ta vì sao muốn khi các ngươi là tộc nhân đã các ngươi muốn giết ta ta. Vì sao không thể giết các ngươi? Suy suy, Giang giật bước chân đột nhiên tăng tốc, xông vào Giang ra con em trong đám, một đám người giang ra con em vốn là dọa đến kinh hồn bạt vía, chiến lực không đủ bình thường ba thành, tăng thêm giang giật bản thân tốc độ phản ứng, thủ pháp giết người cũng càng phát lưu loát, một đám người lại bị giang giật như vào trốn không người, thanh minh kiếm quét về phía bên nào, tất có một cánh tay hoặc là đùi bay tứ tung. Tóc, một đạo đạn tín hiệu phóng lên tận trời, giang như long triệt để bị hù dọa, hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại, lấy ra trong ngực một viên giang ra khẩn cấp tín hiệu cầu viện bắn ra nhập không trung. Giang ra ngay tại Tây Sơn phía dưới, giống như bọn hắn có thể ngăn cản Giang giật một hồi, cũng không phải là không có có cơ hội sống sót. Long thiếu, Giang kỵ đến vậy, chịu đựng, một đạo bạo tiếng giống dưới chân núi vang lên, Giang như Long lập tức tinh thần đại chấn, đây là bọn hắn nhất mạch một tên tử phủ cảnh nhất trọng cường giả, chỉ cần hắn tới bọn hắn tự an toàn. Ca, lúc này một đạo mập mạp thân ảnh cũng từ nhỏ trong rừng cây tiêu xạ mà đến, trong tay mang theo một cái máu me khắp người tiểu nha đầu, hắn nhìn thấy Giang giật ngay tại đồ sát, lập tức cuống lên, giống to, Giang giật, lập tức dừng tay nếu không ta giết giang tiểu nô giang giật quét giang như hổ một chút thần tình trên mặt không có nửa điểm biến ảo chỉ là cười lạnh một tiếng nói ra giết đi giết đi người giết nàng ta đem các ngươi từng đao từng đao toàn bộ phân thây ngươi cho rằng hôm nay ta cùng tiểu nô còn có thể sống lên núi trước đó giang giật hoàn toàn chính xác dự định không tiếc bất cứ giá nào cứu giang tiểu nô nhưng đoạn mất mã hắc kỳ chân biết rõ mã gia tử phủ cảnh cường giả đã ở trên phía sau núi hắn tự triệt để đoạn mất cái này tưởng niệm. Hôm nay hắn cùng Giang Tiểu Nô đều đi không được, như vậy hắn còn có cái gì cố kỵ. Giang Như Long, nhận lấy cái chết. Giang giật một kiếm đem Giang Tùng một cái chân đánh bay, thân thể nhảy lên thật cao, đối Giang Như Long đánh tới, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Giang Như Long, không lọt vào mắt Giang Như Hổ treo ở Giang Tiểu Nô trên cổ dao găm. Giang Như Long nhìn xem Giang giật điên cuồng đánh tới, bất đắc dĩ chỉ có thể giơ tay lên bên trong trường đao nghinh địch. Không bằng hắn con người nhất chuyển, đao phong lóe lên lại không ngăn cản giang giật đoản kiếm ngược lại hướng đầu hắn đánh xuống đồng thời quát lớn như hổ tháo nha đầu này tứ chi giang giật không sợ giang như hổ giết giang tiểu nô nhưng không có khả năng trơ mắt nhìn xem tay chân của nàng bị chặt đi xuống a một khi hắn đi nghĩ cách cứu viện giang tiểu nô hoặc là phân tâm giang như long tự hoàn toàn chắc chắn đánh giết giang giật tốt giang như hổ trong mắt chợt lóe sáng trong nháy mắt đã hiểu giang như long ý tứ hắn đột nhiên vung lên dao găm đối giang tiểu nô cánh tay hung hăng đánh xuống Ngươi dám, Giang giật quả nhiên phân tâm, ánh mắt quét về phía Giang Tiểu Nô, thân thể cũng hướng Giang Tiểu Nô chuyển hướng vào tới, tựa hồ quên đi Giang Như Long phía sau bổ tới trường đao. Hưu, Giang Như Long con mắt trong nháy mắt sáng như tinh thần, trường đao vạch phá bầu trời đối Giang giật đầu hung hăng đánh xuống. Nào biết, mắt thấy trường đao liền muốn bổ chúng Giang giật đầu lúc, Giang giật thân thể lại đột nhiên hướng phía dưới nhanh chóng một ngồi sổm, một cái chân hướng về sau mới quét ngang tới. Một cái tay khác trở tay cầm thanh minh kiếm hướng lên trên mặt đâm xuống, Đồng thời hắn quát lớn, giang như hổ, ca của ngươi chết. Trường đao cuối cùng vẫn chém vào giang giật trên lưng, nhưng giang như long thân thể khôi ngô cũng bị giang giật một chân quét trúng ẩm vang ngã xuống, để hắn hồn phi phách tán là, hắn thân thể ngã xuống thời điểm, phía dưới thanh minh kiếm vừa vặn hướng lên trên mặt đâm tới. Xuy suy, giang giật trên lưng tiên huyết bão táp, giang như long ngực cũng bị thanh minh kiếm đâm xuyên, lớn trong miệng tiên huyết cũng không cần mệnh tuôn ra. Hắn con người dậy đến thật to đều là không dám tin. Vì sao Giang giật rõ ràng phân tâm đi chú ý Giang tiểu nô bên kia, phía sau còn sinh trưởng con mắt đem hết thải tính được chuẩn như vậy chẳng lẽ hắn thật không ở chỗ Giang tiểu nô, vừa rồi làm ra là giả tượng mục đích thật sự chính là vì giết hắn. Ca ca, Giang như hổ dao găm vốn muốn rơi xuống lại nhìn thấy đột nhiên xảy ra dị biến, dao găm cũng dừng ở giữa không chung, hoảng sợ giống to, Giang giật, người dám giết ca của ta, ta tự dám giết nha đầu này. ầm um, Giang giật một cái khuỷu tay kích đem phía sau Giang như lòng đập bay cố nén phía sau vết thương truyền đến như tê liệt thống khổ, hắn nhún vai cười lạnh, ta của ngươi còn chưa chết, bất quá bị ta đâm xuyên ngực, ngươi còn không mang theo hắn hồi trở lại giang ra cứu chữa, hắn hai nén nhang sau tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thả tiểu nô, ta thả các ngươi một con đường sống. Phốc, giang như long hoàn toàn chính xác bị đâm xuyên ngực, giờ phút này trong miệng cùng ngực đều không ngừng tại phun máu, bất quá rõ ràng không có thương tổn đến trái tim, nếu không giờ phút này sợ là đã treo. Giang như hổ ánh mắt lấp lóe vài vòng, nhưng vẫn là không dám phóng Giang Tiểu Nô, một cái tay gắt gao ghim chặt Giang Tiểu Nô cổ, một cái tay khác cầm dao găm chống đỡ lồng ngực của nàng, run rẩy mở miệng nói, Giang giật, ta đọc sách hiếu, người đừng gạt ta. Ta thả nàng, người tuyệt đối sẽ giết ta. Khụ khụ, một mực hôn mê Giang Tiểu Nô tựa hồ bởi vì Giang như hổ bị siết quá chặt rốt cuộc tỉnh táo lại, nàng ho kịch liệt vài tiếng, con mắt bốn phía quét qua, nhìn thấy Giang giật sau lập tức hai mắt sáng lên, kinh hô lên thiếu ra, thật là ngươi sao không đúng. Thiếu ra đi mau, ha ha, Giang giật trên mặt lộ ra một tia vẻ ôn nhu, nhìn qua Giang tiểu nô cười cười, lại bởi vì trên mặt đều là huyết nhìn vô cùng dữ tợn. Trong mắt của hắn hiện lên một lần ngoan ý, thân thể hướng Giang tiểu nô cùng Giang như hổ bão táp mà đi, giống to tiểu nô, thiếu ra không có cách nào cứu ngươi, thiếu ra chỉ có giết tất cả mọi người, lại cùng ngươi chết đi. Kỳ thiếu, long thiếu, ngay một khắc này, cách đó không xa truyền đến hai đạo quát lớn âm thanh, hai đạo thân thể như diều hâu từ đằng xa lướt đến kia chấn thiên tiếng giống chấn động đến giang giật cùng giang như hổ bọn người toàn bộ màng nghĩ làm đau giang giật tiếp lấy giang như hổ nhìn thấy người ở ngoài xa ảnh lập tức như rơi xuống vách núi lúc nhìn thấy giữa không trung có một cái dây leo hắn đại hỉ lấy đem giang tiểu nô hướng hướng một bên khác phung đi đồng thời đem trong tay dao găm cũng trở tay hướng giang tiểu nô ném đi giang giật chỉ cần đi cứu giang tiểu nô hắn tự có đầy đủ thời gian kéo tới mã doãn giang kỵ đến hưu, giang giật thân thể không có chuyển hướng, chỉ là đem trong tay thanh minh kiếm nhất ném, thân thể tiếp tục như cuồng long hướng giang như hổ vào tới, một cái thiết quyền bên trên màu xanh lam sấm quang mang lấp lánh, toàn lực một quyền phía dưới, giang như hổ đầu trong nháy mắt như như dưa hấu bạo liệt. Con, thanh minh kiếm vô cùng chính xác đánh chúng giang như hổ ném mạnh dao găm, giang tiểu nô thân thể an toàn lăn xuống trên mặt đất. Bất quá giang giật trên mặt không có nửa điểm vui mừng, ngược lại cười khổ nhìn qua bên ngoài chạy tới hai thân ảnh, bên mặt hỏi tiểu nô, cùng thiếu ra cùng chết, người sợ sao? Giang tiểu nô bị trùng điệp đập xuống đất, toàn thân đều là như tê liệt thống khổ, nhưng nàng trên mặt nhưng không có biểu lộ một tia, ngược lại nhếch miệng cười, lộ ra hai viên đáng yêu tiểu hổ nha, trọng trọng gật đầu nói có thể cùng thiếu ra cùng chết, đây là chuyện hạnh phúc nhất. chương 55, Thiếu Chủ Mã Doãn cùng Giang Kỳ Kỳ thật tại Giang giật đến Tây Sơn phía dưới lúc liền đã đuổi kịp hắn, bất quá hai người cũng không có mạo muội lên núi, bởi vì hai người lẫn nhau cố kỵ đối phương cũng bởi vì có hai người thân phận không rõ người theo dõi bọn hắn kia là võ điện người giang giật ngay từ đầu động thủ về sau có hai tên mã gia con em bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn xuống tới cơ hồ là lộn nhào thật xa nhìn thấy mã doãn sau tự nhiên lập tức cầu cứu mã doãn nghe nói mã hắc kỳ bị trọng thương sau giận tím mặt rốt cuộc không lo được cùng võ điện người dây dưa bằng nhanh nhất phương diện tốc độ núi về sau giang như long phát ra tín hiệu về sau giang kỳ cũng bị hù dọa tự nhiên cũng không dám tiếp tục cùng võ điện người bút tích, liều mạng lên núi. Cùng lúc đó, Giang gia cũng bị kinh động đến, tại Giang gia chấn giữ Giang Vân Mãnh trước tiên phái ra Giang gia mấy cường giả hướng Tây Sơn chạy như điên. Trong thành trên quảng trường, Giang Vân Sơn ba người đôi mắt co rụt lại, bởi vì bọn hắn chỉ thấy tín hiệu là theo Giang gia phương hướng phát ra, cũng không phải là biết rõ Tây Sơn. Giang gia có Giang Vân Mãnh tỏa chấn, lại còn có người phát tín hiệu chẳng lẽ có đại sự xảy ra có người tiến công Giang gia đại viện. Vân Xà, Vân Thạch, các người trở về nhìn xem. Giang Vân Sơn trầm ngâm một phen cùng Giang Vân Xà hai người phân phó một tiếng. Bàn giao hai người có bất kỳ tình huống lập tức phái người đưa tin. Giờ phút này trên khán đài nhã các bên trong nhiều người như vậy. Giang Hận Thủy còn tại phía dưới tranh tài. Giang Vân Thạch mình ngược lại là không dễ đi khai, mà lại hắn cũng căn bản không tin tưởng có người dám tiến công Giang ra đại viện. Trấn Tây quân tới mấy trăm quân sĩ. Giang gia cùng Trấn Tây vương gia tộc thế nhưng là có nguồn gốc coi như cơ thiên đều không có lá gan này giờ phút này diệt Giang ra đi. Sẽ không ra chuyện gì a à? Mã Vĩnh Cát nhíu mày, nhìn qua Giang ra phương hướng, Mã Hắc Kỳ cùng một đám Mã ra con em hôm nay đều không có ra trên quảng trường. Giang giật đột nhiên bỏ thi đấu, rất có thể cùng Mã Hắc Kỳ bọn hắn có quan hệ, mặc dù hắn tin tưởng tại như thế trước mắt, hẳn không có gia tộc dám làm loạn, nhưng nội tâm vẫn là không hiểu cảm thấy bất an. Oanh, đột nhiên, Giang ra phương hướng lại một viên đạn tín hiệu phóng lên tận trời, ở giữa không trung bạo liệt, tiếng vang kia cùng động tính cũng không phải là quá lớn, nhưng lại lần nữa hấp dẫn vô số người chú ý. Vù vù, mã khuê mã vĩnh cát nhìn thấy tín hiệu đan về sau, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì đây là mã gia khẩn cấp tín hiệu cầu viện, tại giang gia đại viện phương hướng mã gia con em phát ra tín hiệu cầu viện, điều này đại biểu cái gì giống như vừa rồi giang gia cũng phát ra tín hiệu A chẳng lẽ mã hắc kỳ cùng giang gia người làm chỉ là. Giang gia trong đại viện có như thế nhiều cường giả, vì sao Giang gia cũng đang cầu xin viện binh. Vĩnh Cát lập tức dẫn người đi xem một chút, khác đừng thành sự lỗ máng, có bất kỳ tình huống trước tiên báo cáo. Mã Khuê mặt lạnh lấy cùng Mã Vĩnh Cát phân phó một tiếng, nếu không phải hắn nhìn thấy Giang Vân Sơn vẫn ngồi ở, vừa rồi cũng một mặt ngạc nhiên, hắn tuyệt đối sẽ tự mình chạy đi xem một chút. Xảy ra đại sự gì, cơ thiên cùng lãnh ra liễu ra ra chủ liếc nhau, nhau nhau kinh nghi không thôi. Rất nhanh bọn hắn đều lặng yên làm thủ thế, để cho thủ hạ lập tức đi điều tra giờ phút này thiên võ thành bên trong có linh thú sơn cùng trấn tây quân các đại nhân cũng đừng ra loạn gì ảnh hưởng tới chiêu sinh đối với người nào đều không có chỗ tốt chẳng lẽ là giang giật náo ra động tĩnh rất nhiều người trong đầu một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên bất quá rất nhanh lại bác bỏ giang giật tựu trúc thực lực ấy có thể náo ra cái gì động tĩnh lớn giống như không phải hắn vậy sẽ là ai đâu điện chủ mã ra cũng phát tín hiệu cầu viện võ điện trên sân thượng Võ Điện Điện chủ cùng Dương Quản sự còn có phí lão đồng thời đứng thẳng, Dương Quản sự rất là cấp bách, nhưng phí lão cùng Võ Điện Điện chủ lại một câu không nói. Tại Mã Vĩnh Khát bọn người hướng Giang ra phương hướng phóng đi về sau, Võ Điện Điện chủ mới mở miệng nói, phát tín hiệu để chúng ta người rút về đến, mặc kệ bên kia có phải hay không Giang giật náo ra tới động tính, chúng ta cũng không thể nhúng vào. Giang Vân xà cùng Mã Vĩnh Khát đi, việc này làm lớn chuyện. Chúng ta lại lẫn vào sẽ đắc tội Giang ra cùng Mã ra, một cái nho nhỏ Giang giật không đáng giá, cái thứ hai tín hiệu cầu viện là Mã Doãn phát ra. Mã Doãn lên trước nhất sơn, hắn xông lên đi lên, ánh mắt lập tức như điện bốn phía liếc nhìn, chờ hắn nhìn thấy Mã Hắc Kỳ hai chân bị chặt đứt, vùng đan điền cũng có tiên huyết tràn ra sau sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Mà phát hiện bốn phía rất nhiều quen thuộc Mã ra con em gương mặt, tay của rất nhiều người có lẽ chân đều đoạn mất về sau, sắc mặt của hắn càng là âm trầm đáng sợ. Giang giật, là ngươi người dám phế đi đại thiếu gia giết gia tộc bọn ta nhiều người như vậy hôm nay không đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, ta mã doãn thể không làm người. Mã doãn ánh mắt khóa chặt xa xa giang giật, trên thân nguyên lực lập tức điên cuồng vận chuyển, như một cái nổi giận như dã thú hướng giang giật phóng đi, một cái tay từ trong ngực lấy ra một viên đạn tín hiệu hướng không chung ném mạnh mà đi. Mã ra nhiều như vậy con em thụ thương sắp chết, hắn một người tự nhiên không cách nào cứu chữa, chỉ có thể triệu hoán mã ra người đến đây, mà lại hắn cũng không có thời gian cứu chữa, hắn muốn giết Giang giật tiết hận. Tiểu nô, người thối lùi đến một bên, ta trước đưa Long thiếu lên đường, chế chút chờ ta chết người tự tự sát đi, thiếu gia dẫn người đi sông vào một lần minh giới. Giang giật không có ngốc ngốc đứng đấy, hắn giờ phút này chính đưa cho Giang tiểu nô một cái dao găm, ôn nhu sờ lên đầu của nàng, thân thể nổ bắn ra mà lên hướng Giang như Long phóng đi. Sông lên mã ra cường giả không cần nhìn, bằng khí thế liền có thể cảm ứng được tuyệt đối là tử phủ cảnh cường giả, Hắn biết rõ hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, tại trước khi chết, hắn tự nhiên suy nghĩ nhiều cầm ta lợi tức, tỉ như trước đưa Giang Như Long lên đường. Giang Như Long phổi bị giang giật đâm xuyên, hô hấp đều khó khăn, toàn thân đau đến để hắn động đều không động được, hắn trước kia cũng không muốn động, hy vọng xa vời lấy hắn còn có thể sống sót. Giờ phút này nhìn thấy giang giật sát khí doanh vậy mà ánh mắt triệt để tuyệt vọng, trong mắt của hắn hung quang lóe lên, liều mạng toàn thân như tê liệt thống khổ, theo tay trái trong tay áo lấy ra một cái ống tròn đối giang tiểu nô vạn cơ quan, trong miệng cười lạnh giống to, giang giật, người trước khi chết nghĩ kéo ta đệm lưng ha ha ha. Tốt ha ta trước khi chết cũng kéo một người đệm lưng, ta muốn để ngươi trơ mắt nhìn người thị nữ này thống khổ mà chết. Tiểu nô cẩn thận, giang giật người giữa không chung, nhìn thấy ống tròn bên trong mấy đạo u quang lóe lên một cái rồi biến mất, vội vàng hoảng sợ hướng giang tiểu nô nhìn lại, lại nhìn thấy giang tiểu nô lên tiếng ngã xuống. Giang như long nhe giang cười âm thanh vang lên lần nữa, Giang giật, người yên tâm, Ngươi nhà đầu này tạm thời không chết được, đây là thiên cơ độc châm, phía trên thấm lấy hắc quả phụ nhện độc độc, chúng độc người hội tiếp nhận vạn độc công tâm thống khổ khổ, ba ngày sau mới có thể chết đi, vốn là vì ngươi chuẩn bị. Ha ha ha, hưu, phía sau mã doãn đã tới gần không đủ 30 trượng, giang giật rốt cuộc không có thời gian đi quản giang tiểu nô, hắn vung vẩy lên thanh minh kiếm trùng điệp hướng giang như long bụng dưới đâm xuống. ầm, um, giang giật trong cơn giận giữ một kiếm, đem giang như long toàn bộ bụng dưới liên quan đan điền đều đâm xuyên qua hắn đột nhiên rút ra trường kiếm không ngừng đâm xuống dòng dã đâm mấy chục kiếm mới thở ra một hơi thật dài ngừng lại nhìn qua biến thành tổ ong vỏ vẽ giang như long giang giật trong con người cũng đều là nổi giận giang giật nhận lấy cái chết mã doãn rốt cuộc chạy đến hắn một tay nắm bên trên nguyên lực vần quanh kia khí thế cường đại đem không khí bốn phía đều dẫn dắt mang theo một cỗ bão tố phong hóa làm cường đại khí áp hướng giang giật đè xuống hô 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 Giang giật thân thể còn đối giang như long thi thể há mồm thở dốc trong đầu đều là trùng thiên tức giận. Giờ khắc này hắn tựa hồ mộng, vậy mà không quay đầu lại, cũng không có bất kỳ cái gì chống cự, mặc cho phía sau cường đại một trưởng trực tiếp hướng đầu hắn đập. Nổi giận bạo nguyên trưởng sai, sai, đây không phải bạo nguyên trưởng, mà là bạo nguyên trưởng. Cái này bạo nguyên trưởng tinh túy liền là trong cơn giận giữ điên cuồng một kích, ai không có việc gì sẽ để cho nguyên lực bạo tạc, giết địch 3.000 tự tổn 800 cái này sáng tạo võ kỹ tiền bối khẳng định trong cơn giận dữ, không tiếc tự bạo nguyên lực cũng muốn giết chết địch nhân, ta đã hiểu. Tại mã doãn bàn tay rời đi giang giật chỉ có 3 thước xa thời điểm, giang giật đột nhiên ngẩng đầu lên, trong miệng tố chất thần kinh nhắc tới vài câu, trong thân thể nguyên lực điên cuồng triệu tập đi bàn tay trái, còn điều tập hai tia hắc sắc nguyên lực, thông qua bạo nguyên trưởng phóng xuất ra, đột nhiên quay người đối sau lưng mã doãn bàn tay vỗ tới. Oanh, một đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên, Cường đại sóng xung kích đem bốn phía bảy, tám cây cây nhỏ đều nhổ tận gốc, mặt đất bụi đất phóng lên tận trời, che đậy tứ phương không gian, hai thân ảnh theo trong bụi mù bay ngược ra tới. Còn lại một người máu me khắp người, một cánh tay chỉ còn lại một nửa, mặt khác một đạo thân thể cũng bị nổ toàn thân áo bảo vỡ vụn, mình đầy thương tích, bất quá rõ ràng không có phía trước người kia thụ thương trọng. Ha ha ha, Giang giật chật vật bò lên, trong mắt đều là khoái ý, trên mặt hắn trên thân đều là huyết toàn thân nhiều chỗ thụ thương cũng may toàn bộ đều là vết thương nhẹ, sẽ không chí mạng. Ai, trong mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ thất vọng, giống như cái này bạo nguyên trưởng sớm đi cả mộ tinh túy đại thành, hắn cùng Giang Tiểu Nô có lẽ hôm nay có lẽ không cần chết. Hắn có thể thật sớm cứu ra Giang Tiểu Nô cao chạy xa bay, chạy trốn đến tận đầu tận đâu, mặc dù không nhất định có thể đào tẩu, nhưng ít ra cũng có cơ hội. Quay đầu nhìn qua toàn thân là tại co quắp, sắc mặt bởi vì chúng độc bắt đầu phát xanh Giang Tiểu Nô, giang giật trong mắt lần nữa hiện lên một lần tức giận thân thể cuồng nộ hướng mã doãn phóng đi tám 6 tháng liên tiếp tây sơn trên sát khí như hồng thảm như địa ngục thiên võ thành bên trong trong quảng trường nhưng như cũ náo nhiệt vô cùng rất nhiều người cũng không rõ giang ra đại viện bên kia phát xạ hai tên đạn tín hiệu đại biểu có ý tứ gì bất quá đều không hiểu cảm giác được một tia không đúng giang hận thủy chú đỉnh cảnh cửu trọng không tệ không tệ đột nhiên một giọng già nua theo quảng trường phía nam truyền đến Thanh âm không lớn lại vang vọng tại tất cả mọi người trong tai, để trên quảng trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ba ba ba, vô số ánh mắt hướng phía nam quét tới, tự liền nhìn trên đài rất nhiều người đều đứng lên, bởi vì bọn hắn theo trong thanh âm này cảm giác được một cỗ khí thế cường đại. Đây là một vị cường giả, so khán đài nhã các bên trong tất cả mọi người mạnh hơn cường giả. Ánh mắt của mọi người rất nhanh khóa chặt một người, kia là một vị chống quải trượng đầu rồng, còng lưng cõng lão giả một cái chân của hắn còn khập khánh, áo bào trắng bệch tóc tai dối bời thoạt nhìn như là một cái gọi ăn mày lão giả có chút đục ngầu con mắt nhìn vài lần giang hận thủy khẽ vuốt cằm không bằng hắn ánh mắt trên quảng trường bốn phía quét qua về sau lại có chút nghi hoặc mở miệng nói hận thủy làm sao không thấy giang giật a à, loảng xoảng giang vân sơn chén trà trong tay đột nhiên rớt xuống đất mặt mũi tràn đầy sợ hãi bên cạnh tên kia trấn tây quân sĩ quan lại đôi mắt sáng lên hét lớn là vân hải đại nhân sao hưu, lão giả quải trượng điểm xuống mặt đất, thân thể như một cái diều hâu bay lên khán đài, tốc độ nhanh đến làm cho tất cả mọi người cảm giác được hoa mắt, ánh mắt của hắn quét qua trấn Tây quân thiên tướng nhưng không có phản ứng, ngược lại hồ nghi tại Giang Vân Sơn trên mặt lướt qua, hỏi, Vân Sơn, hôm nay náo nhiệt như vậy, làm sao không gặp Giang giật? Giang Vân Sơn đứng lên, miễn cưỡng cười nói, hải thúc, Giang, Giang giật hắn. Lão giả nhìn thấy Giang Vân Sơn như thế, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, trên người cuồng bạo khí thế đổ xuống mà ra làm cho cả nhã các bên trong tất cả mọi người cảm giác được ngạt thở một đôi đục ngầu con mắt cũng biến thành hàn quang bắn ra bốn phía thân thể của hắn hơi trao đảo một cái phát ra một tiếng thanh âm rung động giang giật có phải hay không xảy ra chuyện hắn ở đâu nói cho ta oanh lão giả một chữ cuối cùng như như tiếng sấm đem nhã các bên trong tất cả mọi người nổ toàn thân run lên cơ thiên biến sắc trong con ngươi quang mang lấp lánh hướng giang ra đại viện nhìn một cái đột nhiên mở miệng nói ra vân hải người nhanh đi giang ra đại viện, có lẽ còn có thể cứu giang giật một mạng. Ừ, lão giả ánh mắt quét về phía cơ thiên, toàn thân sát khí đổ xuống mà ra, hắn quải trượng chạm trên mặt đất một cái, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng giang ra đại viện phương hướng phóng đi. Lưu lại một câu làm cho tất cả mọi người cảm giác được lạnh lẽo thấu xương nói, thiếu chủ nhà ta nếu là chết rồi, các ngươi tất cả mọi người đến thay hắn chôn cùng. Bá bá bá, nhã các bên trong mọi người sắc mặt lập tức trở nên yếu ớt như tuyết, lão giả này nhanh như vậy tốc độ, khủng bố như thế khí thế, rõ ràng so tử phủ cảnh đỉnh phong cơ thiên muốn cường đại mấy lần, đây rõ ràng đã đột phá thần du cảnh. Thần du cảnh cường giả trận đánh giết các nàng, thậm chí muốn đem thiên võ thành đồ, đều không phải là việc khó. Tất cả mọi người chôn cùng thiếu chủ, kia chấn tây quân thiên tướng lại đôi mắt co rụt lại, hắn cùng linh thú sơn học viện đạo sư thân phận tôn quý, có thể đáng bọn hắn tất cả mọi người chôn cùng. Như vậy thân phận của người này khẳng định càng thêm tôn quý nếu là thiếu chủ, Vậy khẳng định có chủ con, Giang Vân Hải chủ tử là ai như vậy, người thiếu chủ này thân phận tự nhiên vô cùng sống động. Xảy ra chuyện lớn, Trấn Tây tướng quân đột nhiên nuốt nước, nước miếng một cái, sau đó dùng lớn nhất thanh âm giống lên, "Truyền mệnh lệnh của ta, sở hữu Trấn Tây quân xuất chiến, một đội đi với ta gian ra đại viện, còn lại bốn đội phong tỏa toàn thành, bất kỳ người nào dám can đảm ra khỏi thành, giết chết bất luận tội." Chương 56, Ma quỷ tập hợp, Trấn Tây quân thiên tướng ra lệnh một tiếng nhã các bên trong các quân quan toàn bộ tiêu xạ mà đi, từng tiếng quát lớn vang lên. Phụ cận đóng giữ chấn Tây quân như u linh chui ra ngoài, vô thanh vô tức, toàn bộ khuôn mặt trang nghiêm đao giáp tại người, trên thân sát khí như hồng, tại sĩ quan dẫn đầu hạ nhanh chóng hành động. Hưu, chấn Tây thiên tướng dẫn đầu mấy chục người thẳng tắp hướng Giang ra đại viện phóng đi, không có cùng mọi người bàn giao một câu, thậm chí đi Giang ra đại viện đều không có xem Giang Vân Sơn một chút. Giang Vân Sơn sắc mặt âm trầm đáng sợ, con người lấp lóe vài vòng thân thể bắn tới, chầm mặc đuổi theo chấn Tây quân hướng giang ra đại viện phóng đi. Xảy ra đại sự, cơ thiên cùng mọi người liếc nhau đều âm thầm kinh hãi, mặc dù bọn hắn không biết Giang Vân Hải câu nói kia đại biểu cái gì, nhưng bọn hắn biết rõ Giang giật nếu là chết rồi, thiên võ thành khẳng định phải đại loạn, lập tức cơ thiên cùng linh thú Sơn học viện đạo sư Phúc Lão nói ra, Phúc Lão, trước tạm dừng tranh tải A à chúng ta trước theo tới nhìn xem. Phúc Lão nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút mất tự nhiên, bọn hắn thân là linh thú sơn đạo sư, lại bị người uy hiếp muốn cho một thiếu niên chôn cùng cái này khiến bọn hắn rất không thoải mái, nhưng tình huống đã như vậy phức tạp, chỉ có thể trước tạm dừng tranh tài, chờ đợi việc này trước kết. Cơ thiên vừa dứt lời dưới, Mã Khuê đã sớm một bước hướng Giang ra đại viện phóng đi, Mã Vinh Cát dẫn người đi cũng đừng ra loạn gì, cái này nếu là cùng Giang ra vừa khai chiến, muốn diệt Mã ra có Giang Vân Hải một người là đủ. Phía ngoài quảng trường đã sớm loạn, tranh tài không đợi hoa bào lão giả tuyên bố đã sớm ngừng lại, giang vân hải gầm thét trấn tây quân thiên tướng mệnh lệnh cơ thiên bọn người bắn tới để vô số người cảm giác được bất an toàn bộ quảng trường một mảnh ồn ào cơ thính vũ một đôi mắt đẹp lấp lóe chân sau điểm nhẹ thân thể như một cái màu vàng như hồ điệp bay đến giang hận thủy trên lôi đài mở miệng hỏi thăm về đến hận thủy cường giả kia là ai là giang vân hải sao giang giật ông nội nuôi giang hận thủy không nói gì trong mắt đều là sợ hãi thậm chí thân thể đều có chút run rẩy Giang như long giang như hổ hôm qua tựu bắt cóc giang tiểu nô, việc này giang ra cao tầng bị mơ mơ màng màng, hắn lại rõ như lòng bàn tay. Hắn vạn vạn không nghĩ tới mất tích 6-7 năm giang vân hải lại không chết, còn thực lực đại trướng, đột phá thần du cảnh. Chú đỉnh như chó rơm, từ phủ nhập võ đường, thần du thiên hạ biết, kim cương không người địch. Đây là thiên tinh đại lục một câu dân gian thơ giao, nói là đại lục võ giả chú đỉnh cảnh nhiều như chó rơm, từ phủ cảnh xem như tiến vào võ học điện đường, thần du cường giả lại có thể vang danh tại thiên hạ, còn như kim cương cảnh thì là vô địch cảnh giới. Thiên tinh đại lục người tập võ ức ức phạt, nhưng bất kỳ một cái đại cảnh giới đều là cực kỳ khó khăn đột phá, đều là một cái đại khảm. Chú đỉnh cảnh muốn đột phá tử phủ cảnh rất khó khăn, tử phủ cảnh muốn đột phá thần du cảnh càng là khó khăn gấp 10, nếu không. Cơ thiên cùng võ điện điện chủ cũng sẽ không dừng lại tại tử phủ cảnh đỉnh phong 20 năm, hơn nữa nhìn tình huống cái này đều vô vọng đột phá. Một khi đột phá cảnh giới kế tiếp, thực lực sẽ đạt được bay vào tính tiến bộ, tử phủ cảnh muốn diệt chú đỉnh cảnh phi thường nhẹ nhõm, thần du cảnh càng là giết tử phủ cảnh như nghiền ép sâu kiến. Giang Vân Hải đến cỡ nào sủng ái Giang giật Giang hận thủy rõ ràng nhất, Giang Vân Hải vốn là một cái giết chóc tên điên, năm đó Giang ra bằng vào hắn, mạnh mẽ trở thành thiên võ thành đệ nhị đại gia tộc. Nhưng hắn đối Giang giật chưa bao giờ hắc qua mặt, kia nụ cười tự ái để Giang ra người tựa hồ cũng quên đi cái này người thọt lão đầu, từng một nhân đồ sát qua thiên võ thành một cái tiểu gia tộc mấy trăm nhân khẩu giang giật ngươi tuyệt đối không nên chết a à. giang hận thủy trong lòng yên lặng cầu nguyện giang giật nếu là chết rồi cái này người thọt khẳng định phải nổi điên toàn bộ thiên võ thành khẳng định phải máu chảy thành sông cơ thính vũ nhìn xem giang hận thủy hoảng sợ sắc mặt không cần hắn trả lời đã đoán được rất nhiều chuyện nàng không hỏi thêm nữa đôi mắt đẹp chuyển vài vòng nổi lên khán đài cùng hoa bào lão giả thấp giọng bàn giao từ thúc lập tức đi dò tra chấn tây vương có mấy cái nhi tử phải chăng có một vị thế tử điện hạ lưu lạc bên ngoài phó điện trên sân thượng phó điện điện chủ đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt hắn trong con ngươi quang mang rất là ảm đạm giang vân hải vậy mà đột phá mà hắn vẫn còn kẹt tại một bước cuối cùng lúc đầu hắn vẫn là thiên võ thành đệ nhị cường giả giờ phút này xem ra lại muốn xếp hạng thứ ba hô hắn thở ra một hơi thật dài quay đầu nhìn về bên cạnh phí lão hỏi chấn tây vương có mấy cái nhi tử phí lão cao mày tựa hồ cũng một mực đang nghĩ chuyện này giang vân hải từng tại chấn tây vương phủ làm qua hạ nhân vẫn là chấn Tây Vương thiếp thân nô dịch, chủ tử của hắn tự nhiên là chấn Tây Vương. Mà trong miệng hắn thiếu chủ, hiển nhiên liền là chấn Tây Vương nhi tử. Hắn nghĩ đến một trận vẫn còn có chút nghi hoặc, nhẹ giọng nói ra, điện chủ, vương gia chỉ có một cái thế tử, giờ phút này hắn còn tại Linh Thú Sơn trong học viện, thế tử điện hạ tư chất phi thường nghịch thiên, người hẳn nghe nói qua thần võ quốc thanh vân bảng xếp hạng năm vị trí đầu thiên tài, có một cái gọi là Giang Nghịch Lưu. Là hắn, võ điện điện chủ cũng trần chờ lẩm bẩm nói, Giang Vân Hải đi theo Trấn Tây Vương hơn 10 năm, thụ thương biến thành người thọt sau mới trở lại tiên võ thành quê quán, hắn hẳn không có khác chủ tử A. Phí lão, người lập tức đem việc này báo cáo, để tổng điện người điều tra thêm, Trấn Tây Vương phải chăng có thất lạc ở bên ngoài con riêng. ầm, um, Giang ra Tây Sơn, vẫn như cũng như nhân gian luyện ngục, Giang giật giờ phút này còn tại đem cái này luyện ngục trở nên càng thêm tàn khốc mấy phần. Mã Doãn rất khổ bức, bị giang giật một trường phế đi nửa cái tay trên thân truyền đến kịch liệt thống khổ để hắn kém chút mất đi chiến lực cũng không đủ thì ra là ba thành mà giang giật năng lực phản ứng tăng thêm trong tay thanh minh kiếm bảo khí càng làm cho hắn khổ không thể tả suy suy giang giật thân thể lóe lên thanh minh kiếm nhất thiểm lại tại trên người hắn lưu lại một vết thương thanh minh kiếm rất sắc bén để mã doãn xuất thủ chú ý đầu chú ý đuôi bản thân cũng bởi vì tay trái kịch liệt đau nhức tốc độ phản ứng đại giảm giờ phút này mấy chỗ thụ thương càng làm cho hắn cảm giác được tuyệt vọng. Tiểu súc sinh, ta và ngươi liều mạng, mã doãn biết rõ tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết tại giang giật trên tay, giang giật quá thông minh, chưa từng cùng hắn chính diện chiến đấu, không ngừng du tẩu, bằng vào thanh minh kiếm từng bước từng bước xâm chiếm hắn thể lực cùng chiến lực. Uống, hắn hét lớn một tiếng, cũng không tiếp tục chú ý quét tới thanh minh kiếm, một cái tay khác nguyên lực vần quanh, huyễn hóa thành một cái u minh quỷ chảo hướng giang giật đầu chộp tới giang giật nếu là dám đâm xuống một kiếm này đầu của hắn sẽ bạo liệt thành dưa hấu tới tốt lắm bạo nguyên trưởng mã doãn người cái tay này cũng phế đi đi giang giật trên mặt lộ ra một tia gian kế nụ cười như ý một cái tay khác màu xanh đen quang mang lấp lánh nhìn tựa hồ lại muốn phóng thích vừa rồi loại kia kinh khủng võ kỹ ừ mã doãn bị hù dọa vừa rồi giang giật một trưởng đem hắn một cánh tay nổ đoạn giờ phút này hắn còn lòng còn sợ hãi tự nhiên không dám tiếp tục vồ xuống nếu không hai cánh tay đều phế đi hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vội vàng thân thể uốn éo, một tay trượt, hướng giang giật ngực chộp tới. Hắn mặc dù bị trọng thương, năng lực phản ứng hạ xuống, nhưng ở hắn xem ra giang giật tốc độ công kích so với hắn vẫn là chậm thoáng cái. Giang giật bảo nguyên trưởng tuyệt đối còn không có đánh chúng hắn, hắn đã bẻ vụn giang giật trái tim. ngô xuẩn, ngươi lại bị lừa. Giang giật cười lạnh một tiếng, hắn căn bản cũng không có phóng thích bạo nguyên trưởng, hắn nguyên lực quá ít quá ít, nhiều nhất chỉ có thể lại phóng thích một lần sở dĩ hắn cũng không chuẩn bị lãng phí ở mã doãn trên thân hắn thanh minh kiếm đột nhiên giữa không trung cưỡng ép chuyển hướng nguyên bản hắn tự không chuẩn bị đâm về lồng ngực của hắn mục tiêu một mực liền là hắn đầu này hoàn hảo cánh tay chiền ti thủ sai chiền ti kiếm hắn thanh minh kiếm như một đầu như độc xà hướng lên trên trọn đi tại mã doãn quỷ trào cào nát trái tim của hắn trước đó sớm một bước tại cánh tay hắn bên trên lướt qua tay nâng đao lạc một cánh tay lần nữa bay lên, một đạo kêu thảm vang lên, thanh minh kiếm nhất thiểm đánh thẳng một mạch, tại mã doãn ánh mắt tuyệt vọng bên trong đâm vào lồng ngực của hắn. Long thiếu, ta đến rồi, vào thời khắc này, một thân ảnh cuối cùng từ dưới núi vọt lên, mà hắn lần đầu tiên nhìn thấy đúng lúc là giang giật chậm rãi theo mã doãn ngực rút ra thanh minh kiếm, mã doãn ngực lập tức tiên huyết bão táp, thân thể thẳng tắp đến ngã xuống, hai mắt trợn tròn lên, chết không nhắm mắt. T, Giang Kỵ nhìn xem bốn phía thảm như như địa ngục tình cảnh, nhìn xem còn tại trên mặt đất co quắp mã hắc kỳ, nhìn xem vô số kêu thảm lăn lộn mã ra giang ra con em, nhìn xem đầu biến thành dưa hấu nát giang như hổ, nhìn xem biến thành một đoàn thịt nát giang như long, hắn triệt để mộng. Mà khi giang giật hiện ra hồng quang ánh mắt quét về phía hắn thời điểm, hắn thân thể đột nhiên run lên. Như thế tràn cảnh, như thế ánh mắt để hắn cảm giác trong ngày mùa đông bị vào đầu dội xuống một chậu nước lạnh, hắn không có hướng mã doãn như vậy xúc động trực tiếp tìm tới giang giật, ngược lại hai chân run rẩy thoáng cái thân thể bay ngược mà xuống hắn vậy mà chạy trốn giang giật lắc đầu than nhẹ không có đi truy truy cũng đuổi không kịp thậm chí giờ phút này hắn đều đối với giết chóc có chút chán ghét hắn quay người hướng giang tiểu nô nhanh chóng đi đến đưa nàng ôm lấy hướng phía dưới núi chạy đi ánh mắt của hắn nhìn về phía phía đông xa xa một tòa núi cao nơi đó có một tòa mỹ lệ tiểu sơn cốc hắn khi còn bé cùng giang tiểu nô thường xuyên đi kia đùa giang tiểu nô còn nói đùa giống như sau khi chết có thể táng ở nơi nào khẳng định phi thường hài lòng giang tiểu nô chúng kịch độc lần nữa ngất đi khí tức yếu ớt toàn thân làn da phát tím giang giật cứu không được nàng hắn thể lực cùng nguyên lực cũng tiêu hao rất lớn hắn biết mình trốn không thoát hắn chỉ có thể mang theo giang tiểu nô đi cái kia tiểu sơn cốc bên trong cho dù chết hắn cũng không muốn chết tại giang ra gia trong địa bàn hưu nhưng mà để hắn bất đắc dĩ là hắn vừa mới chạy xuống giữa sườn núi lại nhìn thấy nơi xa vô số bóng người tiêu xạ mà đến, có giang gia đại viện chạy tới hơn 10 tên võ đường hộ vệ, có một bên khác tiêu xạ mà đến hơn 10 tên cường giả, trong đó phía trước nhất giang vân thạch giang vân xà cùng mã vĩnh khát khí thế sắc bén nhất, còn không có tới gần liền để giang giật người thấy khí tức tử vong. Ma quỷ, giang giật là ma quỷ, hắn giết rất nhiều người, hắn giết mã hắc kỳ, long thiếu cùng hổ thiếu, còn giết mã gia mã doãn trên núi tất cả đều là người chết, giang giật hắn là một cái ma quỷ, vân xà vân thạch trưởng lão mau giết hắn. Vừa mới chạy xuống Tây Sơn Giang Kỵ nhìn thấy mạnh như thế người đến giúp, lập tức đại hống đại khiếu, sắc mặt hắn phát xanh vẫn như cũ là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, trong mắt hắn Giang giật khẳng định là bị ma quỷ phụ thể, bằng không hắn chú đỉnh cảnh thực lực sao có thể giết nhiều người như vậy. a à, toàn trường mộng, Giang gia cùng mã ra rất nhiều người đầy mắt đều là chấn kinh, nhìn qua theo giữa sườn núi bay vọt mà xuống Giang giật cảm giác là như vậy hoang đường cùng buồn cười, nhưng Giang giật trên người sát khí quá đậm, cái này rõ ràng là giết rất nhiều người mới sẽ sinh ra. Phi Nhi, Hắc Kỳ, Như Long, Như Hổ, Mã Vĩnh Khát cùng Giang Vân xà lại cảm giác hai mắt tối đen, kém chút té ngã trên đất, Giang giật có thể hạ sơn, có thể đem tử phủ cảnh Giang kỵ sợ đến như vậy con, không cần phải nói người trên núi khẳng định chết rồi. Ha ha, Giang giật thân thể tại giữa sườn núi ngừng lại, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, nhất là nhìn thấy Mã Vĩnh Khát cùng Giang Vân xà dáng vẻ, không hiểu cảm thấy một trận khoái ý hắn nhếch miệng cười một tiếng mở miệng yếu ớt nói, có như thế nhiều người cho ta chôn cùng, còn có nhiều như vậy đại nhân vật cho ta đưa tang, ta giang giật đời này cũng coi như đáng giá. Chương 57, phong ấn phá vỡ. A, à, nghe được giang giật, Giang Vân xà cùng Mã Vĩnh khát đều nghẹn ngào kêu to lên, giang giật tính toán lấy xác nhận giang kỵ. Hai người đau mất hái nhi, Mã gia còn thảm hại hơn, chết một tên thiên tài con em, một tên rất có thể trở thành linh thú sơn học viện đắc chiêu sinh con em. Hai người niên kỷ cũng không tính là nhỏ, có lẽ còn có thể lấy được mấy cái tiểu thiếp, sinh một hai cái nhi tử nối dõi tông đường, nhưng người đầu bạc tiến người đầu xanh thống khổ để cho hai người kém chút sụp đổ. Tại trong lòng hai người có lẽ mã phi cùng giang như hổ giang như long có như vậy một chút không đúng, nhưng tuyệt đối là thuần khiết hài tử hiền lành, giang giật dám giết bọn hắn. Còn lại mã gia giang gia tộc nhân cũng đầy mắt phẫn nộ, không quản sự tình duyên bởi, chỉ ít giang giật đã tội không thể tha, là một cái mười phần phát rồ tên điên, ma quỷ, Bất quá có ít người chú ý không phải những này, mà là Giang giật thực lực. Giang ra rất nhiều người tại nửa năm trước đều nhìn thấy Giang giật bị cả ngày khi dễ, vẻn vẹn thời gian nửa năm. Hắn không chỉ có thể chiến thắng Giang Như Long còn có thể đánh lôi đài thắng Liễu Hà Mã Hắc Kỳ càng là liền tử phủ cảnh Mã Doãn cũng có thể giết. Giống như người người đều có thể giống như Giang Giật như vậy, như vậy thế giới này võ học hệ thống sớm hẳn là rối loạn, thế giới này cũng người người đều là tuyệt thế thiên tài. Mọi người đều biết, chú đỉnh cảnh võ giả gần như rất khó giết chết tử phủ cảnh giới cường giả còn không nói giang giật mặt ngoài chỉ có chú đỉnh cảnh tứ trọng thực lực hắn là như thế nào làm được vấn đề này phù rất nhiều người trong đầu bất quá một giây sau bọn hắn đã không cần đi suy tính bởi vì đem giang vân xà thân thể như cuồng sư bắn tới giang vân xà tử phủ cảnh thất trọng giết chết giang giật cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau đã giang giật đều là cái người chết như vậy truy cứu quá nhiều cũng không có cái gì ý nghĩa tiểu nô xem ra chúng ta vẫn là phải chết tại Giang gia trong địa bàn. Giang giật nặng nề thở dài, đem Giang tiểu nô thân thể nhẹ nhàng để ở một bên, thân thể hướng phía trước đi mấy trượng hờ hững đứng tại trên đường núi. Nhìn xem Giang Vân xà nổ bắn ra mà đến hắn không có chạy trốn, thậm chí đều không định một chút chống cự nhắm mắt chuẩn bị chờ chết. Tiểu giã trùng, ta muốn đem người toái chết vạn đoạn. Tử phủ cảnh thất trọng thực lực võ giả quả nhiên vô cùng cường đại, sông lên giữa sườn núi lại vẻn vẹn hao tốn mười mấy hơi thở thời gian, hắn hai con người hiện ra hồng quang, toàn thân đều là sát khí, một cái tay như vuốt rồng thẳng tắp hướng giang giật bụng dưới chộp tới, hiển nhiên muốn đem giang giật đan điền phế bỏ, sẽ chậm chậm tra tấn hắn trí tử. Giang giật vẫn là nhắm mắt lại, bất quá giang vân xà kia khí thế áp bách mạnh mẽ mà đến, để hắn thân thể hơi run một chút thoáng cái, hắn không cần con mắt xem cũng có thể cảm giác được một cái to lớn móng vuốt tựa như tia chớp phá không mà đến. Còn cách xa nhau mấy trượng toàn thân hắn cũng cảm giác được dùng cả mình đập vào mặt, đông lạnh tận xương tủy ba trưởng, hai trưởng, một trưởng. Giang Vân Sa, muốn giết ta, người cũng muốn đánh đổi một số thứ. Vào thời khắc này, Giang giật con mắt đột nhiên mở ra, tay trái đột nhiên hất lên, một cái màu xanh đoản kiếm như phi đao bắn ra, tay phải trong tay áo một đạo màu xanh lam sấm quang mang lóe lên, hắn đan quyền như mãnh hổ hạ sơn vung ra, đối Giang Vân Sa móng vuốt đập tới. Sắp chết đến nơi còn muốn dẫy ruộng, Giang Vân Sa đôi mắt lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra một vòng đùa cợt, hắn tại thiên võ thành là dùng âm hiểm xảo trá mà nổi danh giang giật điểm ấy mánh khóe trên căn bản không được mặt bàn hắn tiện tay vung lên một cỗ kinh khí cường đại gào thét mà đi nhẹ nhõm đem thanh minh kiếm đánh bay ra ngoài còn giang giật đập tới nắm đấm hắn thấy căn bản cùng làm cho ngứa không có nửa điểm lực uy hiếp oanh nhưng mà tại hắn chuẩn bị một chảo trực tiếp đem giang giật tay bẻ vụn lúc hắn đôi mắt đột nhiên co rụt lại bởi vì giang giật trong lòng bàn tay vần quanh màu xanh lam sẫm nguyên lực bên trong để hắn cảm giác được một tia nguy hiểm. Tiểu tử này võ khí uy lực lại tăng lên mấy lần khó trách có thể giết mã doãn. Giang vân xà nội tâm chấn động lại cũng không kinh hoàng, móng vuốt lập tức biến thành bàn tay, trong thân thể nguyên lực điên cuồng tuôn ra, cùng giang giật cứng đối cứng đụng nhau một trường. Oanh, một đạo kinh thiên nổ vang, cường đại sóng xung kích mang theo giả thiên bụi mù, thổi đến bốn phía một mảnh hỗn độn, giang giật thân thể lên tiếng bay rất ra ngoài lúc đầu khắp nơi đều là vết thương thân thể giờ phút này triệt để máu thịt be bét người giữa không chung cuồng phún một ngụm máu tươi cuối cùng đập ầm ầm vào núi đạo nội chấn động đến mặt đất run lên để phía dưới vô số người kinh ngạc là giang vân xà vậy mà cũng bị đẩy lui một trượt mà lại một cái tay bên trên còn ẩn ẩn có tiên huyết mặc dù không có bị thương nặng nhưng rõ ràng thụ thương chú đỉnh cảnh tứ trọng đối chiến tử phủ cảnh thất trọng vậy mà thụ thương trơn trượt thiên hạ cười chê cứ việc giang vân xà quá mức chủ quan nhưng mọi người đều không thể không thừa nhận giang giật, vừa rồi một trưởng kia ít nhất có tử phủ cảnh nhị trọng tả hữu lực công kích. Tiểu giã trùng, chết, ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, lại bị một cái chú đỉnh cảnh thiếu niên đả thương, giang vân xà sắc mặt càng thêm khó coi. Thân thể rất nhanh tiêu xạ mà lên, một cái tay khác đối giang giật đan điền chụp tới. Kết thúc, giang giật giờ phút này hư như con mắt đều không mở ra được, trong thân thể nguyên lực đã tiêu hao chín thành, trọng yếu nhất chính là toàn thân đều truyền đến như tê liệt thống khổ, hắn muốn tự sát đều không có khí lực, hắn chỉ có trơ mắt nhìn xem Giang Vân xả phế đi chính mình đan điền. Bất quá đã đều phải chết, phế không phế khác nhau ở chỗ nào. Suy suy, Giang Vân xả móng vuốt nhẹ nhõm đâm vào Giang giật bụng dưới, phía dưới rất nhiều người đều lộ ra giữ tận cười lạnh, nhưng cũng có mấy người có chút không đành lòng quay đầu ra đi, một cái thiên tài như vậy mắt thấy là phải sống sờ sờ bị hủy diệt. Ông, một đạo màu đỏ ánh sáng theo Giang giật trong bụng bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó một cỗ cường đại đến khiến cho mọi người linh hồn run rẩy khí thức theo giang giật trong đan điền truyền đến, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt quét về phía giang giật, lại nhìn thấy một màn làm cho tất cả mọi người chấn kinh đến không có gì sánh kịp hình tượng. Chói mắt hồng quang theo giang giật trong bụng sáng lên, cái kia đạo ánh sáng trong nháy mắt ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa long hư ảnh. Này hỏa long chiều cao mấy trượng, sinh động như thật, nhất là cặp kia con người băng lãnh thấy tất cả mọi người kinh hồn bạt vía quỷ dị nhất chính là tại hỏa long xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ phụ cận không gian tựa hồ động lại, tất cả mọi người không động được. a à, Giang Vân xà thân thể nghe tại hỏa long hư ảnh phía dưới, hắn cái tay kia còn tại Giang giật trong bụng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao hắn muốn bắt vái Giang giật đan điền lúc, lại toát ra một đầu hỏa long hư ảnh. Suy suy, không bằng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, đầu kia hỏa long trên không trung im ắng gào thét vài tiếng, thân thể lóe lên hướng Giang Vân xà vào tới, giang vân xà dọa đến linh hồn đều muốn phá tản nhưng hắn thân thể liền là không động được chỉ có thể trơ mắt nhìn qua đầu kia hỏa long đem hắn thân thể bao phủ đi vào sau đó không có sau đó giang vân xà thân thể quỷ dị hóa thành bột mịn vô thành vô tức bay là tả giữa không trung mà đầu kia hỏa long cũng biến mất vô tung vô ảnh tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua nếu không phải giang giật bụng dưới còn có một vết thương ngay tại chậm rãi tràn ra tiên huyết tất cả mọi người coi là làm một giấc mộng cái này Giang giật lúc đầu hư nhược con mắt đều không mở ra được, giờ phút này ánh mắt lại mở tròn vo. Hắn cũng bị hù dọa, nhưng hắn rất thanh tỉnh nhanh, mà lại tất cả mọi người không biết này hỏa long làm sao ra, hắn mơ hồ biết rõ một chút, bởi vì hắn nội thị đến đan điền bên ngoài long hình phong ấn phù văn, tại thời khắc này vậy mà toàn bộ biến mất. Giang vân xà muốn bắt toái hắn đan điền, vùng đan điền đột nhiên xuất hiện một đầu cường đại hỏa long hư ảnh, tiếp lấy hỏa long hư ảnh đánh chết Giang vân xà, cuối cùng trong đan điền long hình phù văn biến mất. Những chuyện này liên hệ tới, Giang giật đạt được một cái chính mình cũng không dám tin tưởng kết luận hắn đan điền bên ngoài cường đại phong ấn. Tại thời điểm mấu chốt nhất phóng xuất ra một loại cường đại thần thông, đem Giang Vân xả đánh giết, đồng thời hắn phong ấn triệt để giải khai. Còn như cái này phong ấn vì sao có thể phóng xuất ra hỏa long hư ảnh, Giang Vân xả tại sao lại trong nháy mắt biến thành bột mịn, cuối cùng là cái gì cường đại thần thông, Giang giật cũng nghĩ không thông. Toàn trường yên tĩnh, vắng lặng một cách chết chóc, giờ khắc này tất cả mọi người cũng đều có thể động, nhưng không ai dám động, thẳng đến xác định kia hỏa long hư ảnh hoàn toàn biến mất, bọn hắn mới lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi thật dài. Vừa rồi kia hỏa long hư ảnh khí thế cường đại, để bọn hắn cảm giác tựa như đối mặt một tên kim cương cảnh cường giả kinh khủng, mặc dù bọn hắn cũng chưa từng thấy qua kim cương cảnh cường giả. Làm sao bây giờ, Mã Vinh Khát cùng Giang Vân Thạch liếc nhau, hai người đều rất là e ngại cùng cố kỵ, vạn nhất bọn hắn xông đi lên, Giang giật trong thân thể lần nữa toát ra một đầu hỏa long đem bọn hắn đốt thành bột mịn vậy liền. Liều mạng, dừng một lát, Mã Vĩnh Cát trong đầu tức giận chiến thắng lý trí, hắn con người nhất chuyển, bạo hống, giang giật khẳng định học được tà thuật, hắn là thiên huyền quốc tà vu, mọi người cùng nhau ném mạnh binh khí chém giết hắn. Trong truyền thuyết phía nam thiên huyền trong nước có tà vu, có thể phóng thích quỷ dị tà thuật, mà thiên huyền quốc cùng thần võ quốc vài vạn năm đến luôn luôn đối lập, lẫn nhau cửu thị. Mã Vĩnh Cát cái này vừa hô, để mọi người chiến thắng sợ hãi cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Giang giật chỉ có chú đỉnh cảnh tứ trọng, Giống như không phải tà vu làm sao có thể đánh giết mã doãn cùng Giang Vân xà vừa rồi kia kinh khủng hỏa long hư ảnh ngoại trừ tà thuật bên ngoài, không còn giải thích. Giết Giang Giật, giết cái này thiên huyền quốc gian tế. Lập tức tất cả mọi người quát lớn, nhao nhao lấy ra trên người binh khí hoặc là tại phụ cận tìm kiếm cự thạch, dùng hết toàn lực đối Giang Giật đập tới. Giang Vân thạch cùng mã vĩnh khát cũng không dám tới gần, bất quá trong tay hai người binh khí như mũi tên nhọn hướng Giang Giật thẳng tắp vào tới giống như đầu kia hỏa long hư ảnh không xuất hiện, giang giật tuyệt đối hữu tử vô sinh. Hỏa long hư ảnh sẽ còn xuất hiện sao? Hiển nhiên không có khả năng, giang giật rõ ràng nhất điểm này. Bởi vì hắn đan điền cùng trong thân thể không còn có một viên phong ấn phù văn. Nhìn qua kia đầy trời binh khí cùng cự thạch, giang giật đắng chát cười một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Thu, lúc này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, để giang giật con mắt lần nữa mở ra, sắc mặt hắn vui mừng còn tưởng rằng đầu kia hỏa long hư ảnh lại xuất hiện, nhưng hắn ánh mắt quét qua lại đầy mắt ngạc nhiên. Phía tây bầu trời bay tới một đạo bán nguyệt hình tử sắc khí mang, kia khí mang tựa như một đạo đao khí như thiểm điện phá không mà đến, còn không có tới gần kia khí tức kinh khủng bao phủ tất cả mọi người, khí mang bên trong tràn đầy vô tận sát ý cùng uy áp, mặc dù không có vừa rồi cái kia đạo hỏa long hư ảnh kinh khủng, nhưng cũng làm người ta cảm giác được cực độ đè nén. Nguyên lực ngoại phóng, thần du cảnh cường giả, bình thường người không hiểu đây là cái gì, Giang Vân Thạch cùng Mã Vĩnh cắt ngước nhau một cái lại âm thầm kinh hãi. Thần Du Cảnh vì sao cường đại cũng là bởi vì hắn có thể nguyên lực ngoại phóng, nguyên lực hóa thành binh khí, có thể đơn giản quét ngang một mảnh tử phủ cảnh võ giả. Chanh chanh, đạo này khí mang giống như tự chân trời mà đến, chỉ là trong chốc lát đã đến trước mắt mọi người, mà khí mang những nơi đi qua, sở hữu giữa không trung binh khí cùng thạch đầu đều bị xoắn thành mảnh vỡ, cuối cùng khí mang trùng điệp bổ vào trên Tây Sơn. Oanh, toàn bộ Tây Sơn run lên đất rung núi chuyển, bụi bặm ngập trời mà lên, che đậy nửa ngày bầu trời, ầm ầm nổ vang làm cho tất cả mọi người màng nhĩ bên trong một mảnh oanh minh, hoàn toàn nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Nhưng là tiếp theo phía sau vang lên một thanh âm, lại làm cho ở đây tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, tựa hồ thanh âm này không phải vang lên tại bọn hắn bên tai, mà là vang lên trong lòng bọn họ, giết giang giật hừ hừ. Dám giết thiếu chủ nhà ta hôm nay tất cả mọi người ở đây đều phải chết, Giang Vân Hải đến rồi chương 58, đao hạ lưu người. Hải, Hải Thúc, Giang Vân Thạch nhìn mấy lần mới nhận ra là Giang Vân Hải, bất quá nhận ra về sau lại dọa đến toàn thân run rẩy Vị này chính là trưởng bối của hắn, năm đó cùng phụ thân hắn tranh đoạt vị trí gia chủ thất bại, trong cơn tức giận đi bên ngoài sông Sáo, cuối cùng tại trấn Tây Vương Phủ làm nô hơn 10 năm. Trở về về sau phụ thân hắn đã chết, Giang Vân Sơn trở thành gia chủ, Giang Vân Hải tiếp quản hình đường. Cũng chính là bởi vì là Giang Vân Hải, Giang gia mới tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm quật khởi. Giang Vân Hải tính khí nóng này là tốt nhất chiến hiếu sát, ngắn ngủi mấy năm thời gian hắn dẫn đầu gia tộc tử đệ diệt thiên võ thành bên trong ba cái gia tộc, đạt được đại lượng quạng mỏ, cửa hàng các loại sản nghiệp. Hắn có cái ngoại hiệu gọi giết chóc tên điên, năm đó thiên võ thành rất nhiều lão nhân đều dùng cái tên này đến dọa tiểu hài, có thể thấy được Giang Vân Hải uy danh. 6. 7 năm trước, Giang Vân Hải mất tích, Giang gia hao tốn đại lượng nhân lực tài lực tìm kiếm hắn, thậm chí tại trong võ điện treo lên cách sổ tiền thưởng nhiệm vụ. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Giang Vân Hải tin tức hoàn toàn không có, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, cũng là chính là bởi vì điểm này, Giang gia nhân tài bắt đầu xa lánh Giang giật. Nào biết được Giang Vân Hải vậy mà trở về, trở về thời gian vẫn là như thế xảo diệu vừa lúc ở bọn hắn chuẩn bị đánh giết Giang giật thời điểm. Giang giật là ai nhi tử không có ai biết, Giang gia chỉ biết là là Giang Vân Hải nhận nuôi trở về, rất nhiều người cũng đều suy đoán Giang Giật rất có thể là Giang Vân Hải con riêng, bằng không hắn làm sao đối Giang Giật tốt như vậy. Mặc kệ Giang Giật là ai nhi tử, Giang Vân Thạch đều cảm giác đau cả đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng nói, hải thúc, hiểu lầm, đó là cái hiểu lầm a. À. Giang Vân Hải khập khánh đi tới, nhìn tựa hồ rất chậm, nhưng chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền đã đến giữa sân. Hắn không lọt vào mắt Giang Vân Thạch, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sườn núi giang giật một đôi đôi mắt già nua vẩn đục bên trong nước mắt lấp lánh bước chân hắn không có nửa điểm dừng lại hướng phía trước bước ra mấy bước thân ảnh lóe lên đã đến giữa sườn núi hắn đi vào giang giật trước mặt nhìn qua máu thịt be bét trên thân không có một khối thịt ngon giang giật đột nhiên một gối quỳ xuống nước mắt tuôn đầy mặt vùi đầu nói ra lão nô giang vân hải bái kiến thiếu chủ lão nô có tội để thiếu chủ chịu khổ toàn trường mộng giang giật cũng choáng váng hắn ngay từ đầu nghe được Giang Vân Hải thanh âm tựa như đang nằm mơ, chờ hắn tỉnh táo lại Giang Vân Hải đã đến trước người hắn, còn đối với hắn quỳ xuống để hắn thiếu chủ. Hắn dùng sức nuốt nước miếng một cái, há hốc miệng ra, phí sức nói ra, đại gia gia, ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Giang Vân Thạch mã vĩnh cát bọn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, Giang Vân Thạch lại càng thêm sợ hãi, mà mã vĩnh cát con ngươi lấp lóe lặng lẽ cùng mã ra con em nháy mắt ra dấu, chuẩn bị chuồn đi, dám đi thử một chút có tin ta hay không tiêu diệt các ngươi mã ra. Giang Vân Hải vuốt một cái nước mắt, sắc mặt hồi phục băng lãnh, bên mặt quét phía dưới một chút, dọa đến mã vĩnh cát bọn người thân thể run lên, nửa bước không dám xê dịch. Giang Vân Hải đứng lên, không tiếp tục nói nói nhảm nhanh chóng đi đến giang giật bên người, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược cho ăn nhập hắn trong miệng, sau đó ngồi xếp bằng hai tay bám vào giang giật phía sau, trầm giọng nói ra, thiếu chủ, rất nhiều chuyện về sau lão nô sẽ giải thích cho ngươi, ta trước chữa thương cho ngươi. Cảm nhận được viên đan dược kia nhập miệng thức hóa, một dòng nước nóng trong nháy mắt tại bụng dưới dâng lên, Giang giật minh bạch đây là địa giai thuốc chữa thương, có đan dược này hắn hẳn là không chết được. Giang Vân Hải như thế thực lực cường đại, chắc hẳn cũng không ai có thể giết hắn, hắn thở ra một hơi thật dài, đột nhiên nhớ tới cái gì kinh hô lên, đại gia gia, ngươi đừng quản ta, ta tạm thời không chết được, ngươi trước mau cứu tiểu nô, nàng chúng độc phải chết. Ừm, Giang Vân Hải vừa rồi vận chuyển một tia nguyên lực, điều tra đến Giang Giật hoàn toàn chính xác tạm thời không có vấn đề lớn. Hắn thân thể lóe lên đến Giang Tiểu Nô bên người, chặn ngang ôm lấy nàng, cho nàng phục một viên đan dược sau giỏ xét một phen, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, trong mắt sát ý càng đậm mấy phần. Thiếu chủ, người nghỉ ngơi trước, Tiểu Nô ta sẽ dốc toàn lực cứu chữa. Giang Vân Hải đem Giang Tiểu Nô đặt ở Giang Giật bên cạnh cùng hắn nói một tiếng, nhắm mắt vận chuyển nguyên lực giúp Giang Tiểu Nô chữa thương. Có Giang Vân Hải cam đoan, Giang Giật rốt cuộc yên tâm, hắn mí mắt cũng biến thành phá lệ nặng nề cố nén một lát sốt cục chịu không được thân thể suy yếu mê man đi qua giang vân hải cũng không đi quản giang giật toàn tâm là giang tiểu nô chữa thương trừ chữ độc hắn biết rõ giống như còn không đem giang tiểu nô trong thân thể độc bức đi ra nàng coi như có thể cứu sống cũng chỉ có thể là cái kẻ ngu người bại liệt độc này chi độc quá độc giang vân hải tại giữa sườn núi công việc lu bù lên phía dưới giang vân thạch bọn người lại tựa như trên lò lửa kiến tộc muốn đi lại không dám đi, không đi lưu tại cái này giống như cũng là đường chết một đầu. Hưu, cũng may cũng không lâu lắm, nơi xa một đám cường giả băng băng mà tới, để mọi người cuồng nghỉ không thôi. Bởi vì phía trước nhất là trấn Tây Quân Thiên tướng, đằng sau còn có mười mấy tên trấn Tây Quân. Càng xa xôi cơ thiên cùng Giang Vân Sơn, Mã Khuê Liễu Phong bọn người theo sát phía sau, thiên võ thành cường giả hầu như đều tới đông đủ, Giang Vân Hải cũng không dám lung tung giết người a. Giang Hoài huynh Giang Vân Thạch mặt mũi tràn đầy cười làm lành, hướng băng băng mà tới chấn Tây quân thiên điện chắp tay nói, cái này thiên tướng thu Giang ra không ít lễ, có hắn ra mặt Giang Vân Hải bao nhiêu cũng phải cho điểm mặt tử không là. Nào biết, gần nhất mấy ngày cùng Giang Vân Thạch xương huynh gọi đệ thân mật ghê gớm Giang Hoài thiên tướng, giờ phút này lại trở mặt không quen biết. Hắn lạnh lấy khuôn mặt, không lọt vào mắt Giang Vân Thạch nịnh hót, còn vô cùng lạnh lùng hướng sau lưng chấn Tây quân hạ lệnh, toàn bộ cầm xuống, dám can đảm chống cự, giết chết bất luận tội. Chanh chanh, mười mấy tên chấn Tây quân trường đao đồng thời ra khỏi vỏ, như một đám hổ lang hướng giang ra mã ra con em phóng đi, trên thân nguyên lực vần quanh, đằng đằng sát khí, kia hung thần ác sát bộ dáng rõ ràng tại biểu đạt một cái ý tứ, dám phản kháng chỉ có một con đường chết. Giang Hoài Huynh, ngươi, Giang Vân Thạch còn đến không kịp phản ứng, đã bị hai tên chấn Tây quân quan chức đao gác ở trên cổ, bên cạnh mã vĩnh cát cũng bị cầm xuống. Bọn hắn không dám chống cự, Trấn Tây Quân đây chính là đại biểu cho Trấn Tây Vương ý chí, tại thần võ quốc bên trong trừ Phi Vương thượng, còn không có một người dám ngỗ nghịch Trấn Tây Vương ý tứ. Giang Hoài nhìn cũng không nhìn Giang Vân Thạch một chút, xác định tất cả mọi người bị cầm xuống về sau, thân thể hướng giữa sườn núi phóng đi, cuối cùng tại Giang Vân Hải trước người một gối quỳ xuống, cung kính nói ra: "Vân Hải đại nhân, tất cả mọi người đã bị cầm xuống, xin hỏi xử trí như thế nào?" Giang Vân Hải mở to mắt nhàn nhạt quét phía dưới một chút hờ hững mở miệng nói, mã ra người toàn bộ giết, giang ra tử phủ cảnh võ giả. Cũng toàn bộ giết, còn lại đoạn một cánh tay, bá bá bá, phía dưới toàn bộ trên mặt người trong nháy mắt không có một tia huyết sắc, giang vân thạch hoảng sợ bốn phía nhìn một cái, rất nhanh hướng cách đó không xa băng băng mà tới giang vân sơn lớn kêu lên, đại ca, cứu ta. Giang Vân Sơn xa xa nhìn thấy từng mảnh từng mảnh tuyết trắng đại đao thật cao vung lên, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng cưỡng ép tăng lên một tia tốc độ, đồng thời Bạo Hống, Hải Thúc, Giang Hoài Huynh, Đao Hạ Lưu người. Mã Khuê sắc mặt càng kém, bất quá một câu cũng không dám nhiều lời, Cơ Thiên Liễu Phong bọn người lại là hai mặt nhìn nhau, cái này Giang Vân Hải càng như thế chi hung ác, vì một cái Giang giật liền Giang gia người đều muốn giết. Giết, Giang Hoài Thiên tướng nhìn thấy Giang Vân Hải lại nhắm mắt lại tiếp tục cho Giang tiểu nô chữa thương, chỉ có thể mặt lạnh lấy quát khẽ nói. Mặc kệ Giang giật có phải hay không chấn Tây Vương nhi tử, chỉ bằng Giang Vân Hải từng theo theo chấn Tây Vương còn có được thần du cảnh thực lực hắn đều quyết định hôm nay duy giang vân hải mệnh lệnh là theo mà lại giết mấy người đối với hắn mà nói cũng không phải cái đại sự gì tóc tóc vô số đại đao vung xuống từng đạo huyết tiến tiêu xạ mà lên hơn 10 cái đầu người rơi xuống đất chấn tây quân cái này một đội người tất cả đều là tử phủ cảnh cường giả tăng thêm chấn tây quân uy danh lại không có người nào dám tránh né phản kháng tự liền giang vân thạch rớt xuống đất đầu hai mắt còn mở tròn vo tựa hồ không tin tưởng mình cứ như vậy đơn giản chết rồi a à. Giang Vân mãnh phái ra Giang gia con em đều là chú đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả, những người này vận khí tốt đều không có bị giết chết, bất quá một cánh tay bị tận gốc chặt xuống, bọn hắn toàn bộ ôm tay cụt trên mặt đất lăn lộn đau nhức gào giống. Phía dưới Giang gia tộc nhân hết thảy có 17 người, từ phủ cảnh võ giả cũng không nhiều, tăng thêm chết đi Giang Vân xà chỉ có 6 cái. Mã gia tổ tương đối thảm, mặc dù ít người một chút chỉ có 13 cái, bất quá tất cả đều là tử phủ cảnh cường giả, lần này mã gia có thể nói tổn thất nặng nề. Giang Vân Hải dùng gần 20 người đầu, tuyên cáo hắn cường thế trở về, biểu lộ hắn kinh thiên chi nộ, đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người, hắn điên cuồng lên không chỉ có hội giết ngoại nhân, người một nhà cũng sẽ giết. Ầm, um, lao nhanh bên trong Giang Vân Sơn thân thể đột nhiên dừng lại, hắn nhìn qua Giang Vân thạch chết không nhắm mắt con mắt, hai chân vô lực quỳ dạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Không chỉ là bởi vì Giang ra hôm nay chết người, trọng yếu nhất chính là Giang Vân Hải trái tim giang vân hải đều có thể giết chính mình tộc nhân có thể thấy được hắn đối giang ra đến cỡ nào tâm lạnh giang vân sơn toàn bộ đầu đều mộng có oán hận có nổi giận càng nhiều hơn chính là hối hận giống như những năm này giang ra đối giang giật tốt hơn một chút tại giang như hổ bọn người khi dễ giang giật lúc hắn mở miệng nói một câu có lẽ hôm nay thảm kịch liền sẽ không phát sinh giang ra cũng sẽ không đau mất một cái quật khởi cơ hội tốt thần du cảnh cường giả a giống như giang vân hải sớm đi thời gian trở về giống như chuyện hôm nay không có phát sinh giang vân hải tuyệt đối có thể cho giang ra mang đến mấy chục năm vinh quang cùng hưng thịnh quả nhiên cũng không lâu lắm giang vân hải mở mắt ôm lấy giang tiểu nô hắn hướng giang hoài nhìn thoáng qua hờ hững nói ra ôm lấy giang giật theo ta đi mặt khác điều quân đem toàn bộ thiên võ thành vây quanh những năm này giang giật trên thân phát sinh tất cả mọi chuyện ta muốn biết nhất thanh nhị sở tuân mệnh giang hoài bản năng một tay xoa ngực khom người chào theo kiểu nhà binh bởi vì vừa rồi hắn tại giang vân hải trên thân cảm nhận được một loại thượng vị giả uy nghiêm thật giống như một vị quen thuộc lên tiếng ra lệnh đại tướng quân hắn ôm lấy giang giật đi theo giang vân hải hướng phía dưới chạy đi giang vân hải ánh mắt khóa chặt cơ thiên hờ hững mở miệng nói cơ thiên mượn ngươi gia đình con cho ta lại mấy ngày ngươi yên tâm ta còn không có lão hồ đồ cơ thiên nghe được câu này cả người đều dễ dàng hơn vuốt cằm nói đi thôi ta kia có tốt nhất thuốc chữa thương giang vân hải nhẹ gật đầu hóa thành một đạo tàn ảnh cùng cơ thiên giang hoài hướng phủ thành chủ phóng đi, rất nhanh liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Từ đầu đến cuối, hắn đều không tiếp tục xem Giang Vân Sơn một chút. chương 59, người không có phụ thân, thiên võ thành hai ngày này đột nhiên rơi ra mưa to, như trâu màn màn mưa treo ở bầu trời, tí tách tí tách không ngừng, để linh thú Sơn học viện chiêu sinh bất đắc dĩ chỉ có thể bên trong ngừng, cũng làm cho nhiệt độ không khí trở nên có chút hơi lạnh, bất chi bất giác nhập thu. So sánh thời tiết lạnh, thiên võ thành bên trong rất nhiều người tâm lạnh hơn một chút, tỉ như giang gia tộc nhân, tỉ như mã gia tộc nhân. Trấn Tây Quân đem hai đại gia tộc đại viện bao bọc phây quanh, mặc dù đã qua hai ngày, Trấn Tây Quân cũng không có bất kỳ cái gì cử động, nhưng bên ngoài viện những cái kia mặc hắc giáp phối thêm tuyết trắng chiến đao quân sĩ trên thân truyền đến nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, luôn luôn có thể làm cho hai nhà tộc nhân cảm thấy không hiểu bất an. Tây Sơn phía dưới, Giang Vân Hải một câu 19 cái đầu người rơi xuống đất, trong đó thế nhưng là bao quát Giang Vân Thạch, Giang Vân Hải uy danh lần nữa truyền khắp toàn bộ thiên võ thành, giết chóc tên điên danh phù kỳ thực. Đương nhiên, còn có một cái tên khác gần nhất tại các đại gia tộc trong miệng lưu truyền, Giang Giật. Giang Vân xà bọn người tiến đến Tây Sơn thời điểm, các đại gia tộc đều phái trinh sát tiến đến, mặc dù những này trinh sát đều không hề lộ diện, nhưng là Giang Giật tại Tây Sơn làm sự tình, vẫn là rất nhanh lưu truyền ra. Mã Hắc Kỳ cùng Giang như Long bắt cóc thị nữ của hắn, bức hiếp hắn rời khỏi tranh tài. Giang giật trên một người sơn, đồ sát mấy chục người, trong đó còn bao gồm mã gia tử phủ cảnh nhất trọng mã doãn. Sau đó tại giữa sườn núi, Giang Vân Xà muốn phá hắn đan điền, lại bị hắn trong đan điền đột nhiên xuất hiện hỏa long hư ảnh đánh chết. Một nửa năm trước vẫn là chú đỉnh cảnh nhất trọng phế vật, trưởng thành tốc độ làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Trọng yếu nhất chính là hắn thân phận cùng thần bí, Giang Vân Hải một cái thần du cảnh cường giả lại đối với hắn quỳ xuống có thể tưởng tượng Giang giật phụ mẫu sẽ đến cỡ nào cường đại. Đầu kia hỏa long hư ảnh, chẳng lẽ là cha mẹ của hắn lưu cho hắn hộ thân pháp bảo đương nhiên còn có người tin đồn giang giật là thiên huyền quốc tà vu bất quá rất nhiều người cũng không tin tưởng nếu là thiên huyền quốc tà vu trấn tây quân cùng cơ thiên đã sớm đem hắn chặt biết được giang giật tin tức về sau dược lăng tuyết ruột đều hủy xanh nàng cái thứ nhất nhìn ra giang giật bất phàm nhưng nàng lại tự cao thanh cao có chút chướng mắt giang giật giống như khi đó hảo hảo thông đồng một phen hoặc là thành lập một loại nào đó tình nghĩa nói không chừng rực ra lại bởi vậy mà quật khởi chỉ ít Giang Vân Hải một ngày không chết, rực ra không ai dám động. Cơ thính vũ cũng có chút hối hận, đương nhiên, tâm cao khí ngạo nàng đến vẫn như cũ chướng mắt Giang giật, ở trong mắt nàng ngoại trừ thần võ quốc thanh vân bảng tiến lên năm tuyệt thế thiên tài, còn lại nam tử đều không đủ thành đạo. Nàng hối hận là bởi vì mấy tháng trước nàng đang luyện công phòng đả thương Giang giật tâm, mặc kệ Giang giật có phải hay không chấn Tây Vương Nhi Tử. Hắn giờ phút này đều đáng giá cơ ra đi lôi kéo, đi thành lập một loại nào đó giao tình cho nên nàng chống đỡ một cái màu vàng dù che mưa đạp trên bước liên tục đi đến cơ ra một cái lịch sử tao nhã bên ngoài sân nhỏ nhẹ giọng hỏi đứng ở phía ngoài một tên trấn tây quân quân sĩ giang công tử tỉnh rồi sao ta muốn gặp mặt hắn quân sĩ quét cơ thính vũ một chút trong con người hiện lên một tia mê say tiểu nha đầu này vẫn chưa hoàn toàn nảy nở liền đã có nghiêng nước nghiêng thành phong tình chờ nàng hoàn toàn chín mùi nên sẽ có bao nhiêu nam tử bị nàng mê đến thần hồn điên đảo quỳ nàng dưới gấu quần cũng may cái này quân sĩ dù sao cũng là xa trường bên trong đi ra lão binh, rất nhanh đôi mắt khôi phục thanh tỉnh, hờ hững nói ra, Vân Hải đại nhân có lệnh, trong khoảng thời gian này bất luận kẻ nào không được đi vào. Nha, cơ thính vũ có chút thất vọng nhẹ gật đầu, quay người hướng nơi xa đi đến, màu vàng quần áo cùng tia tóc đen xì tại trong gió nhẹ phiêu diêu, nhìn càng có một loại biệt dạng phong tình. Giang giật đã sớm tỉnh lại, hắn giờ phút này ngay tại trong một cái phòng khẩn trương quan sát, Giang Vân Hải vận công giúp Giang Tiểu Nô bức độc, thân thể của hắn thụ thương rất nặng, mặc dù phục dụng mấy viên địa giai thuốc chữa thương khôi phục một chút, nhưng vẫn như cũ vô cùng suy yếu. Mặc dù như thế, hắn sau khi tỉnh lại vẫn kiên trì muốn tới điều tra Giang Tiểu Nô tình huống. Giang Tiểu Nô tình huống rất tồi tệ, độc nhện độc quá độc, tăng thêm Giang Tiểu Nô không có nửa điểm vũ lực, Giang Vân Hải cũng tới đã muộn một chút, độc tố đã lan tràn toàn thân của nàng. Mặc dù hai ngày này đã phục dụng rất nhiều giải độc đan, Giang Vân Hải cũng vận công bước độc 4-5 lần, Tình huống vẫn như cũ rất không lạc quan. Hô, sau nửa canh giờ, Giang Vân Hải mở mắt thở ra một hơi thật dài, hắn vô lực lắc đầu, nhìn qua đầy mắt chờ đợi Giang giật thở dài, "Thiếu chủ, tiểu nô mệnh là bảo vệ, thân thể lớn bộ phận độc tố cũng đã thanh trừ, nhưng còn có một tia độc tố tiến vào thần kinh não bộ, cái này tia độc tố ta không dám vọng động, nếu không một cái không tốt tiểu nô sẽ lập tức chết đi, mà không thanh trừ cái này tia độc tố nàng đem có thể vĩnh cửu ngủ say đi." Vĩnh cửu ngủ say Giang giật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hỏi: "Đại gia gia, thật không có một điểm biện pháp nào sao ngài như vậy cường đại, còn có cái kia Trấn Tây Tướng quân không phải bảo ngươi đại nhân sao ngươi có thể tìm hắn cùng cơ thành chủ xin giúp đỡ a?" À? Vô dụng, Giang Vân Hải vô lực lắc đầu, nói: "Chư phi có thánh giai đan dược, hoặc là có thiên giai trị liệu sư, hay là kim cương cảnh cường giả xuất thủ, nếu không bất luận kẻ nào đều cứu không được nàng. Ngươi hẳn phải biết, thánh giai đan dược có tiền mà không mua được." thiên giai trị liệu sư toàn bộ thiên tinh đại lục chỉ có bốn vị, còn như kim cương cảnh cường giả chúng ta thần võ quốc chỉ có ba tên. ầm, um, Giang giật thân thể mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, hắn si ngốc nhìn qua Giang tiểu nô tấm kia mặt tái nhợt, nhớ tới từ nhỏ đến lớn hai người sống nương tựa lẫn nhau một chút hình tượng, nội tâm như đau xoắn thống khổ. Tiểu nha đầu này nói là thị nữ của hắn, kỳ thật hắn một mực xem như thân muội muội xem. Qua nhiều năm như vậy Giang Tiểu Nô đã trở thành tính mạng hắn bên trong một phần, không có nàng giang giật cũng không biết sống sót bằng cách nào. Thánh giai đan dược có tiền mà không mua được, nhiều năm qua chưa từng xuất hiện một viên, coi như xuất hiện giang vân hải hẳn là cũng mua không nổi. Thiên giai trị liệu sư kia càng là có tiền cũng không mời được, còn như kim cương cảnh cường giả, đây chính là thần võ quốc chân chính đỉnh phong nhân vật, bọn hắn sẽ ra tay cứu chữa một tiểu nha đầu. Vĩnh viễn ngủ say, đó cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Giang giật tuyệt vọng nhắm mắt lại, sắc mặt có chút bắt đầu vặn vẹo, sừng suốt một lát đột nhiên miệng rộng một tấm, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Thiếu chủ, Giang Vân Hải biến sắc, thân thể lóe lên lập tức đi tới, hắn đỡ lên Giang giật ở bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt lộ ra một vòng đau lòng, liên thanh khuyên lơn, thiếu chủ, người đừng vội, chỉ cần tiểu nô một ngày không chết, vậy liền tổng hội có cơ sẽ, lão nô cam đoàn nghĩ hết tất cả biện pháp cũng sẽ đem nàng chỉ tốt, tin tưởng ta. Giang giật đưa tay lau miệng, quay đầu trông mong nhìn qua Giang Vân Hải nói, đại gia gia, người thật lại có biện pháp gặp Giang Vân Hải trùng điệp gật đầu, Giang giật thở dài một hơi, hắn miễn cưỡng cười nói: Đại gia gia, ngươi làm sao lão gọi ta thiếu chủ ngươi vẫn là gọi ta tiểu giật đi, đúng rồi. Đại gia gia ngài những năm này đi đâu? Ha ha, Giang Vân Hải đắng chát cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, u u thở dài nói: Những năm này ta là đi tìm trí nhớ của ta đi, kỳ thật ta có một đoạn ký ức biến mất, liền là theo Trấn Tây Vương phủ đến nhận nuôi các ngươi trở về đoạn thời gian kia ta bất cứ chuyện gì đều không nhớ nổi, ta khi đó trong đầu chỉ biết là ngươi cùng tiểu nô danh tự, tiểu nô là thị nữ của ngươi, các ngươi đối ta phi thường trọng yếu, ta phải dùng sinh mệnh đi bảo hộ các ngươi. A, à, Giang giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền rực rỡ hiểu ra, khi còn bé hắn cùng Giang tiểu nô thường xuyên hỏi Giang Vân Hải, hai người phụ mẫu là ai còn có khi còn bé sự tình, hắn lại luôn mỉm cười. Hắn một mực còn tưởng rằng Giang Vân Hải không muốn nói cho hắn biết, nguyên lai like Giang Vân Hải đoạn thời gian kia mất trí như hắn cũng không biết thân thế của mình. Giang Vân Hải dừng một chút, tiếp tục nói ra, Ngươi khi còn bé đan điền bị phong ấn, trong lòng ta đặc biệt sốt ruột, sở dĩ nghĩ tìm kiếm khắp nơi phá giải phong ấn biện pháp, còn muốn đi đi khắp nơi đi, nhìn xem phải chăng có thể hồi phục đoạn thời gian kia ký ức. Ngắm nghĩa cẩn thận ngươi đến cùng là bị ai phong ấn, dạng này mới có thể đúng bệnh hốt thuốc phá giải phong ấn. Giang giật nhẹ gật đầu, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ta bị cừu ra truy sát, ngoài ý muốn rơi vào một cái tuyệt địa, xanh phong cốc. Giang Vân Hải cười khổ nói, sơn cốc kia có lẽ người không biết, kia là một cường giả mộ địa, bên trong cơ quan trùng điệp, rơi vào người không có một cái nào có thể còn sống đi tới. Ta khi đó tử phù cảnh đỉnh phong, chút thực lực ấy tự nhiên không có khả năng phá giải cơ quan, sở dĩ ở bên trong một khốn liền là mấy năm. Thẳng đến nửa năm trước, ta ngoài ý muốn đụng chạm một cái cơ quan, lại bị truyền vào cường giả kia phòng luyện công không gần như chỉ ở bên trong đột phá thần du cảnh, còn tại đột phá thời điểm đem trong đầu ký ức phong ấn mở ra, cuối cùng thành công thoát khốn. Ký ức phong ấn có người có thể phong ấn trí nhớ của ngươi giang giật con ngươi co rụt lại, kinh hô lên. Ha ha, thiếu chủ, thế giới này rất thần kỳ, rất nhiều cường giả đều có được quỷ dị khó lường thần thông, đừng nói phong ấn ký ức, coi như đem một người phong ấn 100 năm còn có thể để hắn bảo trì thân thể bất tử. Giang Vân Hải kiên nhẫn giải thích nói, chính là bởi vì trí nhớ của ta phong ấn bị giải khai, ta mới có thể biết rõ thân thế của ngươi, sở dĩ ta mới bảo ngươi thiếu chủ. Bởi vì mẫu thân ngươi là chủ nhân của ta, không phải nàng ta Giang Vân Hải đã sớm chết, cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay, năm đó ta thể cả một đời hiệu chung với nàng. Mà lại phong ấn ta ký ức người, cũng chính là mẫu thân của ngươi, mẫu thân, Giang giật chấn động trong lòng, lầm bầm cái này rất cảm thấy thân thiết, mà lạ lẫm vô cùng danh sưng. Hắn bị nhận nuôi khi trở về chỉ có 2-3 tuổi, đối với hắn mẫu thân có thể nói hoàn toàn không có ký ức không bằng hắn lại là càng ngày càng mơ hồ hắn trầm ngâm một lát nghi hoặc hỏi đại gia gia mẫu thân của ta vì sao muốn phong ấn trí nhớ của ngươi nàng là nghĩ không cho ta biết thân thế của mình còn có nàng ở đâu phụ thân ta là ai các nàng vì sao để ngươi đem ta đưa đến giang gia a à, giang vân hải trầm mặc xuống sau một hồi lâu mới lắc đầu nói thật xin lỗi thiếu chủ những chuyện này ta không thể nói cho ngươi chí ít không thể ta chỉ có thể nói phu nhân đem ta ký ức phong ấn đích thật là không muốn người biết chính mình thân thế từ đó bình an tại thiên võ thành sống hết đời tên ngươi gọi giang giật phu nhân nghĩ vậy mà hy vọng ngươi an nhàn sống hết đời đương nhiên phu nhân rất yêu rất yêu ngươi giống như không phải nàng sẽ chết đi cũng sẽ không để ta đem ngươi đưa đến thiên võ thành còn phụ thân ngươi theo phu nhân thuyết pháp ngươi không có phụ thân oanh giang giật trong đầu một cái sấm sét giữa trời quang nổ lên mặc dù hắn từ nhỏ đã nghĩ tới phụ thân hắn mẫu thân có thể chết đi, nếu không sẽ không như thế nhiều năm không tìm đến qua hắn. Nhưng lần đầu tiên nghe được tin tức này, hắn vẫn là cảm giác dị thường khó chịu. Từ nhỏ hắn tại Giang gia chịu đủ lặng lẽ, bị người mắng tiểu dã trùng, không cha không mẹ hài tử. Nội tâm của hắn đối với hắn phụ mẫu rất là oán hận, bất quá kỳ thật vẫn là hy vọng xa vời có một ngày các nàng xảy ra trước mặt hắn, nói cho hắn biết hắn không phải con hoang. Giang giật sừng sốt thật lâu, Cuối cùng cười khổ thì thào, chết chết thì đã chết đi. Không có phụ thân không có cũng tốt, các nàng đã chưa từng có tại hắn thế giới bên trong xuất hiện qua, như vậy thì coi mình là cô nhi tốt. Đã nữ nhân kia tình nguyện đem Giang Vân Hải ký ức phong ấn, cũng không muốn cho hắn biết chính mình thân thế, vậy hắn đến hỏi nhiều như vậy có ý nghĩa gì, biết rõ lại có thể thế nào, hắn còn không phải một cái không có cha thân, không có mẹ đau hài tử. Cắt cắt chương 60, ai phong ấn? Giang Vân Hải nhìn thấy Giang giật như thế bộ dáng, trên mặt lộ ra một tia đau lòng, nhưng hắn không có nhiều hơn an ủi, bởi vì hắn cũng không biết khuyên như thế nào an ủi. Loại chuyện này Giang Giật sớm muộn phải biết, bất kỳ người nào biết mình không có phụ thân, mẫu thân chết đều sẽ khổ sở A à. gian Giật bộ dạng này còn tính là tính cách trầm ổn cứng cỏi. Giang Giật ép buộc chính mình không đi nghĩ những chuyện này, nhưng là trong đầu vẫn là có quá nhiều nghi hoặc, sau một lát hắn bình tĩnh hỏi, đại gia gia, ta trong đan điền phong ấn cũng là nàng làm. Có lẽ vậy, phu nhân có lẽ nghĩ phong ấn ngươi đan điền để ngươi làm người bình thường. Việc này năm đó là ta quá câu chấp, mới có thể dẫn đến đằng sau một loạt sự tình phát sinh, nếu như ta không trốn đi liền không có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Giang Vân Hải u u thở dài, lập tức nhớ tới cái gì, đục ngầu trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hướng Giang giật đan điền nhìn một cái hỏi, thiếu chủ, người phong ấn làm sao giải khai thật chẳng lẽ chính là tại Giang Vân xả đánh chết ngươi thời điểm, kia hỏa long hư ảnh tự động ra hộ chủ, từ đó phong ấn giải khai không hoàn toàn là giang giật lắc đầu trầm mặc một trận bắt đầu đem nửa năm trước phát sinh sự tình toàn bộ đỡ ra tự liền kia thần bí vô danh công pháp cùng hắc sắc nguyên lực cũng không có dấu diếm trong lòng hắn giang vân hải là tuyệt đối người có thể tin được đương nhiên nội tâm của hắn cũng rất nghi hoặc muốn cho giang vân hải nhìn xem cái này hắc sắc nguyên lực đến cùng là cái gì vì sao có thể như thế cái này giang vân hải sau khi nghe xong một mặt chấn kinh ngạc đưa tay dán tại giang giật phía sau lưng lập tức vận chuyển một tia nguyên lực tiến vào giang giật trong thân thể dò xét một lát sau lại kinh nghi hỏi thiếu chủ người trong đan điền cũng không có hắc sắc nguyên lực a sử dụng hết ta cái này tinh luyện một tia giang giật vội vàng ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện cái này vừa tu luyện chính hắn lại bị hù dọa bởi vì dĩ vãng tinh luyện một tia hắc sắc nguyên lực cần gần nửa canh giờ chỉ là một hồi trong đan điền một tia hắc sắc nguyên lực tự xuất hiện tinh luyện tốc độ so trước đó nhanh mấy chục lần đúng rồi phỏng ấn, Phong ấn của ta hoàn toàn phá giải, tốc độ tu luyện hẳn là tăng nhanh rất nhiều. Ân nhìn xem tinh luyện màu lam nguyên lực tốc độ, Giang giật chấn động trong lòng, vội vàng khu trừ tạp niệm bắt đầu vận chuyển Giang thủy quyết, lúc này vừa mới vận chuyển thân thể của hắn lần nữa run lên, đột nhiên mở to mắt, trong con ngươi đều là vẻ không dám tin. Làm sao vậy? Thiếu chủ Giang Vân Hải Ân cần hỏi han. Tốc độ tu luyện của ta? Giang giật miệng rộng mở ra, tốt nửa ngày mới kinh ngạc thốt lên, so trước kia ít nhất nhanh gấp trăm lần. Cái gì? Giang Vân Hải thân thể cũng chấn động, trầm giọng hỏi, thiếu chủ, người xác định. Gặp Giang Giật khẳng định nhẹ gật đầu, Giang Vân Hải nội tâm kích động. Giang Giật ban đầu tốc độ tu luyện phi thường chậm, so với Giang Hận Thủy tranh lệch 3-40 lần, hắn tốc độ tu luyện là ban đầu gấp trăm lần, vậy không phải nói. Tốc độ tu luyện của hắn là Giang Hận Thủy gấp 2-3 lần. Giang Hận Thủy thiên tư Giang Vân Hải rất rõ ràng, bằng chừng ấy tuổi cũng đạt tới chú đỉnh cảnh cửu trọng, tại thiên võ thành là số 1, phóng nhãn thần võ quốc cũng xem là tốt. Mà Giang Giật giống như tốc độ tu luyện có thể so sánh hắn nhanh lên gấp 2-3 lần, như vậy Giang Giật thiên tư tuyệt đối nhưng so sánh thần võ quốc cấp cao nhất thiên tài, liền xem như thanh vân bảng bên trên xếp hạng 5 vị trí đầu thiên tài cũng chỉ có cái này tốc độ tu luyện. Thần võ quốc có cái thanh vân bảng, niên kỷ tại 20 tuổi dưới đây thiếu niên thiên tài đều có thể nhập bảng, dựa theo thiên tư chiến lược tổng hợp tính toán. Có thể lên thanh vân bảng 10 vị trí đầu võ giả, chẳng lẽ tuyệt thế thiên tài, ngày sau chỉ cần không chết hiểu tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Nha, là ta già nên hồ đồ rồi, phu nhân cùng người kia như thế cường đại, thiếu chủ tư chất làm sao lại tranh lệch phu nhân khẳng định cũng biết thiếu chủ tư chất nghịch thiên, không muốn hắn tu võ mới phong ấn hắn đan điền A. Giang Vân Hải thấp giọng thì thào hai câu, bừng tỉnh đại ngộ, hắn cùng Giang giật nói ra, người hắc sắc nguyên lực có thể để luyện ra dung hợp thoáng cái màu lam nguyên lực cho ta xem một chút, yên tâm. Ta lần này dùng thần thức cảm giác, sẽ không để cho người nguyên lực nhiễu loạn, Giang giật nhẹ gật đầu, triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực dung hợp sau đó triệu tập đi trong mắt, để thị lực trở nên khủng bố, lúc này mới quay đầu nhìn qua Giang Vân Hải nói ra, đại gia gia, ngươi nhìn ra cái gì không có. Giang Vân Hải một mực nhắm mắt lại, nhưng một gương mặt mo bên trên kinh hãi lại càng ngày càng đậm, cuối cùng mở to mắt không ngừng cảm khái nói, quái tai, quái tai, thế giới này tại sao có thể có hắc sắc nguyên lực còn như thế, có thể cùng còn lại nguyên lực dung hợp dung hợp sau uy lực lại gấp bội còn có thể tăng phúc ngũ quan đây tuyệt đối không phải nguyên lực đây rốt cuộc thứ gì a à, giang giật kinh ngạc liền giang vân hải vậy mà đều không biết cái này hắc sắc nguyên lực là cái gì giang vân hải thì thào vài câu lần nữa để giang giật tinh luyện một tia hắc sắc nguyên lực dung hợp được bằng vào cường đại thần thức cảm ứng một phen mới khẳng định nói ra thiếu chủ người đây tuyệt đối không phải nguyên lực người cũng biết thế giới này tu luyện là dựa vào hấp thu thiên địa bên trong ngũ hành linh khí chuyển hóa làm các thuộc tính nguyên lực Sở dĩ đại lục võ giả cơ bản đều là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính nguyên lực, đương nhiên. Thế giới này còn có một số người có được còn lại đặc thù nguyên lực, tỷ như ta. Ta tu luyện liền là lôi thuộc tính nguyên lực, sở dĩ của ta nguyên lực là tử sắc, thế giới này đã biết đặc thù nguyên lực có 13 chủng, nhưng chưa bao giờ nghe nói có người dạng này không chỉ có thể cùng còn lại nguyên lực dung hợp, còn có được như thế tăng phúc năng lực. Mà lại ngươi năng lượng màu đen này chỉ có thể tinh luyện 10 tia, sở dĩ ta kết luận đây không phải nguyên lực hẳn là một loại nào đó thần kỳ năng lượng, cái này vô danh công pháp rất có thể là phong ấn người đan điền người lưu lại. Không đúng, Giang giật cao mày nói ra, đại gia gia, người không phải nói ta đan điền là nàng phong ấn sao đã nàng không muốn để cho ta tập võ, không muốn để cho ta biết chính mình thân thế, bình bình đạm đạm tầm thường sống hết đời, vậy cái kia vì sao nàng hội lưu lại một bản như thế cường đại vô danh công pháp. Giang Vân Hải gật đầu nói, sở dĩ người đan điền có phải hay không phu nhân phong ấn, ta cũng không xác định. Nếu như là phu nhân, nàng tuyệt đối không có khả năng tại lưu lại cái gì cường đại công pháp, nhưng không phải nàng, vậy sẽ là ai? Đúng rồi, Giang Vân Hải trầm ngâm một phen, đột nhiên rất là trịnh trọng mở miệng nói, thiếu chủ, người nhất định muốn nhớ kỹ một sự kiện. Người cái này vô danh công pháp, còn có năng lượng màu đen sự tình, trừ ta ra vạn vạn không phải truyền cho ngoại nhân biết, bất kỳ người nào đều không được. Nếu không tuyệt đối sẽ mang cho ngươi đến vô tận tai họa. Giang giật nhẹ gật đầu, Giang Vân Hải khoát tay áo một bên hướng ra phía ngoài đi, vừa lên tiếng nói, thiếu chủ, người nghỉ ngơi trước dưới, ta ra ngoài bố trí thoáng cái, tin tức của người vẫn là giấu giếm thoáng cái, nếu không truyền ra liền phiền toái. Điện chủ, tổng bộ nhắn lại, Trấn Tây Vương xác định chỉ có một đứa con trai, liền là Giang Nghịch Lưu. Trấn Tây Vương cái này nhân sinh tính cứng nhắc, quan trọng nhất quy củ, bản nhân sinh hòa tác phong cũng cực kỳ nghiêm cẩn, chưa bao giờ nghe nói cùng Vương Phi bên ngoài nữ nhân từng có liên quan, sở dĩ giang giật không thể nào là vương gia con riêng. Trong võ điện phí lão chính cung kính cùng võ điện điện chủ bẩm báo, điện chủ đưa thay sờ sờ trên lỗ tai ngân sắc vòng tai, gật đầu nói, chấn tây vương giang biệt ly ta từng gặp mặt hắn, đích thật là cái cứng nhắc người, theo những năm này thần võ quốc bắt đầu lưu hành pháp chế cũng có thể nhìn ra. Hắn người này tôn trọng luật học, muốn cho thần võ quốc hủy bỏ người chế, phổ biến pháp chế. Đã cái gì đều muốn giảng pháp, như vậy bản thân hắn tự nhiên muốn làm gương tốt, xem ra giang giật hoàn toàn chính xác không phải con tư sinh của hắn. Phí lão tiếp tục bẩm báo nói, còn có cơ gia chảy ra mấy cái tin tức ngầm, giang giật trước đó đan điền bị phong ấn, gần nhất nửa năm qua tốc độ tu luyện nhanh như vậy, một là có chúng ta đan dược trợ giúp, hai là tốc độ tu luyện của hắn có thể so sánh giang hận thủy cùng cơ thính vũ. Còn có chiến lược của hắn mạnh như thế, nghe nói là hắn tu luyện một loại mẫu thân của nàng lưu lại thiên giai võ kỹ, mặt khác. Đánh giết Giang Vân xà đầu kia hỏa long hư ảnh cũng có tin tức, là mẫu thân của nàng lưu cho hắn một cái pháp khí mạnh mẽ, bên trong ẩn chứa một tia năng lượng cường đại, có thể tại thời điểm mấu chốt cứu giang giật một mạng, bất quá pháp bảo này là duy nhất một lần. Thiên giai võ kỹ pháp bảo, võ điện điện chủ lắc đầu, cười lạnh nói, những tin tức này là Giang Vân Hải để cho người ta truyền tới A à Giang giật mẫu thân nói nhảm. Như thế pháp bảo mạnh mẽ, Giang giật mẫu thân nên có bao nhiêu cường đại mới có thể luyện chế kia ít nhất là thần du cảnh đỉnh phong, thực lực thế này nữ tử, toàn bộ đại lục không cao hơn 5 người. Bất quá, bất kể nói thế nào, giang giật phụ mẫu tuyệt đối rất cường đại, ít nhất có một người là thần du cảnh đỉnh phong, vẫn là loại kia bắt đầu tìm hiểu đạo văn cường giả, nếu không không có khả năng cho giang giật lưu lại như thế pháp bảo mạnh mẽ. Kia võ điện cùng giang giật đổ ước tính thế nào phí lão dò hỏi, giang giật phụ mẫu như thế cường đại, còn muốn cho giang giật cả một đời tại võ điện làm nô lệ. Hết hiệu lực đi, võ điện điện chủ khoát tay nói, đương nhiên việc này chúng ta không thể nâng, chờ giang vân hải tới cửa đi, để Giang Vân Hải thiếu chúng ta một cái nhân tình cũng không tệ. Phí lão nghe được tin tức, tự nhiên là Giang Vân Hải để cho người ta cố ý thả ra. Giang giật trong đan điền xuất hiện hỏa long hư ảnh quá dọa người rồi, có thể miểu sát một tên tử phủ cảnh thất trọng võ giả, nếu có một cái cường đại mẫu thân, như vậy hết thảy liền tốt giải thích. Mặc dù lời giải thích này rất nhiều đại gia tộc vẫn như cũ không tin tưởng, nhưng cũng đã ngừng lại rất nhiều người ngờ vực vô căn cứ, mà lại tin tức truyền ra sau ai cũng không dám thêm nghị luận. Giang Vân Hải có thể phóng tin tức ra, tự cho thấy chuyện này hắn không hy vọng có người lại nhiều đàm luận, bằng không hắn sẽ rất sinh khí. Giang gia mã gia đại viện vẫn như cũ bị Trấn Tây quân bao bọc vây quanh, bất kỳ người nào đều không được xuất nhập. Giang Vân Hải cũng không có lòng đi để ý tới. Giờ phút này hắn tại phủ thành chủ một cái trong sảnh gặp mặt Linh thú sơn học viện bên trong ba vị đạo sư. Ngươi muốn cho Giang giật tiếp tục dự thi. Phúc lão biết được Giang Vân Hải ý đổ đến về sau, hai đầu mày trắng nhíu lại trầm ngâm không nói còn lại hai vị đạo sư cũng sắc mặt có chút mất tự nhiên. Giang Vân Hải ngày đó thế nhưng là nói, Giang giật nếu là chết rồi, tất cả mọi người muốn cho hắn chôn cùng, trong lòng ba người tự nhiên có một ít khó chịu. Đúng, Giang Vân Hải gật đầu nghiêm mặt nói, Giang giật ngày đó bị ép từ bỏ tranh tài, là bởi vì có người bắt cóc thị nữ của hắn, sự tình chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói, cái này xác thực không thể trách hắn. Chiến lược của hắn các ngươi cũng nhìn thấy, giống như có thể gia nhập các ngươi học viện, ta nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không để các người học viện mất mặt, thậm chí. Các người học viện hội bởi vì hắn siêu việt còn lại hai học viện lớn. Giống như Giang giật phong ấn không có giải khai, Giang Vân Hải có lẽ sẽ mang theo hắn cao chạy xa bay, đi một cái khác thành nhỏ trong tiểu trần an nhàn sống hết đời. Nhưng ở biết được Giang giật tốc độ tu luyện như thế, còn có được thần kỳ như vậy hắc sắc nguyên lực về sau, Giang Vân Hải tâm động, cứ việc Giang giật mẫu thân không hy vọng hắn tu võ, nhưng Giang Vân Hải làm sao trơ mắt nhìn xem thiên tài như thế bị mai một. Không được, một đạo quát lạnh âm thanh đem Giang Vân Hải suy nghĩ kéo lại, vị kia tuổi trẻ nam đạo sư rất khẳng định nói ra, quy củ liền là quy củ, 536 như là đã bỏ thi đấu, vậy tuyệt đối không có khả năng tại dự thi, nếu không chúng ta như thế nào cho sở hữu dự thi học viên bàn giao, sau khi trở về như thế nào cho viện trưởng bàn giao. Phúc Lão cũng gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không được, học viện có quy củ của học viện mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân bỏ thi đấu liền là bỏ thi đấu vị kia lạnh như băng sơn mỹ lệ càng hơn cơ thính vũ mấy phần tô đạo sư cũng khẽ lắc đầu hiển nhiên cũng không đồng ý kia quấy dày chư vị đạo sư hôm đó vân hải nhất thời tức giận nói không khéo léo còn hy vọng ba vị thứ lỗi giang vân hải khe khẽ thở dài chắp tay sau khi hành lễ chống long đầu quải trượng khập khánh rời đi trẻ tuổi nam đạo sư chờ hắn rời đi về sau lập tức cười lạnh chê cười đều 16-17 tuổi mới chú đỉnh cảnh tứ trọng, cho dù có thiên giai võ kỹ tăng phúc chiến lực lại như thế nào học viện hội bởi vì hắn siêu việt còn lại hai học viện lớn nằm mơ đâu. chương 61, Linh Thú Sơn huyết luyện, Giang Đại Nhân, chờ một chút, Giang Vân Hải mới vừa đi ra ba vị đạo sư ở biệt viện không bao xa, phía sau lại truyền đến một đạo thanh linh thanh âm, thanh âm rất êm tai, bất quá bên trong một tia lạnh ý làm thế nào đều che giấu không ở. Giang Vân Hải trong mắt vui mừng, vội vàng quay đầu mỉm cười nói tô tiểu thư ngươi tốt chẳng lẽ phúc lão thay đổi chủ ý không phải tôi như tuyết mặc một bộ tuyết trắng váy dài da trắng như tuyết thổi qua liền phá nàng đi đường thậm chí nói chuyện trên mặt đều không có bất kỳ cái gì thần sắc lạnh lùng đến cực hạn nàng trầm mặc một trận mở miệng nói giang giật đã bỏ thi đấu vô luận là ai tới nói đều vô dụng hắn không có khả năng đấu bán kết bất quá ngươi hẳn nghe nói qua linh thú sơn huyết luyện a hai tháng sau linh thú thành bên trong bắt đầu linh thú sơn huyết luyện giang vân hải con người sáng lên trong nháy mắt đã hiểu hắn kho người xuống dưới thật sâu vái chào cảm kích nói đa tạ tô tiểu thư chỉ điểm giang giật nếu là may mắn có thể vào học trong nội viện hy vọng ngài có thể quan tâm xuống không cần cảm tạ ta tô như tuyết quay người hờ hững rời đi tại cửa viện mới bên mặt nói ra ta cố ý ra nâng một câu không phải là bởi vì ngươi mà là bởi vì giang giật mặc dù ngoại giới có rất nhiều truyền ngôn Bất quá ta nghĩ một cái có thể vì thị nữ tình nguyện từ bỏ tiền đồ cùng sinh mệnh người, nghĩ vậy mà bản tâm sẽ không quá phá hư, ai, thế giới này trọng tình trọng nghĩa quá ít người quá ít. Tô Tiểu Thư tiến vào trong sân, Giang Vân Hải còn xứng sở tại nguyên chỗ, vừa rồi lời nói này để hắn đối cái này băng sơn mỹ nhân lại có nhận thức mới, cái này Tô Đạo Sư nội tâm xem ra hoàn toàn không phải nàng bề ngoài như vậy băng lãnh, đây cũng là một cái có chuyện xưa người A. Cái gì đại gia gia, người muốn ta đi linh thú sơn học viện ta không đi A, ta phải bồi tiểu nô. Giang giật ở trong biệt viện, hắn nghe được Giang Vân Hải lập tức đầu lắc đến chống lúc lắc. Hắn đối linh thú Sơn học viện không có hảo cảm, cái kia chỗ phương công tử tiểu thư tuyệt thế thiên tài tụ tập, mà hắn đối công tử tiểu thư ghét nhất. Tính tình của hắn mặt ngoài ổn trọng, nhưng một khi chạm đến hắn danh giới cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ điên cuồng, tại loại này địa phương không chừng hội náo ra cái đại sự gì. Thiếu chủ, người nghe ta nói, Giang Vân Hải khoát tay áo, nghiêm mặt nói, vừa rồi ta cùng cơ thiên thương nghị thoáng cái tiểu nô bệnh tình, chúng ta đều cảm thấy, muốn chữa trị xong nàng, chỉ có hai cái biện pháp. Giang giật vội và ngậm miệng, ngồi xuống khẩn trương hỏi, biện pháp gì? Giang Vân Hải mím môi một cái, nói, biện pháp thứ nhất, liền là đi tìm một người. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn đi tìm, bởi vì một khi tìm hắn, thân phận của ngươi sẽ lộ ra ánh sáng, cái này làm trái phu nhân ý nguyệt, nàng nếu là biết rõ, dưới cửu tuyển cũng sẽ không nhắm mắt. Một người, Giang giật sắc mặt trầm xuống, khóe miệng đắng chát nói ra, người nói là phụ thân ta a. À. Ừm, Giang Vân Hải sắc mặt cũng biến thành phá lệ âm trầm, nhìn qua ngoài cửa sổ nói ra, phụ thân ngươi rất cường đại, nhưng hắn năm đó từ bỏ phu nhân, không phải hắn phu nhân cũng sẽ không chết, sở dĩ. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn đi tìm hắn, thậm chí ta đều không muốn nhìn thấy hắn, nếu không ta sợ ta sẽ liều mạng cũng muốn ám sát hắn. Đương nhiên, giống như người muốn đi nhận cha quy tông, ta cũng sẽ không ngăn cản, bất quá người ta về sau sợ là cũng đã không thể gặp mặt. không cần nói, giang giật khoát tay chặn lại rất là quả quyết nói ra, không cần đi tìm hắn, ta có thể không có phụ thân, nhưng ta không thể không có ngươi. đại gia gia, tiểu giật tâm ngươi còn không hiểu sao việc này như vậy dừng lại, ta không muốn nói thêm liên quan tới hắn bất luận cái gì chủ đề. tốt kha, à, giang vân hải rất là vui mừng nhẹ gật đầu, dừng một chút tiếp tục nói ra, sở dĩ ta mới nghĩ đến thứ hai con đường đó chính là ngươi tiến vào linh thú sơn học viện. Buổi sáng ta cũng cùng ngươi nói, muốn cứu chị tiểu nô, đầu tiên là mua sắm thánh giai giải độc đan, bất qua cái này đan dược ai cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện, có lẽ mấy chục năm cũng sẽ không xuất hiện. Đệ nhị liền là thỉnh cầu thiên giai trị liệu sư xuất tay, đại lục có bốn cái thiên giai trị liệu sư, hai vị theo thứ tự là đại hạ quốc cùng bắc lương quốc vương thất cung Phụng một vị khác vân du tứ phương biến mất hơn 10 năm, vị cuối cùng lại tại linh thú sơn học viện bên trong, sở dĩ ta muốn cho ngươi tiến vào học viện lấy được cái này trị liệu sư hảo cảm lại mời cầu hắn xuất thủ trị liệu nếu không coi như ta mở ra giá trên trời hắn cũng sẽ không ra tay nguyên lai là dạng này giang giật bừng tỉnh đại ngộ hắn nhìn qua nằm ở trên giường sắc mặt yếu ớt như tuyết giang tiểu nô gật đầu nói vậy ta đi thôi bất quá ta làm sao vào học viện ta không phải bỏ thi đấu sao cái này ngươi không cần quản giang vân hải nhẹ gật đầu giải thích nói nhiệm vụ của ngươi liền là dưỡng thương sau đó toàn lực tu luyện ngươi yên tâm trong khoảng thời gian này ta sẽ cho ngươi làm điểm đồ tốt đến phụ trợ ngươi nhanh chóng tu luyện các loại một tháng sau ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng tiểu nô rời đi đi linh thú thành tốt giang giật một lời đáp ứng nghe nói giang vân hải muốn dẫn hắn cùng tiểu nô rời đi càng là ẩn ẩn có chút hưng phấn rốt cuộc có thể rời đi cái này để hắn đau lòng chán ghét thành thị sao đúng rồi Giang Vân Hải đột nhiên hỏi, Giang ra cùng mã ra ngươi muốn xử lý như thế nào giống như ngươi cảm thấy chưa hết giận, ta có thể diệt mã ra, Giang ra những năm này đắc tội ngươi người cũng có thể toàn bộ giết. A, à, Giang giật đôi mắt trợn to, trầm mặc một trận lắc đầu nói, quên đi thôi, đại gia gia, nói thế nào ngươi cũng là Giang ra người, lần này chết người đã đủ nhiều, mã hắc kỳ Giang như long mấy người cũng bị ta giết, vẫn là không cần nhiều tạo sát nghiệt. Vậy được rồi, người chữa thường đi, ta đi ra ngoài một chút, Giang Vân Hải vỗ vỗ Giang Giật bả vai đi ra ngoài. Giang Giật nhìn Giang Tiểu Nô một chút, lập tức cái gì cũng mặc kệ, ngồi xếp bằng tu luyện chữa thương. Đối với hắn mà nói, bất kỳ cái gì sự tình đều không có Giang Tiểu Nô độc trọng yếu. Hắn lại chán ghét Linh thú sơn học viện, lại chán ghét cùng đám kia công tử tiểu thư liên hệ. Vì Tiểu Nô hắn cũng phải nhẫn, bởi vì hắn không phải đi đi chơi học tập, mà là đi cầu người cứu mạng. Buổi trưa ba khắc mưa to ngừng lại, thời tiết vẫn như cũ có chút lạnh, trên đường phố đều là nước đọng, toàn bộ thành thị vô số trên đường phố đều trống rỗng, rất ít người ảnh. bất quá giờ phút này mã gia đại viện người bên ngoài cũng rất nhiều. giang vân hải lần thứ nhất đi ra phủ thành chủ, mang theo giang hoài đi tới mã gia đại viện. thành nội các gia tộc thám tử lập tức nghe tin lập tức hành động. phụ cận rất nhiều người cũng nhao nhao người xem, muốn nhìn một chút giang vân hải phải trang lại nổi điên chuẩn bị đem một trong năm đại gia tộc mã gia diệt môn. cung nghênh vân hải đại nhân, giang hoài tướng quân, mã gia đại viện bên trong mã khuê mang theo mã gia sở hữu tử phủ cảnh cường giả đem giang vân hải cùng giang hoài đón vào trên đường đi giang vân hải một câu không nói mã khuê bọn người mặc dù một đường cười làm lành nhưng nội tâm đều hoảng sợ không thôi đi vào mã gia chính điện giang vân hải một điểm không khách khí ngồi ở chủ vị chờ giang hoài ngồi xuống về sau hắn như giao ánh mắt bốn phía quét qua mở miệng nói không cần nói nhảm nhiều lời hai lựa chọn một là các ngươi mã Gia tất cả mọi người chết hai là bồi thường tổn thất mã khuê ngươi chọn đi Mã Khuê cùng Mã ra người toàn bộ nội tâm run lên, tự liền giang hoài thiên tướng sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Mặc dù thiên tinh đại lục cường giả vi tôn, vương quốc luật pháp bị bọn hắn coi là giấy nháp, nhưng bên ngoài vẫn là phải tị húy một cái đi cái này giang vân hải ngược lại là tốt, lấy cớ đều không tìm một cái, nói rõ muốn diệt Mã ra toàn tộc. Lựa chọn cái này còn có cái dám lựa chọn A. Mã Khuê nhìn một cái giang hoài, gặp hắn trầm mặc không nói, chỉ có thể cắn răng nói ra, ta lựa chọn bồi thường, Vân Hải Đại Nhân nói cái giá đi giang giật cùng mã gia ân oán đến mã khuê vẫn chưa hoàn toàn biết rõ ràng bởi vì người trong cuộc gần như chết hết mã gia cũng một mực bị phong tỏa bất quá việc này coi như mã gia con em không đúng giang giật giết mã gia nhiều người như vậy giang vân hải cũng chặt mã ra mấy tử phủ cảnh cường giả tính thế nào cũng là mã gia thiệt thòi a ngược lại tốt cái này giang vân hải nói rõ phải bồi thường lý do cũng không cho một cái ha ha giang vân hải vốn chính là đến ăn cướp trắng trợn hắn cười lạnh một tiếng mở miệng nói 5.000 mai địa nguyên đan, tăng thêm 50 vạn lượng tử kim, việc này như vậy bỏ qua, ta cam đoan sẽ không tìm nhà các người phiền phức, như thế nào. Cái gì, mã khuê cùng mã ra các trưởng lão toàn bộ biến sắc, cái này Giang Vân Hải cũng quá hung ác đi địa nguyên đan thế nhưng là địa giai trung phẩm đan dược A, một viên giá trị bách kim, cái này 5.000 mai liền là 50 vạn tử kim, lại thêm bồi thường tử kim, mã ra liền cần xuất ra trăm vạn lượng tử kim. Trăm vạn lượng tím kim mã ra có hay không? Có, nhưng cần đem mã ra đại bộ phận sản nghiệp bán thành tiền ra ngoài mới có thể góp đủ. Giang Vân Hải đây là muốn móc sạch mã ra A, cái này trăm vạn lượng tử kim một bồi, mã ra tuyệt đối nguyên khí đại thương, trong vòng 10 năm mơ tưởng khôi phục lại, còn rất có thể bị gia tộc khác liên thủ chèn ép, triệt để lưu lạc làm gia tộc nhị lưu. Cho các người 5 ngày thời gian, 5 ngày sau đó đem đan dược và tử kim đưa đến phủ thành chủ, nếu không. Hừ hừ, Giang Vân Hải coi thường mã gia tộc nhân buông xuống trong ánh mắt lấp lánh hận ý, Cùng giang hoài nhẹ gật đầu, hướng mã ra đại viện đi ra ngoài. Đi tới cửa hắn đột nhiên ngừng lại, phất tay để sở hữu trấn tây quân lui ra, hạ giọng cùng giang hoài nói ra, giang hoài tướng quân, ta mặc kệ ngươi đoán được cái gì, đoán được có chính xác không, ta đều không muốn giải thích, người tốt nhất cũng không cần hỏi nhiều. Thiên võ thành sự tình, người coi như nát tại trong bụng đi, chuyển đi đối với người cũng không phải là chuyện tốt. Mã ra đưa tới 50 vạn tử kim cho các huynh đệ uống trà, khác đừng chối từ ân tình của người ta giang vân hải nhớ kỹ người mang tất cả mọi người trở về đi sự tình phía sau chính ta xử lý tốt vân hải đại nhân có bất kỳ sự tình để cho người ta phân phó một tiếng là được giang hoài nhẹ gật đầu ôm quyền hành lễ trên mặt một bộ vẻ cung kính nội tâm lại là cuồng hỉ không thôi giang vân hải thủ bút quá lớn vừa ra tay liền là 50 vạn tử kim hơn nữa còn đạt được hắn một cái nhân tình thần du cảnh cường giả a à, cái này đi trong quân nhưng chính là tướng quân chân chính Đương nhiên càng quan trọng hơn là Giang Vân Hải năm đó ở Trấn Tây Vương Phủ Địa Vị, hắn hai ngày này thế nhưng là dùng bồ câu đưa tin hỏi, Giang Vân Hải năm đó thế nhưng là Trấn Tây Vương Phủ Nội Viện Tổng Quản A. Mặc dù hắn đã rời đi Vương Phủ nhiều năm, nhưng trong Vương Phủ rất nhiều lão nhân đối với hắn ấn tượng thế nhưng là phi thường khắc sâu. Làm cho tất cả mọi người về đơn vị, đi phủ thành chủ chờ lệnh. Đưa mắt nhìn Giang Vân Hải rời đi, Giang Hoài khoát tay áo hạ lệnh về sau, cao mày nhìn qua bầu trời xa xăm trầm ngâm tránh ra hắn dùng bồ câu đưa tin hỏi trong vương phủ làm việc một cái đường huynh, vương gia chỉ có một cái thế tử, chưa từng nghe nói có con riêng loại hình sự tình. Giống như Giang Giật không phải chấn Tây Vương tử riêng, như vậy hắn hội là ai nhi tử Giang Vân Hải chủ tử không là đối hắn ân trọng như núi chấn Tây Vương, vậy sẽ là ai? chương 62, rời đi, Giang Vân Hải về sau đi một chuyến Giang ra cùng võ điện, tại Giang gia ai cũng không biết hắn nói cái gì, bất quá Giang Vân Hải sau khi đi, Giang Vân Sơn lập tức hạ phong tỏa lệnh ngoại trừ giang hận thủy cùng giang gia trưởng lão ngoài ra bất kỳ cái gì tộc nhân đều không thể ra ngoài giang gia đại bộ phận sản nghiệp cũng bắt đầu co rút lại bán thành tiền rõ ràng chuẩn bị điệu thấp tự vệ nghỉ ngơi lấy lại sức giang vân sơn không thể không làm như thế a à, giang vân hải đi giang gia mặc dù cũng không có thế nào nhưng để lại một câu nói tiêu trừ hắn cùng giang giật tộc tịch nói một cách khác hắn cùng giang giật không còn thuộc về giang gia mà giang vân xà cùng giang vân thạch hai đại cường giả bị đánh chết giang gia còn không thấp điều làm việc sợ là các loại Giang Vân Hải rời đi về sau, lập tức sẽ bị còn lại gia tộc cho chiếm đoạt. Võ Điện Điện chủ tại Giang Vân Hải đi một chuyến sau rất hào sảng phế trừ cùng Giang Giật ở giữa ước định, bất quá Giang Vân Hải lại thiếu Võ Điện một cái nhân tình. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Võ Điện quá cường đại, nếu thật là dùng sức mạnh Giang Vân Hải cùng Giang Giật đều phải chết. Trấn Tây quân rút quân, thiên võ thành lần nữa khôi phục bình tĩnh, linh thú Sơn học viện tiếp tục tranh tài tiến hành, bất quá rõ ràng không có trước kia như vậy náo nhiệt rất nhiều người nhìn xem trên trận tranh tài, trong đầu đều hiện lên ra giang giật gương mặt kia, mỗi lần nghĩ đến hắn đều không thắng thổn thức. Bất quá cơ thiên cùng Giang Vân Hải đều hạ đạt phong khẩu lệnh, không có người còn dám công khai đàm luận Giang giật sự tình. Tại mấy ngày qua đi cơ thính vũ cùng Giang hận thủy, lãnh thiên thiên, chúc đao bốn người thắng liên tiếp mấy chục tràng sẽ trăm thắng liên tiếp về sau, tất cả mọi người quên đi Giang giật, bắt đầu chú ý mấy vị này thiên chi kiêu tử. Mã ra tại Giang Vân Hải thời gian ước định bên trong, bán sạch gia sản, mua năm ngàn mai địa nguyên đan chủ đủ 50 vạn lượng tử kim đưa đến phủ thành chủ mã khuê rất thông minh tại đem đan dược và tử kim đưa vào phủ thành chủ về sau lập tức xuất lĩnh toàn tộc rời đi thiên võ thành tại phụ cận một cái trấn nhỏ bên trong chiếm cứ xuống tới nói rõ rời khỏi thiên võ thành ngũ đại gia tộc liệt kê tránh cho bị còn lại gia tộc liên thủ đối phó chiếm đoạt bất quá coi như như thế mã gia lần này cần nghĩ chờ mình không có 10 năm tích lũy sợ là rất khó đi lên mấy ngày sau Cờ thính vũ cái thứ nhất trước tiên hoàn thành trăm thắng liên tiếp, Giang Hận Thủy cùng lãnh thiên thiên còn có chút đao cũng thành công tấn cấp, đạt được bốn cái danh ngạch. Phía sau đấu vòng loại cũng không có gì bất ngờ xảy ra, Liễu Hà đạt được cái cuối cùng danh ngạch. Mấy gia tộc lớn toàn bộ đại hỷ, nhất là Liễu Gia, này bằng với là rõ ràng kiểm Giang giật danh ngạch. Đương nhiên, trúc đao cũng dính Giang giật ánh sáng, giống như không phải Giang giật cái này nháo trò, mấy gia tộc lớn liên thủ trận đánh phía dưới, hắn tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy đạt được danh ngạch, chỉ ít mã hắc kỳ thực lực tự mạnh hơn hắn bên trên một chút. Trấn Tây quân cũng rất nhanh chiêu sinh hoàn tất, đương nhiên bên trong đại bộ phận danh ngạch kỳ thật đều là nội định, tỷ như Giang Như Long nguyên bản là nội định một trong, đáng tiếc cuối cùng bị Giang giật giết đi. Linh thú Sơn đạo sư để 5 người tại trong vòng một tháng rưỡi đến linh thú thành bên trong, ngay tại trấn Tây quân hộ vệ dưới rời đi Thiên Võ thành, thành nội cũng triệt để khôi phục bình tĩnh. Giang giật từ khi tiến vào phủ thành chủ sau tựu tựa như biến mất, ngoại trừ cơ thiên bên ngoài bất luận kẻ nào đều chưa từng gặp qua hắn. Mà lại 10 ngày sau các loại thương thế hoàn toàn khỏi rồi, hắn trong đêm đi võ điện một cái phòng bế quan bên trong tu luyện, Giang Vân Hải mang đến đại lượng địa nguyên đan, mặc cho hắn tiêu xài. Thời gian nhoáng một cái, trong chớp mắt một tháng trôi qua. Võ điện một cái phòng bế quan bên trong, Giang giật mở mắt, thật dài thở dài cảm khái nói, cái này tốc độ tu luyện đơn giản cùng như bay A. Hắn phong ấn triệt để phá giải, tốc độ tu luyện so giang hận thủy còn nhanh hơn gấp hai ba lần tăng thêm trong võ điện tụ linh trận cùng hắn hắc sắc nguyên lực tăng phúc địa nguyên đan dược lực hắn tốc độ tu luyện có thể nói tiến triển cực nhanh ngắn ngủi như vậy thời gian hắn đã nhanh đột phá chú đỉnh cảnh ngũ trọng tranh lệch thời gian không nhiều lắm a à, đại gia gia nói qua một tháng sau tựu xuất quan rời đi thiên võ thành đi linh thú thành giang giật đứng dậy giãn ra một thoáng thân thể thì thào hai câu mở cửa phòng cơ quan đi ra ngoài vừa đi ra ngoài càng nhìn đến một tấm quen thuộc mặt Dương quản sự sớm chờ ở bên ngoài lấy hắn. Dương quản sự mặt mũi tràn đầy nếp uốn mặt đều là ý cười, vỗ vỗ giang giật bả vai thở dài, thương lang, ta biết ngươi muốn đi, mặc kệ ngươi đi phương nào, ngày sau đường muốn làm sao đi, ngươi đều phải nhớ kỹ một điểm, vạn sự phải khiêm tốn, tuyệt đối đừng chỗ sung yếu động. Giống như ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì lăn lộn ngoài đời không nổi, ngươi có thể trở lại nơi này, võ điện bất cứ lúc nào đều cần một vị tử kim bồi luyện. Giang giật nặng nề gật đầu, sau đó thật sâu bái, cuối cùng tại dương quản sự dẫn đầu dưới, từ cửa hông bên ngoài đi ra võ điện. Phía ngoài trên đường phố có một cỗ xa hoa xe ngựa, phía trên còn viết một cái to lớn cơ chữ, Giang Vân Hải đứng tại dưới mã xa nhìn thấy Giang giật ra, khẽ vuốt cằm, ra hiệu hắn lên xe ngựa. Giang giật thân thể nhảy lên nổi lên xe ngựa, nhìn thấy bên trong có một bộ giường, Giang tiểu nô chính an tĩnh ở bên trong ngủ say thở dài một hơi, vén lên cửa sổ xe nhìn Dương quản sự một chút, phất phất tay. Đi thôi, Giang Vân Hải tiến vào trong xe, đối cơ ra Sa Phu hạ lệch, Sa Phu dương lên roi ngựa, xe ngựa thẳng tắp hướng Nam Thành Môn nhanh chóng đi. Xe ngựa xuyên qua náo nhiệt thiên võ thành, rất nhanh đã tới Nam Thành Môn. Nam Thành ngoài cửa cơ thiên cùng Giang Vân Sơn riêng phần mình dẫn một đám người trầm mặc đứng thẳng, Sa Phu nhìn thấy hai người vội vàng khống chế xe ngựa ngừng lại, Giang Vân Hải vén lên rèm, quét cơ thiên một chút gật đầu nói cơ thiên, Sơn Thủy có gặp lại, hối hận có kỳ. Cơ thiên gật đầu mỉm cười, khoát tay nói vân hải huynh đi đường cẩn thận có đôi khi trở về theo giúp ta uống vài chén giang vân sơn gặp giang vân hải vẫn là không có nhìn hắn sắc mặt rất là ảm đạm bất quá vẫn là ôm quyền nói ra hải thúc trân trọng giang vân hải lúc này mới quét giang vân sơn một chút hờ hững nhẹ gật đầu hướng cơ thiên nhìn thoáng qua đưa tới một cái đặc thù ánh mắt tựu kéo xuống rèm cùng sa phu nói ra đi thôi điều khiển sa phu hướng cơ thiên ôm quyền hành lễ dương lên roi ngựa lần nữa nhanh chóng đi Cơ thiên đưa mắt nhìn Giang Vân Hải rời đi, thật dài thở dài nói ai. Vân Sơn, Vân Hải huynh kỳ thật rất để ý cái này Giang ra, đáng tiếc các ngươi đã thương hắn tâm A. À. Giang Vân Sơn sắc mặt ảm đạm cúi đầu không nói, Giang Vân Hải năm đó trốn đi thời điểm, trịnh trọng bàn giao hắn nhất định muốn chiếu cố thật tốt Giang giật, đáng tiếc hắn cũng không có quá để ý. Hắn cho rằng một cái bị phong ấn phế vật có cái gì đáng giá chú ý Giang giật những năm này bị xa lánh, bị đánh áp, bị khi phụ hắn nhìn ở trong mắt, hắn vẫn cho là Giang Vân Hải chết rồi, dứt khoát cũng liền bỏ mặc không quan tâm. Không nghĩ tới một bước sai, từng bước sai, Giang ra nguyên khí đại thương, có thể nói hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Sau một hồi lâu, Giang Vân Sơn mới hỏi, thành chủ, Hải Thúc có hay không nói bọn hắn đi cái nào về sau còn trở lại không? Không biết, cơ thiên lắc đầu, bất quá rất kiên định nói ra, đợi lấy đi, không được bao lâu, dùng Giang giật thiên tư cùng tính tình của hắn rất nhanh nổi danh dương thiên hạ, đến lúc đó chúng ta liền biết bọn hắn đi đâu. Danh Dương Thiên Hạ, Giang Vân Sơn nhướng mày, nghi ngờ hỏi, Giang Giật Thiên Tư chẳng ra sao cả a, à, coi như hắn có thiên giai võ kỹ, có thể tăng lên tổng hợp chiến lực, nhưng cảnh giới theo không kịp, hắn vẫn là một phế vật a. À. Ngu xuẩn, cơ thiên nhịn không được sổ một câu nói tục, nếu không phải Giang Vân Hải trước khi chia tay đưa cái ánh mắt, để hắn chiếu cố một chút Giang ra, giờ phút này hắn đều chẳng muốn đề điểm hắn liếc mắt nhìn giang vân sơn nói thiên giai võ kỹ cho dù có giang giật chút thực lực ấy có thể cảm mộ thành công giang giật bế quan một tháng không đến lập tức liền muốn đột phá chú đỉnh cảnh ngũ trọng mặc dù có địa nguyên đan cùng trong võ điện tụ linh trận tăng phúc nhưng như thế thiên tư tuyệt đối nhưng so sánh thần võ quốc đỉnh cấp thiên tài tiểu tử này trên thân bí mật nhiều nữa đâu ngươi a ngươi không chỉ có lệnh vân hải huynh tâm còn để giang ra tổn thất một vị tuyệt thế thiên tài giống như giang giật không chết hiểu ta có dự cảm thành tựu của hắn tuyệt đối sẽ vượt qua người ta tưởng tượng. A, à, Giang Vân Sơn thân thể chấn động, nội tâm khuấy động khó bình, ánh mắt nhìn càng ngày càng xa xe ngựa, hắn đầy mắt đều là hối hận cùng bất đắc dĩ. Giống như ngày sau Giang giật thật như cơ thiên nói, có thể trở thành nghịch thiên cường giả, như vậy sau khi hắn chết còn có mặt mũi nào đi gặp Giang ra liệt tổ liệt tông. Đi, cuối cùng đã đi, trong đám người ẩn giấu đi một cái tuổi trẻ thiếu nữ, người mặc hỏa hồng bó sát người váy, dáng người dị thường thịnh vượng, nàng ánh mắt si ngốc nhìn qua càng ngày càng xa xe ngựa, u u thở dài. Dược lăng tuyết biết rõ, Giang giật đi lần này sẽ cùng nàng càng chạy càng xa, vĩnh viễn rời đi thế giới của nàng. Đại gia gia, chúng ta đi cái nào? Xe ngựa chạy ra ngoài mấy trăm trượng, Giang giật dùng nhẹ tay phủ thoáng cái tiểu nô mặt, lúc này mới thấp giọng cùng Giang Vân Hải nói. Giang Vân Hải đưa tay chỉ phương Nam, cười nói chúng ta đi thần võ quốc nhất phương Nam Linh Thú Thành. Người cần phải đi nơi đó tham gia một cái linh thú sơn huyết luyện, Dạng này mới có thể có cơ hội tiến vào Linh Thú Sơn Học viện. Cũng chỉ có tiến vào Linh Thú Sơn Học viện, người mới có cơ hội tiếp cận vị kia thiên giai trị liệu sư, đến lúc đó chỉ cần đạt được hắn hảo cảm, ta tái xuất một chút tiền tài bảo vật, tiểu nô độc tựu nhẹ nhõm có thể giải. Giang giật nháy nháy mắt, mơ hồ hỏi, đại gia gia, người không thể trực tiếp đến trường trong nội viện cùng vị kia trị liệu sư nói sao còn có Linh Thú Sơn huyết luyện là cái gì? Ha ha, đứa nhỏ ngốc Giang Vân Hải hiền hòa cười nói: "Linh thú sơn học viện tại Tam Vạn Đại Sơn bên trong, không thuộc về lục đại các nước chư hầu, độc lập với các thế lực bên ngoài, đừng nói ta coi như thần du cảnh đỉnh phong võ giả không có cho phép cũng không thể tiến vào, nếu không ta cũng sẽ không để ngươi mạo hiểm đi tham gia huyết luyện." Còn như huyết luyện, tên như ý nghĩa là một loại rất nguy hiểm lịch luyện. Linh thú sơn học viện mỗi lần chiêu sinh đều sẽ tổ chức một lần huyết luyện, để các trong thành trì tuyển nhận học viên, xuyên qua Tam Vạn Đại Sơn một mình đến trong học viện chỉ như lần này thiên võ thành bên trong năm người bọn hắn nhất định phải xuyên qua đại sơn chém giết cấp thấp yêu thú đến học viện mới có thể xem như chính thức học viên giống như không thể tại trong vòng thời gian quy định đến học viện như vậy bọn hắn vẫn như cũ sẽ bị trục xuất trở về đương nhiên đối với bọn hắn tới nói huyết luyện độ khó cũng không lớn a à, giang giật càng thêm mơ hồ hắn cao mày hỏi kia tham gia huyết luyện chính là cơ thính vũ các nàng a cùng ta có quan hệ gì đương nhiên là có quan hệ giang vân hải giải thích nói cái này huyết luyện chia làm hai loại một loại là đã được đến danh ngạch học viên một loại khác chính là không có đạt được danh ngạch tỷ như ngươi đương nhiên ngươi đi tham gia huyết luyện độ khó hội gấp bội mà lại ngươi coi như thông qua huyết luyện tiến vào linh thú sơn học viện cũng là ký danh học viên nửa năm sau ngươi hội lần nữa tham gia một lần đặc biệt huyết luyện mới có thể trở thành chân chính học viên mà lại linh thú sơn học viện học viên còn có rất nhiều đẳng cấp chế độ tỷ như ký danh học viên phổ thông học viên Tinh anh học viên, thiên tài học viên các loại, chỉ có một lần lần huyết luyện thành công, người mới có thể từng bước một đem người học viên đẳng cấp tăng lên, mới có cơ hội tiếp cận nhận biết vị kia thiên giai trị liệu sư. Dạng này à, Giang giật nghe đều cảm giác đau cả đầu, bất quá quay đầu nhìn bên cạnh ngủ say Giang tiểu nô, cái kia non nớt khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên phá lệ trở nên kiên nghị. Mặc kệ lại khổ lại khó, hắn nhất định sẽ cố gắng tu luyện, để cho mình thực lực không ngừng tăng lên, ở trong học viện bộc lộ tài năng đạt được vị kia trị liệu sư tán thành, từ đó cứu sống Giang Tiểu Nô. chương 63, Giang Nghịch Lưu, thiên tinh đại lục rộng lớn bát ngát, nghe nói một cái thần du cảnh cường giả dựa vào đi bộ, cả một đời đều khó có khả năng đi khắp toàn bộ đại lục. Toàn bộ đại lục trên danh nghĩa bị thanh long hoàng triều thống trị, nhưng hoàng thất gần nhất mấy chục năm qua rất là yếu đuối. Phía dưới lục đại các nước chưa hầu mặt ngoài tuân theo hoàng triều thống trị, nhưng đều làm theo ý mình, đối với hoàng triều mệnh lệnh lá mặt lá trái nếu không phải trong hoàng thất còn có các vị cường giả tuyệt thế áp trận lục quốc tương hỗ ngăn được sợ là hoàng triều đều bị trong đó một nước thay vào đó thiên tinh đại lục nhân tộc cường đại nhất đương nhiên cũng rất có rất nhiều đặc thù chủng tộc kỳ dị sinh vật đại lục ở bên trên càng có rất nhiều hiểm địa tỷ như phương bắc tuyết bay quốc bắc lạnh quan hệ ngoại giao dưới chỗ quảng hàn băng nguyên băng nguyên phía dưới có nhiều dị thú có thể đột nhiên từ dưới đất thoát ra tập kích nhân loại dị thường hung hiểm lại tỷ như nam hải mộng biển sâu uyên bên trong nghe nói ẩn núp hai cái có được thông thiên pháp lực đại yêu, coi như thần đều không thể chống đối. Đương nhiên đại lục nổi danh nhất tuyệt địa, muốn thuộc thần võ quốc cùng phía Nam Đại Hạ Quốc chỗ giao giới Tam Vạn Đại Sơn. Tam Vạn Đại Sơn, tên như ý nghĩa có ba vạn tòa Đại Sơn, nơi này vạn phong liên nguyên, ngàn câu vạn khe, hồ suối khắp nơi trên đất, cổ thụ che trời sắp thiên, khóm bụi gai sinh xuống đất, quả nhiên là núi cao thủy tú, muôn hình vạn trạng, bên trong con cọp cự thú ẩn núp, long xà hồ lang vô số, từ xưa tương truyền liền xem như thần cũng muốn ở chỗ này dừng bước danh sưng gãy kích tuyệt địa từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vào nhập chỗ sâu nhất so sánh con cọp mãnh thú tam vạn đại sơn kinh khủng nhất là yêu thú yêu thú không thể so với phổ thông mãnh thú yêu thú đều có quỷ dị khó lường yêu thuật lực công kích hung tàn vô cùng tam vạn đại sơn liền là đại lục ở bên trên tụ tập yêu thú nhiều nhất địa phương nghe nói sâu trong núi lớn có có thể hóa thành hình người có được thông thiên yêu lực yêu vương yêu đế coi như kim cương cảnh cường giả tiến vào đều hữu tử vô sinh. Linh thú sơn học viện tọa lạc tại Tam Vạn Đại Sơn phía ngoài nhất một tòa đại sơn, linh thú sơn bên trên. Linh thú sơn dưới có một tòa thành nhỏ gọi Linh thú thành, tòa thành nhỏ này vốn là một cái trấn nhỏ, bởi vì linh thú sơn học viện xây dựng ở trên núi, mấy ngàn năm phát triển để tiểu trấn biến thành thành nhỏ, mà lại cái này thành chỉ còn phồn hoa vô cùng, xa xa không phải thiên võ thành loại kia thành nhỏ có thể so sánh. Cộc cộc cộc, giờ phút này thành nhỏ cửa thành bắc, một cỗ xe ngựa sang trọng chạy nhanh đến, xe ngựa màn xe bên trên có một cái to lớn cơ chứ, bên cạnh trên cửa sổ xe còn có một tấm gương mặt non nớt cùng một đôi tràn đầy hiếu kỳ con ngươi. cái này linh thú thành thật lớn, so thiên võ thành phồn hoa nhiều. xe ngựa đánh thẳng một mạch, giang giật nhìn xem nguy nga tường thành, nhìn xem đường phố rộng rãi như nước chảy đám người, cao mất chỉnh tề kiến trúc âm thầm cảm khái. bất quá con mắt của nó ánh sáng rất nhanh bị phía trước chạy nhanh đến một người hấp dẫn, hắn kinh hô lên a. À. Đại gia gia, đó là cái gì người kia làm sao cưới tại một con sói trên thân cái kia chính là yêu thú sao khí thức thật là khủng khiếp. Giang Vân Hải ánh mắt theo Giang giật ánh mắt hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lướt qua, mỉm cười giải thích nói, thiếu chủ, đừng ngạc nhiên, đây không phải là yêu thú, mà là bị thuần hóa linh thú. Đầu kia lang vốn nên nên nhất ra yêu thú thị huyết ma lang, thực lực nhưng so sánh chú đỉnh cảnh đỉnh phong đi. T, Giang giật hít một hơi lãnh khí, lần nữa nhìn cái kia tử phủ cảnh võ giả cưỡi máu me đầy đầu đỏ cự lang vài lần, âm thầm kinh hãi. Cái này cự lang khoảng chừng dài 5 thước, cao 2 thước, một cái huyết hồng sắc cự đại lang đầu thấy làm lòng người sợ. Mà lại cái này cự lang càng hợp so chú đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả cái này tử phủ cảnh võ giả có thể nói nắm giữ một cái cường đại tác chiến giúp đỡ. Đương nhiên Giang giật để ý là cưỡi một con sói nhìn hảo lạp phong A. Giang Vân Hải nhìn xem Giang giật đầy mắt hâm mộ, lắc đầu nói thiếu chủ, Người chẳng lẽ không biết linh thú Sơn Học Viện nổi danh nhất liền là linh thú linh thú Sơn Học Viện ngay tại ba vạn trong núi lớn, cái này trong núi lớn chính là không bao giờ thiếu yêu thú. Chỉ cần trở thành bên trong học viên, liền có thể đạt được thuần hóa linh thú bí thuật, người nếu là trở thành bên trong học viên, nói không chừng có thể thuần hóa một cái càng thêm cường đại yêu thú đâu, tỉ như cái kia. Giang Vân Hải tay chỉ một cái, Giang giật ánh mắt theo nhìn lại, xem xét phía dưới càng thêm hãi hùng khiếp phía, đầy mắt chấn kinh ngạc. Phanh phanh phanh, phía trước trên đường phố đi tới một cái quái thú to lớn, kia là một cái viên hầu loại quái thú, thân cao khoảng chừng một trượng, toàn thân trắng như tuyết, hai đầu chân lớn so giang giật thân thể còn muốn lớn hơn, kia như chuông đồng trong con người đều là lãnh ý nhìn thấy người kinh hồn bạt vía. Mà cái này viên hầu quái thú trên bờ vai lại đứng đấy một cái thiếu niên áo trắng, cư cao lâm hạ nhìn xuống chúng sinh. Thiếu niên kia nhìn thấy giang giật gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong con người đều là chấn kinh, khóe miệng lộ ra một vòng đùa cợt, tựa hồ đang cười nhạo giang giật hiếm thấy thêm quái, là một cái mười phần nhà quê. Cái này cự viên thực lực nhất định có thể so tử phủ cảnh cường giả A à làm sao người bên trong thành không sợ cái này cự viên quái thú đâu vạn nhất nó bạo tẩu lung tung công kích đâu. Giang giật thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn qua Giang Vân Hải, không đợi hắn đáp lời Giang giật con mắt lại sáng lấp lánh lấp lánh không ngừng, hưng phấn hỏi, đại gia gia, ta về sau thật cũng có thể thuần hóa như thế một cái cường đại yêu thú. Ha ha, thuần hóa linh thú không có chủ nhân mệnh lệnh, kia là tuyệt đối sẽ không đả thương người. Nơi này là linh thú thành, rất nhiều linh thú sơn học viên đều sẽ mang theo linh thú xuất nhập nơi này, người bên trong thành khẳng định đã thấy nhiều quen thuộc, cũng tự nhiên không sợ. Giang Vân Hải vuốt vuốt dâu bạc trắng, cười nói, thiếu chủ, chỉ cần ngươi gia nhập học viện, cố gắng tu luyện thành là tinh anh học viên nhất định có thể thuần hóa linh thú, mà lại thực lực của ngươi càng mạnh, người thuần hóa linh thú cũng sẽ càng mạnh. A à nha, Giang giật trùng điệp gật đầu, Lúc đầu đối linh thú Sơn học viện không có cảm tình gì, giờ phút này cũng rất là khát vọng. Có thể có được một cái cường đại linh thú, cưỡi nó rêu rao khắp nơi thế nhưng là vô cùng phong cách sự tình A, à. gian giật mặc dù tính cách so sánh nhân đồng lứa trầm ổn một chút, nhưng cuối cùng chỉ có 16 tuổi, thiếu niên tâm tính khó tránh khỏi. Qua, bên kia có một cái hắc hổ, ừm, người kia khẳng định cũng là linh thú Sơn học viên, cưỡi một cái giáp xác trùng đâu, cái này linh thú xấu quá. Giang giật một đường ghé vào trên xe ngựa quan sát, thỉnh thoảng thở nhẹ một tiếng, tựa như tựa như một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều hài tử. Giống như lần này bộ dáng cho thiên võ thành người nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, giang giật liền là cái kia tại Tây Sơn trên giết phế đi mấy chục người lãnh huyết ác ma. Đại gia gia, ta nhìn thấy người quen, là linh thú Sơn ba vị đạo sư nha. Là tô đạo sư các nàng. Giang giật vén rèm xe, chỉ vào nơi xa một cái cửa đại tử lâu bên ngoài ba người kinh hô lên, Giang Vân Hải nhìn lướt qua gật đầu nói, linh thú sơn huyết luyện liền muốn bắt đầu, các nàng ra linh thú thành cũng bình thường. Hưu, đột nhiên, bầu trời truyền đến một trận bởi vì nhanh chóng phi hành mà sinh ra tiếng xé gió, thanh âm kia rất là bén nhọn, hấp dẫn thành nội vô số người chú ý, giang giật cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, lại con ngươi trong nháy mắt mở tròn vo. Trên bầu trời hai thất có vũ rực tuyết ban ngày ngựa kéo lấy một cỗ xa hoa cự liễn phá không mà đến, kia cự liễn là thanh đồng tạo thành, vậy mà có thể lơ lửng giữa không chung nhìn dị thường thần kỳ, đối với Giang giật tới nói càng là chưa từng nghe thấy, tựa như thiên phương dạ đàm, trong chuyện thần thoại xưa tiên nhân. Thiếu chủ, ta trước kia cùng ngươi đã nói, thế giới này rất thần kỳ, người thấy vẫn là một góc của băng sơn. Cái này phi mã cự liễn chỉ là một cỗ cổ thần chiến xa mà thôi, không có gì ngạc nhiên. Cái này trong chiến xa có thần kỳ trận pháp cấm chế, có thể trôi nổi tại giữa không chung. Còn như kia hai thất phi mã cũng chỉ là một loại đặc thù linh thú mà thôi, ngoại trừ đẹp mắt ngoại chiến đấu lực thấp kém đáng thương đương nhiên loại này cổ thần chiến xa đại lục vô cùng ít ỏi cũng vẻn vẹn chỉ có mấy chục chiếc mà thôi giang vân hải cười cho giang giật giải thích không bằng hắn ánh mắt nhìn lướt qua kia chậm rãi hướng linh thú thành bên trong rơi xuống chiến xa nhìn thấy trong chiến xa ngồi một vị khôi ngô công tử ca sắc mặt lập tức lạnh xuống hắn nhẹ giọng thì thào lại là hắn giang giật cũng thấy rõ ràng người này đây là một người mặc ngân sắc chiến giáp người trẻ tuổi khuôn mặt dị thường khôi ngô khí độ càng là bất phàm xa xa không phải giang hận thủy loại này cấp bậc công tử có thể so sánh. Hắn thân thể từ giữa không trung bay vọt mà xuống, thẳng tắp hướng linh thú sơn ba vị đạo sư phương hướng bay đi, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vị kia lạnh như băng sơn tô đạo sư, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, người giữa không trung tự cười dài nói, như tuyết, đã lâu không gặp. Cái này, người này, giang giật đột nhiên hạ màn xe xuống, sắc mặt trở nên cực kỳ mất tự nhiên, toàn thân lông tơ dựng đứng, tựa như phát hiện thiên địch lông bầm dựng ngược sư tử, hắn nhìn qua Giang Vân Hải sắc mặt ngưng trọng hỏi, đại gia gia, người này là ai vì sao ta nhìn thấy hắn cực kỳ không thoải mái tựa như. Tựa như hắn là ta mệnh trung túc địch, ách, Giang Vân Hải ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, tốt nửa ngày mới thở dài nói, thiếu chủ, người này ngươi ngàn vạn không thể chiêu chọc, chỉ ít trong thời gian ngắn tuyệt đối đừng chọc hắn, bởi vì hắn là trấn Tây Vương tử trai độc nhất, Giang Nghịch Lưu. Chương 64, có khách tới chơi. Trấn Tây Vương, Giang giật hai mắt sáng lên, Vị gia này thế nhưng là trong truyền thuyết thần đồng dạng vô địch tồn tại a Giang Giật khi còn bé còn rất sùng bái hắn cho là hắn mới là thật nam nhân đại anh hùng. đương nhiên Trấn Tây Vương cũng là vô số thần võ quốc thiếu niên sùng bái đối tượng, vô số thiếu nữ trong mộng, dân gian liên quan tới hắn truyền thuyết rất rất nhiều. Trấn Tây Vương thế tử Giang Giật lông mày rất nhanh nhíu lại vì cái gì Trấn Tây Vương nhi tử sẽ để cho hắn có một loại trời sinh chán ghét cùng phản cảm loại cảm giác này tới không hiểu thấu hoang đường đến cực điểm. Hắn nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy Giang Nghịch Lưu, vị này thế tử điện hạ hào hoa phong nhã, trạng thái khí bất phàm, thấy thế nào đều không giống một cái làm người ta phản cảm người. Hắn nghĩ đến khẽ giật mình, lần nữa kéo ra cửa sổ xe rèm, hướng cách đó không xa Giang Nghịch Lưu quét tới. "Phúc đạo sư, lưu đạo sư tốt." Giang Nghịch Lưu thân thể đã bay vọt mà xuống, vững vàng đứng tại trước cửa tử lâu, hắn hướng Phúc lão cùng một vị khác tuổi trẻ nam đạo sư nhẹ gật đầu, lúc này mới tiếp tục nhìn qua Tô đạo sư mỉm cười nói: ba vị một đường vất vả, đi, ta thay các người bày tiệc mời khách. Thế tử điện hạ khách khí, phúc lão vuốt vuốt dầu bạc trắng khẽ vuốt cằm, rất là hài lòng giang nghịch lưu khiêm tốn cùng khách khí, dùng hắn thế tử điện hạ cùng thiên tài học viên thân phận, hoàn toàn có thể coi thường bọn họ hai vị ban phổ thông đạo sư. Đương nhiên hai người cũng biết là dính tô đạo sư ánh sáng, giang nghịch lưu ý không ở trong lời A. À. Đời này con hảo hảo mãnh liệt, giang giật nhìn mấy lần lập tức đã hiểu, cái này giang nghịch lưu một cái học viện học viên, mặc dù là trấn tây vương nhi tử lại công nhiên đang theo đuổi học viện nữ đạo sư mặc dù giang giật cũng thừa nhận vị này tô đạo sư hoàn toàn chính xác có khuynh quốc khuynh thành chi dung mạo nhất là nàng kia tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng khả năng hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào chinh phục muốn nhưng nói thế nào đều là đạo sư học viên tại sao có thể ngâm đạo sư còn ngâm như thế quang minh chính đại thế tử điện hạ khách khí tô đạo sư sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào nói một câu cùng phúc lão giống nhau như đúc nhưng ý tứ lại hoàn toàn khác biệt, nàng quay người trực tiếp đi vào tử lâu, để lại một câu nói ta mệt mỏi, về nghỉ ngơi, các ngươi ăn đi. Phúc lão hai người lúng túng, Giang Nghịch Lưu lại dạng dỡ, gật đầu nói, được, như tuyết ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hai vị đạo sư đi, ta cho các ngươi bày tiệc mời khách. Vị này thế tử điện hạ thật sâu lòng giả, Giang giật cẩn thận nhìn chằm chằm Giang Nghịch Lưu nhìn mấy lần, xác định trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì bất mãn chi sắc, âm thầm sợ hãi thán phục. Tô đạo sư trước mặt mọi người như thế không nể mặt mũi, hắn vậy mà không có nửa điểm sinh khí giống như không phải trời sinh tốt tính, như vậy hắn thành phủ chi thâm làm người sợ run. Ha ha, xe ngựa chạy qua tủ lâu cửa ra vào, Giang giật nhìn thấy tô đạo sư trực tiếp lên lầu 2, trong lòng không hiểu có chút vui vẻ, tựa hồ nhìn thấy Giang nghịch lưu kinh ngạc, để hắn có loại không hiểu khoái cảm. a à, chuyện gì xảy ra ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, ta cùng Giang nghịch lưu hoàn toàn không biết a à ta làm sao bản năng nghĩ nhầm vào hắn không được ta không thể dạng này, hắn là thế tử điện hạ, đắc tội hắn hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Giang giật trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng hạ màn xe xuống không còn dám nhìn nhiều. Hắn quay đầu nhìn mê man Giang Tiểu Nô một chút, âm thầm khuyên bảo chính mình đi học viện nhất định muốn rời cái này thế tử điện hạ xa xa, hắn nhưng là đi cứu người. Kết, chưa tới nửa giờ sau, xe ngựa lái vào thành bắc một cái rộng rãi trong đại viện, Giang Vân Hải mỉm cười đứng dậy cùng Giang giật nói ra, ôm lấy Tiểu Nô xuống xe đi, đến nhà. Ừm, Giang giật hưng phấn lên, ôm lấy Giang Tiểu Nô đi theo Giang Vân Hải đi xuống xe ngựa, đối diện lại nhìn thấy một đám hạ nhân đứng ở một bên, nhìn thấy hai người xuống xe ngựa lập tức quỳ xuống nói cung nghênh lão ra, thiếu ra. a à, Giang giật lần thứ nhất bị lễ ngộ như thế có chút mờ mịt, Giang Vân Hải cũng rất thói quen khoát tay áo, đối một vị mặc quản sự bào lão giả nói ra, lão hà, để cho người ta đem tiểu thư đưa về gian phòng, mang thiếu ra đi tắm thay quần áo, chuẩn bị một chút cơm trưa. Giang Vân Hải nhìn thấy Giang Giật còn thất thần, vội vàng cười nói, thiếu chủ, tòa nhà này là ta bày võ điện sớm mua lại, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta, thiên võ thành chúng ta cũng không tiếp tục trở về. Ừm, um, Giang Giật nhếch miệng cười một tiếng, đem Giang Tiểu Nô giao cho một gái lão mộ tử, tại lão hà dẫn đầu hạ đi vào hậu viện. Giang Giật một đường quan sát, phát hiện cái viện này rất lớn cũng rất xinh đẹp, đình đài thủy tạ, giả sơn cây xanh hoa hồng, trung viện còn có một cái nho nhỏ hồ nước cũng không biết Giang Vân Hải bỏ ra bao nhiêu tử kim mới mua. Thiếu ra, đây là người ở lầu các, chế chút ta cho người điều một cái nha hoàn tới, người trước tắm rửa đi. Lão Hà thân thể rất là nhỏ gầy, khuôn mặt ngược lại là vẻ mặt tươi cười rất là thân hòa, hắn đem Giang Giật đưa đến một cái lịch sử tao nhã hai tầng trong lầu các, lầu một khoảng chừng bốn năm gian gian phòng, rất là xa xỉ. Không cần, Giang Giật không quen có hạ nhân hầu hạ, mà lại đoán chừng không được bao lâu, hắn liền sẽ tham gia linh thú sơn huyết luyện tiến vào học viện bên trong, sở dĩ rất thẳng thắn cự tuyệt nói. Tắm rửa thay quần áo, Giang giật đổi lại một bộ mới tinh màu xanh cẩm bào, cả người lập tức trở nên thanh tú tuấn giật, người tốt vì lụa Phật dựa vào mạ vàng, câu châm môn này quả nhiên không có nói sai. Đi đến phòng trước cùng Giang Vân Hải hảo hảo ăn một bữa, Giang giật đứng dậy chuẩn bị đi trở về bế quan tu luyện. Dọc theo con đường này đi lại hơn nửa tháng, một đường sóc này hắn cũng không có quá nhiều thời gian tu luyện, đến giờ phút này còn không có đột phá chú đỉnh cảnh ngũ trọng, Giang Vân Hải nói linh thú sơn huyết luyện còn có 5 ngày, hắn nghĩ đến thừa dịp cái này mấy ngày cố gắng một chút. Không ngờ, lúc này lão Hà đột nhiên vào đây thông bẩm, lão ra, bên ngoài có một tên tiểu thư cầu kiến, nàng nói nàng gọi cơ thính vũ. Ừ, Giang Vân Hải cùng Giang giật liếc nhau âm thầm giật mình, Giang Vân Hải cũng không có nói cho cơ thiên hắn muốn tới linh thú thành, cơ gia vị này xa phu hẳn là cũng không có lá gan này mật báo. Bọn hắn vừa mới đến linh thú thành, Cơ Thính Vũ làm sao sẽ biết? Còn như Cơ Thính Vũ vì sao tại Linh thú thành Giang giật ngược lại là cũng không kỳ quái. Một tháng trước nàng cùng Giang Hận Thủy bọn hắn tự lên đường, các nàng cũng muốn tham gia huyết luyện mới có thể trở thành chính thức học viên. Giang Vân Hải khoát tay trận lại nói mời nàng vào đây. Lão Hà đi xuống. Giang giật vốn định rời đi, Giang Vân Hải lại khoát tay nói cái này Cơ Gia nha đầu nghĩ vậy mà là tới tìm ngươi, ta đã không thấy tâm hơi. Các ngươi cố gắng tâm sự cơ ra cái nữ oa nhi này cũng không tệ lắm, đáng tiếc quá tâm cao khí ngạo điểm. Nha, Giang giật chỉ có thể thành thành thật thật ở phòng khách đợi, rất nhanh lão hàm mang theo một thiếu nữ đi đến. Một bộ xinh đẹp màu vàng váy dài, một tấm tinh xảo đến làm cho người không dám nhìn thẳng gương mặt xinh đẹp, một đôi tựa như có thể xem thấu hết thải bảo thạch con ngươi, cơ thính vũ vẫn như cũ đẹp đến nỗi người ngạt thở. Cơ thính vũ sau khi đi vào, cũng không có nhìn chung quanh, tựa hồ liệu định Giang Vân Hải không hội kiến nàng, nàng nhìn qua giang giật uyển chuyển cười một tiếng đi một cái vạn phúc nói thính vũ nên gọi người dịch công tử vẫn là giang công tử hay là giang giật gọi giang giật đi giang giật có chút lúng túng sờ lên cái mũi có chút hiếu kỳ hỏi cơ tiểu thư làm sao biết ta tại cái này đoán cơ thính vũ tràn ngập linh khí con mắt chuyển động vài vòng mỉm cười nói phụ thân nói qua người thị nữ kia độc ta tra xét xuống tư liệu phát hiện người ngoại trừ đến linh thú sơn tìm kiếm vị kia thiên giai trị liệu sư bên ngoài không có đường khác mà đi mà ngươi đối người người thị nữ này tốt như vậy, khẳng định hội không tiếc bất cứ giá nào chữa khỏi nàng, sở dĩ ngươi chỉ có thể tới này. Ta để cho người ta tại cửa thành Bắc chú ý thoáng cái, quả nhiên phát hiện nhà ta xe ngựa, sở dĩ ta đoán nhất định là ngươi đã đến. Giang giật âm thầm giơ ngón tay cái lên, cô gái này tử không chỉ có hơn người thiên tư, còn có tuyệt sắc dung mạo, trí tuệ càng là gần giống yêu quái, khó trách như thế tâm cao khí ngạo, bực này nữ tử cũng không biết dạng gì nam tử mới có thể xứng với nàng. Giang giật trầm mặc một trận, ngẩng đầu nhìn cơ thính vũ một chút, nói ra cơ tiểu thư, tìm ta nhưng có chuyện quan trọng. Người người này a, à, không có chút nào hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cũng không hiểu phong tình, ta đến nhà ngươi cũng không cho chén nước trà uống một chút. Cơ thính vũ khe khẽ thở dài, nhìn thấy giang giật luống cuống tay chân bưng trà đổ nước, cười khúc khích khoát tay nói, được rồi, nói đùa với ngươi đấy. Ta tới là muốn nhắc nhở ngươi lần này huyết luyện cẩn thận một chút, các ngươi kia một tổ không chỉ có ngọa hồ tàng long, còn có rất nhiều học viên thân phận đặc thù. Người tốt nhất đừng ý đồ tranh 10 hạng đầu, nếu không sẽ đắc tội rất nhiều người, đến lúc đó coi như tiến vào học viện cũng sẽ rất thảm. chương 65, sát tinh tới, Giang giật để chuẩn bị tới hỗ trợ thị nữ xuống dưới, tự mình bưng lên một chén nước trà mời cơ thính vũ ngồi xuống, lúc này mới tò mò hỏi, không muốn tranh 10 vị trí đầu đây là ý gì ân. Để cơ tiểu thư chê cười, ta đối với cái này viết luyện còn hoàn toàn không hiểu đâu. Cơ thính vũ bản ý là tới đề điểm một câu, tiêu trừ giang giật trong lòng khúc mắc kết xuống một phần tình nghĩa, giang giật trên người có quá nhiều bí mật cùng thần kỳ, có thể kết giao một người bạn như vậy đối nàng đối cơ ra đều không phải là chuyện xấu. Giờ phút này gặp giang giật thành tâm thỉnh giáo nàng cũng không tốt lập tức rời đi, kiên nhẫn giải thích nói, linh thú sơn học viện hàng năm cũng sẽ ở lục quốc mấy chục cái trong thành trì tuyển nhận 300 học viên, mỗi lần ở đâu ta thành trì chiêu sinh đều không phải là cố định, bởi vì đại bộ phận đều tại thần võ quốc cùng đại hạ quốc bên trong chiêu sinh, tuyển nhận học viên số lượng lại quá ít quá ít, sở dĩ còn lại chư hầu quốc độ âm thầm kháng nghị. Học viện lúc này mới tại chiêu sinh huyết luyện lúc mặt khác mở ra một tổ đặc biệt huyết luyện, bất kỳ cái gì các nước chư hầu chưa đầy 18 tuổi đạt tới chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả đều có thể báo danh, bất quá các người tổ này chỉ trúng tuyển 50 người. Giang giật nhẹ gật đầu hỏi, như vậy mỗi lần tham gia đặc biệt huyết luyện người có bao nhiêu đâu? Cơ thính vũ trầm ngâm một phen, lắp đầu nói khó mà nói có đôi khi hơn một ngàn người có đôi khi mấy trăm người lần này nhân số không nhiều không ít đi đại khái bảy tám trăm người nhiều người như vậy cạnh tranh rất kịch liệt a à. giang giật thầm giật mình bảy tám trăm người cạnh tranh năm mươi cái danh ngạch hắn nguyên bản còn tưởng rằng bằng vào thực lực của hắn cái này huyết luyện tựu cùng đùa không thể không nghiêm túc đối đãi đúng vậy a à, cơ thính vũ cảm thán nói kỳ thật các người tổ này so với chúng ta kia một tổ tàn khốc nhiều mà lại cũng khó khăn mấy lần ta so ngươi tới sớm hơn 10 ngày, thăm dò được một chút tình báo. Lần này các người kia một tổ có ba vị đều đã đột phá tử phủ cảnh tuyệt thế thiên tài, cũng có hơn 10 vị thân phận tôn quý công tử tiểu thư, còn có một số người là học viện chính thức học viên tộc nhân, sở dĩ ta để ngươi không muốn cạnh tranh 10 vị trí đầu, chỉ cần bảo đảm có thể đi vào 50 vị trí đầu là được. Giang giật mơ hồ dò hỏi, vì sao muốn tranh 10 vị trí đầu chẳng lẽ 10 vị trí đầu có chỗ tốt gì? Ây, cơ thính vũ triệt để bị Giang giật đánh bại, hắn đã muốn tiến vào linh thú Sơn học viện, thậm chí ngay cả một điểm tư liệu đều không tìm hiểu hắn đây là đối với mình thực lực quá mức tự tin, vẫn là thiên nhiên ngốc a. À. Nàng thở dài, lần nữa kiên nhẫn giải thích nói cái này tự nhiên có chỗ tốt, người suy nghĩ một chút vì sao nhiều người như vậy chèn phá đầu muốn đi vào linh thú Sơn học viện bởi vì trong học viện không chỉ có yếu tố đạo sư, có thuần hóa linh thú bí thuật, cũng bởi vì có rất nhiều chỗ thần kỳ. tỉ như linh khí luận võ trong điện còn muốn nồng đậm gấp hai tính tu thất, tỉ như có mấy vạn bản võ kỹ tàng thư các, tỉ như có thể cảm mộ đặc thù ý cảnh thần bia, bên trong đan phòng các loại đan dược các loại. Những vật này người muốn ở trong học viện sử dụng thu hoạch, hoặc là trả giá giá trên trời từ kim, hoặc là ngươi liền phải dùng điểm tích lũy đổi lấy, mà huyết luyện liền là thu hoạch điểm tích lũy tốt nhất cùng đường, tỉ như các người kia tổ hạng nhất liền có thể đạt được 1000 điểm tích lũy, 1000 điểm tích lũy có thể miễn phí học tập một loại địa giai thượng phẩm võ ký. Nguyên lai like là dạng này, ta đã hiểu, đa tạ cơ tiểu thư chỉ điểm giang giật bừng tỉnh đại ngộ ghi nhớ tại tâm cảm kích đối cơ thính vũ chắp tay nói tốt ta cần phải trở về cơ thính vũ mục đích đạt tới đứng dậy đi ra phía ngoài tại cửa ra vào đột nhiên ngoái nhìn cười nói giang giật cố lên thính vũ rất hy vọng có thể ở trong học viện nhìn thấy ngươi giang giật đưa mắt nhìn cơ thính vũ rời đi giang vân hải lặng yên từ sau sảnh chuyển vào mỉm cười nhìn xem giang giật nói thiếu chủ ngươi làm sao không đưa đưa nha đầu kia ngươi như vậy không có phong độ rất khó thu hoạch được nữ hài tử niềm vui nha. A à, ta không hiểu những này a, à. Giang giật sắc mặt thoáng cái lúng túng, sờ lên cái mũi nói, đại gia gia, ta cũng không nghĩ tới muốn truy cầu cơ tiểu thư, nàng dạng này quá thông minh nữ tử, ta cũng không phải là rất thích. Đúng vậy a, à, cái này cơ gia nữ oa cái gì cũng tốt, liền là quá thông minh, dã tâm cũng quá đại, dạng này nữ tử hoàn toàn chính xác không thích hợp ngươi. Giang Vân Hải rất tán thành nhẹ gật đầu, lập tức bàn giao nói tốt, thiếu chủ Lúc đầu ta muốn nói cho chuyện của ngươi, cơ gia nữ oa đều không khác mấy cùng ngươi nói, ngươi đi trước bế quan đi. Tranh thủ tại trong vòng 5 ngày đột phá chú đỉnh cảnh ngũ trọng, đương nhiên. Giống như không đột phá nổi cũng không cần miễn cưỡng, nhớ kỹ sau 5 ngày nhất định phải xuất quan. Tốt, Giang giật nhẹ gật đầu, lập tức trở về phòng tu luyện, trước kia tu luyện đối với hắn mà nói là dày vò, cũng rất là hưởng thụ. Cảm thụ được nguyên lực như suối nước tuôn ra, mắt thấy thực lực nhanh chóng tăng cường loại kia vui sướng không cách nào nói nên lời. Theo linh thú sơn huyết luyện ngày đến, linh thú thành bên trong càng thêm náo nhiệt lên, thành nội lớn nhỏ từ lâu lữ điếm toàn bộ bạo mãn, rất nhiều dân trạch bên trong đều bị thuê lại ra ngoài, phố lớn ngõ nhỏ ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua, linh thú thành nam thành bên ngoài trên quảng trường sáng sớm tự tụ tập vô số người, liếc nhìn lại khoảng chừng mấy ngàn nhiều, linh thú sơn hơn 10 vị đạo sư cũng đều xuất hiện tràng, chỉ chờ mặt trời lên cao, liền chính thức bắt đầu huyết luyện. Cái này mấy ngàn người chân chính muốn tham gia huyết luyện chỉ có hơn một ngàn người, chia làm hai đại phương trận, một bên là cơ thính vũ các nàng những này đã trở thành đắc chiêu sinh học viên, một bên khác thì ít nhất có 800 người, rõ ràng là cùng giang giật đồng dạng tới tham gia đặc thù huyết luyện. Cơ thính vũ vẫn là mặc xinh đẹp váy vàng, như một đóa tỏa ra hoa hồng vàng. Bên người nàng vây quanh giang hận thủy liễu hà bọn người, còn có mấy áo bảo hoa lệ công tử. Yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu, cơ thính vũ như thế tuyệt sắc ở đâu đều có thể tự động hấp dẫn nam tử ánh mắt cùng truy cầu a à, bất quá nàng giờ phút này suy nghĩ cũng không có tại phủ cận công tử ca trên thân cũng không để ý một cái khác trong phương trận các vị khí độ bất phàm người bên trong long phượng công tử tiểu thư nàng ánh mắt tại đối diện trong phương trận quét mấy lần trong đôi mắt đẹp đều là nghi hoặc huyết luyện lập tức bắt đầu giang giật lại còn không có xuất hiện ừ đạo sư trong đám một vị lạnh băng băng nữ tử váy trắng cũng tại bốn phía liếc nhìn nàng trong đám người nhìn thấy Giang giật chưa từng xuất hiện, đôi mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt thất vọng cùng oán khí. Nàng hào tâm đề điểm một câu, Giang giật vậy mà như thế không trân quý cơ hội. Quy tắc tranh tài chắc hẳn rất nhiều người đều biết rõ, ta lần nữa thanh minh một chút. Thời gian đã không sai biệt lắm, một vị dáng người khôi ngô người mặc màu đen chiến giáp đạo sư đi ra, ánh mắt quét qua áp chế khắp nơi tiếng huyên náo, hắn một tay chỉ một cái phía trước mở miệng nói, nhìn thấy tòa kia núi cao không có cái kia chính là linh thú sơn, học viện ngay tại Sơn Chi Đình. Các người phải làm, liền là một đường săn giết yêu thú lên núi, mỗi một cái yêu thú trong thân thể đều thả ở một viên màu sắc khác nhau lệnh bài. Một tổ học viên nhất định phải thu hoạch được 9 cái màu sắc khác nhau lệnh bài, đồng thời tại trong vòng 3 ngày đến học viện ngoài cửa lớn mới tính thông qua huyết luyện. Còn tổ hai thành viên kia nhất định phải đạt được gấp 3 lệnh bài, đương nhiên phải đến lệnh bài càng nhiều học viên, học viện sẽ cho đặc thù ban thưởng. Tham gia huyết luyện đám võ giả nhẹ gật đầu, những quy tắc này bọn hắn ngược lại là toàn bộ đều biết đạo sư kia nhìn một chút canh giờ tay thật cao nâng lên quát khẽ nói ta trịnh trọng tuyên bố một điểm huyết luyện chỉ là lịch luyện giống như không địch lại hoặc là không có nắm chắc tuyệt đối không nên làm bừa nếu bị yêu thú đả thương chết học viện tổng thể không phụ trách đương nhiên huyết luyện lúc tuyệt đối không thể cố ý giết người một khi phát hiện vĩnh viễn không trúng tuyển tốt huyết luyện bắt đầu một tổ theo phía đông lên núi tổ hai theo phía tây lên núi hiu đúng lúc này một thân ảnh đột một theo trên tường thành bay ra, tựa như là bị người dùng đại lực theo thành nội trực tiếp vung ra đến. ầm um, người kia trùng điệp đập xuống đất, cũng may hắn ngay tại chỗ lộn vài vòng, tan mất mấy phần lực đạo, ngược lại là không có thụ thương. hắn đứng lên, từ trong ngực lấy ra một khối báo danh lệnh bài, lúng túng cười nói, không có ý tứ, ta ngủ quên mất rồi, chư vị đạo sư thứ lỗi. Một bọn người hai mặt nhìn nhau vị gia này cũng quá dữ dội đi huyết luyện đại sự như thế vậy mà cũng dám đến trễ mà lại ra sân phương thức lạp phong như vậy. Chú đỉnh cảnh ngũ trọng, tô đạo sư cùng cơ thính vũ đôi mắt lại một lần phát sáng lên, các nàng rất rõ ràng giang giật đến trễ khẳng định không phải là bởi vì ngủ quên, mà là vừa mới đột phá. Vừa rồi sở dĩ bay ra ngoài, rất rõ ràng là giang vân hải sợ giang giật bỏ lỡ huyết luyện, trực tiếp theo thành nội vung ra tới. Giang giật, giang hận thủy, liễu hà, trúc đao, Lãnh Thiên Thiên bốn người lại đôi mắt co rụt lại, vị này sát tinh vậy mà cũng tới xem ra sau này Linh thú Sơn học viện trời tử không sẽ quá bình thản a. À.